Mời các bạn nghe phần 10, Diệp Chân Chân nghe thấy câu nói này của Hứa Du Ninh, trong lòng bỗng trở nên mềm nhũn. Cũng không có ý muốn tránh thoát nữa thay vào đó lại duỗi cánh tay ra nhẹ nhàng vòng lấy cái eo thon gầy của hắn, ôm lại hắn. Thì nghe thấy Hứa Du Ninh hỏi nàng, vừa rồi vị Ninh phu nhân kia vừa nhìn cũng biết đó là phu nhân nhà quyền quý, bà ấy cũng đã nói cha thân sinh của muội rất có quyền thế, Chân Chân, trong lòng muội có nghĩ tới muốn đi với bà ấy hay không? Lúc hắn nói ra lời này đầu vẫn đặt trên vai Diệp chăn chăn như cũ, giọng nói có chút buồn bực. Có thể nghe thấy nỗi bất an lo lắng không yên trong lòng hắn. Diệp chăn chăn không khỏi bật cười. muội cười cái gì? Hứa Du Ninh có chút bất mãn lầu bầu một câu, đầu đặt trên vai nàng còn cọ sát giống như động vật nhỏ. Nụ cười trên mặt Diệp chăn chăn càng sâu thêm. Hơi nghiêng đầu lại nhìn hắn một chút, hỏi, vừa rồi không phải huynh nói vị ninh phu nhân kia không phải là nương thân sinh của muội sao, sao bây giờ lại nói như vậy? Hứa Du Ninh đầu ở trên vai nàng lại cọ sát một chút sau đó hứa du ninh mở hai mắt ra có chút không được tự nhiên giải thích vừa rồi ta cũng không có nói bà ấy không phải chỉ là có chút nghi ngờ dù sao bà ấy cũng thật sự không lấy ra được bằng chứng xác đáng để chứng minh bà ấy chính là nương thân sinh của muội diệp chăn chăn nhìn dáng vẻ nghiêm túc nói bậy này của hắn nhịn không được đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn một cái giống như hứa du ninh trước kia cũng sẽ thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên đầu của nàng sau đó mỉm cười nói được rồi huynh cũng không cần giải thích với muội muội biết rõ trong lòng huynh lo lắng chuyện gì không phải là sợ muội nhìn thấy cha nương thân sinh của mình đều là người có quyền thế phú quý thì lo lắng muội sẽ đi theo bọn họ không cần huynh nữa phải không hoặc là bọn họ nhận muội về không nhìn chúng huynh muốn cho muội chọn một vị hôn phu khác nhưng huynh nhìn muội giống như người ham mê phú quý sao hơn nữa trong lòng muội trên đời này còn có ai tốt hơn huynh đây trừ huynh ra muội không muốn lấy bất kỳ người nào khác cho dù có ai bức ép muội thì muội cũng sẽ không gả trước kia lúc hai người gần gũi diệp chăn chăn cũng không nói với hắn những lời xuất phát từ trái tim như vậy trong chốc lát hứa du ninh có chút giật mình khi khôi phục lại tinh thần thì trong lòng quá đỗi vui mừng dùng đôi môi không ngừng cọ sát cổ diệp chăn chăn giọng nói mang theo khẩn cầu chăn chăn đêm nay chúng ta thành thân ngay có được không dù sao tất cả đồ vật cần cho lễ thành thân bọn họ đều đã chuẩn bị xong bất cứ lúc nào hai người cũng có thể thành thân hơn nữa nếu như đêm nay hai người bọn họ thành thân thì sau này hắn sẽ là phu quân của diệp chăn chăn cho dù ngay cả hai người cha nương thân sinh của diệp chân chân cùng nhau tìm tới cửa thì hắn cũng không sợ diệp chân chân biết rõ lúc này trong lòng hắn cảm thấy bất an nhưng vẫn cười khẽ đẩy đầu hắn một cái nói ra huynh vẫn nên giữ lại tinh lực chuẩn bị cho kỳ thi đình ba ngày sau đi chỉ mấy ngày nữa gấp gáp cái gì nàng vốn là có lòng tốt lo nghĩ cho hứa du ninh cũng không có suy nghĩ đặc biệt gì khác nhưng mà sau khi hứa du ninh nghe xong thì lại đột nhiên há miệng ngậm lấy vành tai của nàng khẽ cười nói tinh lực của ta rất tốt cho dù đêm nay hai người chúng ta thành thân thì ba ngày sau ta vẫn có tinh lực đi thi đỉnh như thường. Lúc đầu Diệp chăn chăn vẫn chưa hiểu được những lời này của hắn là có ý gì. Đợi đến lúc phản ứng kịp thì xấu hổ mặt đỏ bừng lên. Nghĩ thầm cái người này sao lại như vậy nha. Rõ ràng nàng đang nói chuyện rất nghiêm túc với hắn mà hắn lại nói những lời này với nàng. Nàng chừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái sau đó không nói thêm lời gì nữa đưa tay đẩy hắn ra, xoay người lại chạy ra khỏi phòng đi đến phòng bếp. Hứa Du Ninh nhìn theo bóng lưng của nàng, khóe môi mỉm cười không ngừng không khỏi bắt đầu ngóng trông kỳ thi đình ba ngày sau trong lòng còn quyết định đợi một lát nữa hắn sẽ đi tìm diệp tế muội nói rõ ràng với bà ấy chờ hắn thi đình trở về thì ngay ngày hôm đó hắn muốn thành thân với diệp chăn Trân trong lòng của hắn là muốn được làm quan ở bên ngoài tự nhiên lúc thi đình kia cũng không thể quá xuất chúng đến lúc công bố xếp hạng thi đình sau khi lại bộ quyết định cho hắn chức quan hắn sẽ ngay lập tức lên đường mang theo cả nhà hắn rời khỏi kinh thành đi nhậm chức về phần ninh phu nhân trong lòng hứa du ninh lạnh nhạt nghĩ đến nếu như 15 năm trước bà ấy đã vứt bỏ chăn chăn thì bây giờ đã không có tư cách quan tâm tới sinh sống chăn chăn như thế nào càng không có tư cách quyết định sau này chăn chăn phải sống ra sao có thể để cho bà ấy biết bây giờ chăn chăn vẫn sống rất tốt cũng đã đủ rồi những thứ khác bà ấy cũng không cần phải suy nghĩ nhiều chẳng mấy chốc đã là kỳ thi đình 3 ngày sau thi đình được tổ chức ở điện thái hòa trong cung quan chủ khảo chính là đương kim hoàng thượng hứa du ninh theo một đám người thi cử tiến vào điện thái hòa trên đường đi hắn cúi đầu rủ mắt xuống cũng không có quan sát xung quanh cho nên cũng không có nhìn thấy rõ mặt mũi hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng là gì sau khi ngồi xuống chỗ đã chỉ định cho hắn trên bàn cũng sớm đã đặt đầy đủ giấy bút nghiên mực và đề thi sau khi đọc xong đề thi hắn hơi suy nghĩ một chút rồi đề bút trả lời câu hỏi lúc thi hội hắn không nghĩ tới rõ ràng chính hắn không có dốc hết toàn lực nhưng vẫn có thể chiếm được thứ hạng chín cho nên lúc này hắn lại càng không dám ra sức tốt nhất xếp hạng thi đình hắn có thể ở cuối nhị giáp hoặc là đầu tam giáp trên xác suất rất lớn như vậy là hắn có thể được làm chi huyện bên ngoài đã có thể rời khỏi kinh thành lại có thể phù hợp với những gì hứa hưng xương đã dạy dỗ hắn lúc trước học đủ để làm quan sau đó làm một vị quan tốt hết lòng cai trị yêu dân thật ra trong nháy mắt hắn nhìn thấy đề thi ngay lập tức ở trong đầu đã nghĩ xong một bài văn chương nhưng cũng không có gấp gáp lập tức viết ra mà là chậm rãi viết viết một lúc còn nghỉ ngơi một chút cho đến khi nhìn thấy hơn một nửa người trong điện viết xong trang giấy bài văn nộp lên cho nội giám thì hắn mới viết xong bài văn chương của mình thổi khô mực nước phía trên, lúc này mới nhẹ cuốn lại giao cho nội giám bên cạnh, cúi đầu xuống, lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài tự nhiên có một con đường có nội giám chỉ dẫn, hắn cũng không có dừng lại, nhấc chân đi về phía cửa cung. Mấy ngày trước Diệp Tế Muội đã đồng ý với hắn, tối hôm nay sẽ để cho hắn và Diệp Chân chân thành thân, cho nên lúc này hắn chỉ cảm thấy giống như mũi tên hướng về tâm, chỉ hận không thể ngay lập tức về đến nhà mới tốt đâu sẽ như những học sinh khác vừa đi còn vừa lặng lẽ nhìn ngắm sự to lớn hùng vĩ bên trong hoàng cung là như thế nào chỉ lúc đi đến cửa cung hắn mới dừng bước chân quay đầu lại nhìn một cái lúc này mặt trời chiều ngả về phía tây ánh chiều tà vàng nhạt nghiêng trên ngói lưu ly phía trên cung điện đầy dãy phu quý lóa mắt nhưng chẳng qua cũng vội vàng liếc mắt nhìn một chút hắn lại quay đầu lại tiếp tục nhanh chân đi về phía trước một đường bước nhanh về đến nhà trong nhà đã được diệp tế muội bố trí xong xuôi một phen gian xương phòng ở hướng đông kia chính là phòng tân hôn cho hai người bọn họ đã sớm đổi xong chân màn màu đỏ chót trên mặt bàn bày một đôi nến hỉ long phượng màu đỏ chót bên trong mấy cái mâm chân cao xứ trắng thả vào các loại hoa quả khô như đậu phộng táo đỏ quả nhãn ngụ ý cát tường trên cửa cũng dán chữ hỉ màu đỏ chót diệp tế muội đang ở trong phòng bếp bận rộn hôm nay là thành thân nha chắc chắn phải tưng bừng náo nhiệt mới có ý nghĩa nhưng bọn họ ở trong kinh thành này cũng không có người quen biết hoặc là thân quen gì chính là ninh phu nhân tuy nói là nương thân sinh của diệp chăn chăn nhưng diệp tế muội cũng chỉ biết bà ấy họ ninh căn bản cũng không biết thân phận của bà ấy hay là bà ấy sống ở đâu muốn gọi bà ấy tới đây náo nhiệt thì cũng không cách nào gọi được có điều không gọi tới cũng tốt đỡ phải gọi đến nếu như ngộ nhỡ bà ấy không đồng ý chuyện thành thân giữa hai người hứa du ninh và diệp chăn chăn thì sao ngày đó cái người hầu tên là ngô tẩu đi theo bà ấy kia không phải đã nói sao hai người là kế huynh muội thì sao có thể thành thân được đây không phải là phá hỏng luân thương đạo lý sao cho nên dứt khoát không quan tâm đến bà ấy nữa. Ngược lại này người thuê chung một chỗ trong nội viện, bình thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho dù thời gian ở cùng một chỗ với nhau cũng không lâu. Không tính là rất thân quen nhưng có thể ở cùng trong cái viện này thì chính là duyên phận, ngại gì không mời bọn hắn ăn một bữa cơm, cùng nhau vui vẻ một chút. Cũng coi là chứng kiến chuyện hai người hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn thành thân. Cho nên sáng sớm hôm nay Diệp Tế Muội đã đi mua rất nhiều thức ăn đem về chuẩn bị lúc này cũng đã nấu gần xong, đang suy nghĩ lúc nào hứa Du Ninh trở về, cũng đừng để lỡ giờ lành mới tốt. Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy giọng nói của Nguyên Tiêu ở bên ngoài lớn tiếng gọi ca ca. Vội vàng từ trong phòng bếp đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy hứa Du Ninh đã nhanh chân đi vào trong sân. Không đợi hứa Du Ninh tới đây gọi bà, bà đã nhanh chân đi qua nghênh đón, thúc giục hắn, nhanh, nhanh, nước ấm ta cũng đã nấu xong rồi. Thùng tắm ta cũng đã chuẩn bị xong, con nhanh xách nước vào trong phòng tắm rửa sau đó thì mặc hỉ phục vào. Chăn chăn đang ở trong nhà vương đại nương phía trước trang điểm đấy, chỉ chờ con ở đây xong rồi thì chúng ta sẽ đi đón nàng về. Mặc dù bọn họ là người một nhà, vẫn luôn ở cùng một chỗ với nhau nhưng hôm nay là ngày thành thân. Cho dù là trước đó ở cùng với nhau vậy thì cũng không thể ở trong nhà từ phòng này sang phòng kia được. Vì vậy tạm thời mượn một gian phòng trong nhà vương đại nương bên cạnh để tân trang cho Diệp chăn chăn. Khi đến giờ lành thì để cho hứa Du Ninh đi qua đón nàng về. Mấy ngày trước Hứa Du Ninh đã nói với Diệp Chân Chân, chờ ngày hắn thi đỉnh hai người họ sẽ lập tức thành thân, Diệp Chân Chân nghĩ nghĩ, cũng nhanh chóng đồng ý. Thứ nhất, hai người bọn họ vốn định năm nay sẽ thành thân, không bằng tranh thủ làm sớm chút. Thứ hai, trong nội tâm nàng quả thật cũng có chút lo lắng lời hôm đó Ninh phu nhân đã nói, muốn đưa nàng về bên chỗ cha ruột của nàng. Mặc dù hôm đó dưới thái độ cường ngạnh của Hứa Du Ninh buộc Ninh phu nhân đành phải rời đi một cách buồn bã, nhưng nếu như ngộ nhỡ bà nói chuyện này cho người cha ruột kia, không phải bà đã nói, người cha ruột kia là người rất có quyền thế sao nếu vạn nhất người cha ruột kia cũng tìm tới cửa diệp chăn chăn lo lắng lúc đó hứa du ninh không thể chống cự được nhưng nếu bây giờ nàng đã thành thân với hứa du ninh vậy về sau hứa du ninh chính là phu quân của nàng thời đại này không phải đều nói cái gì gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó mà đã nàng đều đã gả cho hứa du ninh sau này dù cha mẹ ruột của nàng tìm tới cửa thế nào đi nữa chắc chắn không còn cách nào mang nàng đi như vậy không khéo nàng vẫn có thể giống như bây giờ cùng hứa du ninh diệp tế muội và nguyên tiêu sống bên nhau cũng sẽ không phân lì nàng mới không quan tâm cha mẹ ruột gì đó đâu 15 năm trước hai người họ đã vứt bỏ nguyên thân lúc này đã lớn liền nhất xương tình nguyện muốn nhận lại nàng cũng không xem thử nàng có tình cảm với bọn họ hay không nhất xương tình nguyện nguyện vọng mong muốn chỉ đến từ một phía thế là đợi sáng sớm hôm nay diệp tế muội đưa hứa du ninh đi ra cửa vào trong cung tham gia thi đình nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị nàng vốn còn muốn giúp diệp tế muội làm việc lo lắng một mình diệp tế muội làm không xuể lại bị diệp tế muội cười nói hôm nay con là tân nương từ đó ở đâu có tân nương từ ngay ngày hôm đó còn muốn làm việc hôm qua ta đã nói với vương đại nương rồi hôm nay mượn một gian phòng của bà ấy để sử dụng chờ lát nữa ta liền rời hết tất cả đồ vật hôm nay con phải dùng qua đó con ở nhà bà ấy trang điểm chờ ca ca con trở về để nó đi nhà vương đại nương đón dâu diệp chân chăn không lay chuyển được diệp tế muội đành phải đi nhà vương đại nương lại còn có mấy người phụ nhân ngồi cùng nàng nói chuyện với nàng mấy bà ấy đã chuyển đến bên trong tứ hợp viện ở cũng được một hai tháng diệp tế muội lại là người nhiệt tình hiếu khách cho nên giữa hai bên đã sớm quen biết hơn nữa dù sao thành thân cũng là chuyện đại hỷ cho nên đám người cũng đều rất vui mừng chẳng qua đều là phụ nhân đã có gia đình lại cảm thấy hôm nay diệp chăn chăn là tân nương tử có nhiều thứ trước kia nàng không biết nhất định phải dạy nàng một chút cho nên diệp chăn chăn nghe được trên mặt đỏ bừng một mực cúi đầu không nói lại không tiện che lỗ tai không nghe nhưng mọi người cảm thấy tân nương tử thẹn thùng không phải chuyện rất bình thường sao. Với lại nói chuyện này cho nàng đó cũng là vì tốt cho nàng. Một tân nương tử, trước kia biết được những chuyện này ở đâu. Sợ không phải sắp đến trước trận còn phải khiếp đảm sợ chứ, sớm nói rõ cho nàng biết chẳng phải là tốt, cho nên vẫn là hi hi ha ha nói. Thật vất vả kéo đến buổi chiều, lúc này mắt nhìn thấy canh giờ không sai biệt lắm, mọi người mới ngừng trêu chọc, bắt đầu trang điểm cho Diệp chăn chăn. Mặc dù trước kia Diệp chăn chăn cũng không có đồ trang sức nào, nhưng thành thân là đại sự cả một đời mới có một lần. Ý của Diệp Tế Muội và Hứa Du Ninh hai người đều là để bọn họ xử lý tất cả, cho nên vẫn đặt mua cho Diệp Chân Chân mấy loại trang sức. Áo cưới cũng là dùng hết khả năng của bọn họ để chọn vải có chất liệu tốt nhất, kiểu dáng tốt nhất. Lại thêm tướng mạo của Diệp Chân Chân vốn đã cực kỳ xuất chúng, lúc này mặc thêm áo cưới, trang điểm, quả thật chính là xinh đẹp không gì sánh bằng. Đám người nhao nhao tán thưởng, nói dung mạo này của Diệp Chân Chân, chỉ sợ là những vị nương nương trong cung kia cũng không sánh nổi, giống như tiên nữ giáng trần. Lại nghe được bên ngoài có người nói hứa Du Ninh đã trở về. Có người vội vàng lấy khăn trùng đầu cô dâu đỏ chót đến phủ lên trên đầu Diệp chăn chăn, bảo nàng ngồi yên ở đây, một hồi hứa Du Ninh sẽ tới đón dâu. Diệp chăn chăn ừm một tiếng, hai tay đan vào nhau thả trên đùi, trong lòng cũng không thể tránh khỏi khẩn trương và kích động. Lại mất một lát sau, đã nghe phía ngoài có người đang gọi, nói là tân lang tới đón hôn hôm nay người trong viện tử này đều đảm nhiệm vai trò người nhà mẹ đẻ của diệp chân chân cho nên lúc này làm sao có thể để cho hứa du ninh dễ dàng đón diệp chân chân đi như vậy chứ liền thay nhau ra trận nhiệt tình làm khó hứa du ninh người nhà mẹ đẻ làm lớn hứa du ninh cũng đành phải tận lực quần nhau cảm giác còn khó hơn ngày hôm nay hắn thi đình thế nhưng như vậy cũng là rất náo nhiệt khắp nơi đều là tiếng cười cười nói nói diệp chân chân ngồi trong phòng cách cửa sổ nghe thấy khóe môi cũng nhịn không được cong lên trên mặt xinh đẹp đều là ý cười về sau hứa du ninh thật vất vả xông phá lớp lớp vòng vây đến trước mặt diệp chăn chăn vương đại nương cầm dây lụa đỏ đã sớm chuẩn bị tốt đứng một bên một đầu giao hứa du ninh cầm một đầu muốn đưa cho diệp chăn chăn bảo nàng cầm lúc này trong đám người lại có người ồn ào cầm dây lụa đỏ dắt đi làm gì chứ phải để tân lang cõng mới được có một người ồn ào những người khác cũng lập tức ồn ào theo chuyện này cũng có cái nguyên nhân ở bên trong bình thường thời điểm tân nương xuất giá đều phải do huynh đệ của mình cõng lên kiệu hoa cũng có ý tránh khỏi mang tài vận nhà mẹ đẻ đi hôm nay mấy người này ở trong nội viện mặc dù đều tạm thời làm người nhà mẹ đẻ của Diệp Trân Trân nhưng kêu ai tới cõng nàng ra khỏi nhà Vương Đại Nương chứ nam nữ thụ thụ bất thân gọi bất kỳ nam nhân nào khác cũng không thích hợp hơn nữa Hứa Du Ninh cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép bất kỳ nam nhân nào cõng Diệp Trân Trân cho nên vẫn là chính hắn đến cõng thì tốt hơn liền cười mỉm đi đến trước mặt Diệp Trân Trân xoay người cúi thân xuống gọi Diệp chăn Trân đến ta cõng muội Tiếng ồn ào của người bên cạnh càng lúc càng lớn, Diệp Chân Chân mặc dù khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, nhưng vẫn nghe lời ghé vào trên lưng Hứa Du Ninh. Thanh niên cũng sớm đã lớn lên, 21 tuổi, vóc người rất cao. Mặc dù nhìn có vẻ gầy gò, nhưng bởi vì từng học tập võ ở phủ học, trên thân rất có khí lực. Diệp Chân Chân được hắn cõng, chỉ cảm thấy trong lòng rất vững vàng. Bỗng nhiên nhớ lại tháng ngày nàng và Hứa Du Ninh trải qua, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đôi mắt vòng không nhịn được liền đỏ lên hai tay ôm cổ hứa du ninh cũng ôm chặt hơn nữa hứa du ninh phát giác được lập tức xốc thân thể của nàng lên trên một chút trong lòng vui vẻ dường như muốn nổ tung đều ở bên trong một cái viện nhỏ cũng không có bao nhiêu đường chỉ trong chốc lát hứa du ninh đã cõng diệp chăn chăn đi vào nhà xoay người chậm rãi thả nàng xuống đám người cũng đều đi theo đến đây lúc này vương đại nương liền vội vàng nhét giải lụa đỏ vào tay hứa du ninh và diệp chăn Trân để bọn họ cầm lấy lại gọi diệp tế muội nhanh chóng ngồi lên ghế giờ lành cũng sắp đến cũng là thời điểm nên hành lễ người chủ hôn cũng là một người trong nội viện bình thường ở trong tử lâu đàn hát kể chuyện có một giọng nói hay người đó hô bái thiên địa bái cao đường phu thê giao bái kết thúc buổi lễ cũng uyển chuyển du dương sau đó đến vén màn trong tân phòng các kiểu thì do vương đại nương nói trong nội viện này bà là người lớn tuổi nhất cũng đã có cháu trai cháu gái được xem là người toàn phúc sau khi làm xong tất cả những nghi thức này diệp tế muội liền mời đám người đến trong sân ăn cưới để lại hứa du ninh và diệp chân chân hai người đơn độc ở bên trong tân phòng nguyên tiêu vốn còn không chịu đi nói hôm nay ca ca tỷ tỷ cũng đẹp nhất định phải ở trong phòng nói chuyện với hai người bọn họ thì bị diệp tế muội trực tiếp ôm đi trước khi đi còn cười nói với hứa du ninh trước mắt con và chân chân chờ một lúc đừng quên lát nữa còn phải ra mời rượu hàng xóm hôm nay nếu không có những người này lễ cưới này cũng không thể làm được náo nhiệt như vậy hứa du ninh đáp ứng đưa bà và nguyên tiêu ra khỏi phòng sau đó trở tay đóng cửa lại khăn hỉ đỏ chót phủ trên đầu của diệp chăn chăn vừa được hứa du ninh lấy xuống sau đó hai người mới cùng ngồi ở trên giường nghe vương đại nương nói những lời cát tường trong lòng vốn đã vì kích động khẩn trương cùng những lời trêu chọc của mọi người lúc nãy mà tim đập như nổi trống lúc này thấy hứa du ninh bỗng nhiên đóng cửa lại lập tức nhớ ngay tới những lời đám người vương đại nương đã nói với nàng ban ngày kích động khẩn trương và thẹn thùng những tâm tình này tạm thời quên mất thay vào đó là sợ hãi bởi vì theo đám người vương đại nương nói đêm tân hôn của nữ tử cực kỳ đau đớn Hứa Du Ninh đâu biết được ban ngày Diệp chăn chăn vậy mà lại nghe người ta nói những lời kia, hiện tại thấy nàng như vậy cũng chỉ tưởng rằng thẹn thùng. Mỉm cười đi tới ngồi xuống bên mép giường, duỗi tay muốn ôm nàng vào trong ngực, sau đó cúi đầu nhìn nàng. Sắc trời ngoài cửa sổ đã sớm tối, trong phòng đôi nến long phượng đỏ chót trên bàn đã được đốt sáng, lúc này dưới ánh nến đỏ chót. Hắn chỉ cảm thấy Diệp chăn chăn như là hoa thực dược nở rộ, kiều mị vô song, nhìn thấy liền muốn làm cho người ta âu yếm tâm tâm niệm niệm một chuyện nhiều năm như vậy hôm nay cũng đã trở thành sự thật trong lòng hứa du ninh khó nén được kích động cúi đầu xuống muốn hôn lên môi diệp chăn chăn diệp chăn chăn muốn trốn tránh những đã bị hắn giữ cái cằm lại sau đó đôi môi ấm áp của hắn cũng đã ấn xuống trước kia thường xuyên bị hắn hôn như vậy thật ra diệp chăn chăn cũng đã sớm quen với điều đó nhưng mà đêm nay thứ nhất là đêm động phòng hoa trúc của bọn họ nên nàng rất kích động thứ hai ban ngày nàng vừa mới nghe được những lời kia chắc chắn ở trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi vì vậy lúc này diệp chân chân cũng không nói rõ ra được đến cùng trong lòng mình có cảm nghĩ gì nhưng muốn trốn tránh thì chắc chắn trốn tránh không được rồi chưa có một lần nào lúc hứa du ninh hôn môi nàng mà nàng có thể trốn tránh được người này đừng nhìn thấy vẻ ngoài sạch sẽ nhã nhặn nhưng thật ra bên trong lại là một người bá đạo mạnh mẽ như vậy cũng chỉ đành tùy ý cho phép hắn hôn nàng như vậy hơn nữa nói tới bây giờ càng có thêm lý do hắn muốn hôn môi nàng thậm chí không có bất kỳ lý do nào cả bởi vì nàng đã gả cho hắn hai người là phu thê hắn làm những chuyện này với nàng là rất đương nhiên cũng là danh chính ngôn thuận chắc chắn trong lòng hứa du ninh cũng nghĩ như vậy cho nên lần hôn môi này càng lúc càng không có kiêng nể gì cả cuối cùng thậm chí còn ôm lấy diệp chân chân nằm nghiêng lên trên giường xoay người phủ lên trên người nàng sau cùng vẫn là diệp chân chân không chịu đựng nổi lấy chân đạp hắn một cái thì hứa du ninh mới chịu buông nàng ra vẻ mặt diệp chân chân như một mảng dáng chiều cổ áo cưới đỏ chót đã bị hứa du ninh kéo mở ra một chút lộ ra một đoạn da thịt tuyết trắng mềm mại quang cảnh bên dưới hiện ra lờ mờ cảm nhận thấy ánh mắt của hứa du ninh đang nhìn xem nơi đó của nàng diệp chăn chăn xấu hổ vội vàng vươn tay níu chặt cổ áo sau đó đưa chân đạp hắn một cái nói hắn nương vừa mới gọi huynh đi vào trong sân mời rượu hàng xóm sao huynh còn chưa dừng lại mà ở chỗ này lề mề đây hứa du ninh vùi đầu vào cần cổ nàng ngửi mùi thơm cơ thể sâu kín trên người nàng giọng nói buồn buồn ta không muốn đi tối nay là đêm động phòng hoa trúc của hắn và diệp chăn chăn hắn chỉ muốn mãi dính lấy diệp chăn ở cùng một chỗ với nàng không muốn đi ra ngoài mời rượu người khác một chút nào. Diệp chăn chăn nghe thấy lời nói nũng nịu ủy khuất giống như tiểu hài tử này của hắn, nhịn không được bật cười lên. Chẳng qua sau khi cười xong vẫn lấy chân đạp nhẹ chân hắn một cái, nói ra, huynh không đi, chờ một lát nữa để cho những người hàng xóm này nhìn huynh thế nào đây. Mặt mũi của nương cũng mất hết nha, huynh vẫn nên đi nhanh đi. Rồi cười nói, dù sao muội vẫn ở chỗ này, muội còn có thể chạy đi sao. Hứa Du Ninh không nói lời nào, đầu cọ sát ở cần cổ nàng một chút bây giờ hắn rốt cuộc cũng đã cưới được diệp chăn chăn trái tim vẫn luôn treo cao mấy ngày trước cuối cùng cũng yên ổn lại một chút lại nghĩ đến vừa rồi diệp chăn chăn nói rất đúng cho nên hắn ngẩng đầu lên hôn khóe môi nàng một lúc rồi nói ra muội đợi ta ta sẽ quay lại sớm thôi sau đó đứng dậy đưa tay sửa sang hỉ phục trên người vừa mới lăn đến nhíu lại nhấc chân đi tới bên mở cửa đi ra ngoài phòng diệp chăn chăn nhìn thấy hắn đi ra ngoài thì cũng từ trên giường ngồi dậy đưa tay sửa sang trên người đi đến ngồi sau chiếc bàn vuông nhỏ gần cửa sổ cái bàn vuông nhỏ này vốn cho hứa du ninh giữ lại làm thư án nhưng bây giờ phía trên nói lại đặt các loại đồ vật như gương đồng và lược gỗ, cũng coi là một cái bàn trang điểm giản dị. Diệp chân chân quay người về phía gương đồng lấy mấy món đồ trang sức và hai đóa sa quyên hoa lớn cỡ chén rượu trên búi tóc kia xuống bỏ vào bên trong hộp trang sức. Sau đó cũng kéo búi tóc xuống, cầm lấy lược gỗ từ từ chải đầu. Cách cửa sổ có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện và cười đùa ở phía bên ngoài. Nó làm cho người ta cảm thấy rất vui mừng náo nhiệt. Diệp chân chân không nhịn được, đứng dậy, khẽ đẩy cửa sổ ra một khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài. Mặc dù trong sân chỉ bày tổng cộng hai bàn tiệc rượu nhưng lại treo mấy ngọn đèn lồng, chiếu sáng rực rỡ khắp nơi. Diệp Chân Chân nhìn thấy Hứa Du Ninh đang cầm chén rượu trong tay kính rượu Vương đại nương. Dưới ánh nến rượu nhẹ, trên người hắn một thân hỉ phục, dáng người thẳng tắp như cây tre, mặt mày tuấn tú xuất chúng như tiên, lúc giơ tay nhấc chân đều trầm ổn nhã nhặn. Nhớ tới thiếu niên ngồi trên xe lăn trong thôn Long Đường kia rồi lại nhìn nhìn người thanh niên phía ngoài này, Diệp chăn chăn không khỏi nhấp môi mỉm cười. Nàng một đường làm bạn với người này thời niên thiếu, thời thanh niên. Mà sau này nàng cũng sẽ làm bạn suốt cả cuộc đời này của hắn, nghĩ về điều đó, trong lòng nàng lại cảm thấy rất yên bình, rất ngọt ngào. Nghĩ tới đây chính là hạnh phúc. Diệp chân chăn nhìn một lúc, đưa tay kéo cửa sổ xuống, lại ngồi xuống ghế tiếp tục cầm lược gỗ từ từ chải tóc. Chải được một lúc thì chợt nghe thấy tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Nàng quay đầu lại nhìn xem thì ngạc nhiên khi nhìn thấy lại là hứa du ninh đẩy cửa tiến vào sao nhanh như vậy huynh đã trở lại rồi. Đám người bên ngoài vẫn còn đang ăn tiệc mừng, nàng cho rằng hứa du ninh dù thế nào cũng phải đợi đến khi tiệc mừng kết thúc mới có thể trở về. Hơn nữa vừa rồi nàng mới nhìn thấy hứa du ninh đang mời rượu mọi người đây nhưng lúc này mới chỉ chớp mắt một cái mà hắn đã trở về rồi. Hứa du ninh không trả lời, đi thẳng tới chỗ nàng, khom lưng cúi người xuống bế nàng từ trên ghế ngồi lên. Diệp chăn chăn căn bản không đề phòng hắn sẽ đột nhiên làm như vậy, trong miệng hô nhỏ một tiếng, chiếc lược gỗ cầm trong tay cũng rơi xuống đất hứa du ninh đặt nàng lên trên giường rồi cúi người xuống áp lên sau đó mới nhìn nàng nói ra có tiểu kiều thê đang chờ ta ta đâu còn có tâm trạng bồi tiếp những người khác đây chắc chắn là phải nhanh chóng trở về với muội rồi lúc hắn nói những lời này khóe môi cong lên mặt mày cũng mang theo ý cười không giống với ngày thường làm cho người ta cảm thấy ấm áp khiêm tốn mà lại làm cho người cảm thấy có mấy phần tà tứ phóng đã diệp chân chân cảm thấy chắc chắn là nàng nhìn lầm rồi hoặc là do ánh nến tối nay thật sự làm cho người ta rất mê say cũng không nhịn được bắt đầu trêu chọc hắn huynh gấp gáp trở về như vậy làm cái gì buổi sáng hôm nay huynh vừa mới thi đình xong chẳng lẽ trong ngươi không cảm thấy mệt mỏi sao ta không tin tối hôm nay huynh còn có thể có bao nhiêu sức lực hứa du ninh không nghĩ tới diệp chân chân lại nói ra lời như vậy với hắn trong chốc lát kinh ngạc không nói ra được lời nào diệp chân chân thấy thế trong lòng rất có cảm giác thành tựu không khỏi nhấp môi cười khẽ nhưng rất nhanh nàng chỉ thấy hứa du ninh nhíu mày cười khẽ nói ta còn có bao nhiêu sức lực chính muội đến giám định một chút chẳng phải sẽ biết liền sao nói xong thì cúi đầu xuống chặn hết tất cả những lời nói của diệp chăn chăn lại sau đó hứa du ninh dùng cả một đêm để chứng minh cho diệp chăn Trân thấy đến cùng sức lực của hắn tốt như thế nào đến ngày hôm sau diệp Trân chăn rời giường lúc kính trà cho diệp tế muội thì cảm thấy hai chân của mình đều mềm nhũn ra eo cũng đau xót xương cốt cả người như muốn tan ra thành từng mảnh nhưng nhìn thấy hứa du ninh lại không có một chút mệt mỏi nào ngược lại đuôi mày khóe mắt đều là ý cười thỏa mãn Diệp chăn chăn, chỉ có thể nói là tự gây nghiệt không thể sống, tối hôm qua sao nàng lại có thể nói với hứa Du Ninh lời như vậy, bây giờ thì hay rồi, tự ăn quả đắng. Diệp tế muội cũng nhìn ra hôm nay lúc Diệp chăn chăn đi đứng cũng có mấy phần không tự nhiên, trong lòng hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra. Liếc mắt nhìn hứa Du Ninh một cái, nghĩ thầm không nhìn ra ngươi này cũng chỉ là một thư sinh gầy gò nho nhã yếu đuối, hóa ra lại còn lợi hại như vậy nha. Nhưng mà cho dù như vậy thì ngươi cũng nên kiềm chế một chút nha nhưng nghĩ lại hứa du ninh này huyết khí phương cương lại nghĩ đến rốt cuộc nhiều năm như vậy mới được như ý nguyện thành thân với diệp chăn chăn buông thả một chút thì cũng có thể hiểu được bà cũng không muốn nói cái gì nữa cũng sợ nói ra thì hai hài tử này sẽ xấu hổ nguyên tiêu lại không biết nhiều như vậy nhìn thấy diệp chăn chăn đi ra thì vẫn giống như như cũ nhào lên người diệp chăn chăn muốn nàng ôm lấy mặc dù lúc này toàn thân trên dưới diệp chăn chăn đều mềm nhũn lúc đi đường đôi chân không có tí sức lực nào cũng hận không thể có người ôm nàng lên mới tốt nhưng mà từ trước đến nay nàng đều rất cương chiều nguyên tiêu cũng căn bản không có cách nào từ chối được yêu cầu muốn ôm ôm của nguyên tiêu đang ở trước mặt nàng bán manh vì vậy cắn răng định ôm nguyên tiêu lên nhưng mà nàng vừa mới giang hai tay ra còn chưa ôm được nguyên tiêu thì nhìn thấy tay hứa du ninh giơ lên túm lấy sau cổ áo nguyên tiêu xách hắn qua một bên còn mỉm cười nói với hắn hôm nay trên người tỷ tỷ không khỏe để đừng bắt tỷ tỷ ôm đến đây ca ca ôm đệ Hứa Du Ninh luôn cảm thấy nam hài tử thì không nên được nuông chiều vì vậy đối với Nguyên Tiêu mặc dù không nói là hắn thần sắc nghiêm nghị nhưng cũng không có nhiều lúc ấm giọng nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay mỉm cười ôn hòa với đệ đệ như vậy cũng là vì hắn đã thành thân với Diệp Chân Chân rồi, một khi tâm nguyện nhiều năm đã trở thành sự thật thì trong lòng thật sự rất vui vẻ. Vì vậy thần sắc trên mặt không khỏi ôn hòa hơn. Nhưng từ trước đến nay Nguyên Tiêu luôn sợ hắn cho nên hắn vẫn luôn bám lấy Diệp Chân Chân, lúc nhìn thấy Hứa Du Ninh đều hận không thể đi đường vòng mới tốt. Mặc dù lúc này thấy hứa du ninh vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn nhưng hắn cũng không dám để cho huynh ấy ôm nha. Đập lên trên tay hứa du ninh hai cái rồi sau đó hụt một cái chạy ra bên ngoài. Diệp chăn chăn lo lắng hắn té ngã còn ở phía sau gọi hắn, để chạy chậm một chút, coi chừng dưới chân. Câu nói chỉ vừa mới phát ra thì chợt nghe thấy Nguyên Tiêu đã chạy vào trong sân lớn tiếng gọi, nương, nương, có người đến. Người tới là Ninh Phu Nhân và Ngô Tẩu. Từ mấy ngày trước sau khi trở về, trong lòng ninh phu nhân vẫn nghĩ đến diệp chăn chăn ngày hôm đó thừa dịp Trưởng phu bà đi hộ bộ làm nhiệm vụ bà chỉ nói hẹn với vị phu nhân nào đó ra ngoài đạp thanh mang theo ngô tẩu lập tức trực tiếp đến thăm diệp chăn chăn bởi vì đêm hôm qua hứa du ninh và diệp chăn chăn mới thành hôn viện tử cùng trong phòng cũng còn chưa thu dọn xong đèn lồng đỏ chót còn treo ở dưới mái hiên bên trên cửa sổ dán chữ hỉ đỏ chót trên tường chính diện nhà chính dán một bức tranh hai vị thần tiên hòa hợp và một bộ câu đối vui mừng Diệp Tế Muội còn đang bận rộn ở trong phòng bếp sắp xếp những món rau dưa hôm qua còn dư lại. Còn có bát đũa của nhà khác mượn tới, lúc này đều phải rửa sạch trả lại cho từng nhà. Chợt nghe Nguyên Tiêu nói có người tới, nhanh chóng từ phòng bếp đi tới. Khi thấy là Ninh Phu Nhân, trên mặt bà sững sờ một chút. Nói thật bà không thích Ninh Phu Nhân tới nữa cho lắm, trong lòng dù sao vẫn lo lắng bà ấy sẽ mang Diệp Trân Trân đi. Nhưng nghĩ lại hiện tại Diệp Trân Trân chẳng những là con gái nuôi của bà, lại là con dâu của bà, bà còn sợ gì Ninh Phu Nhân. Lương eo lập tức đứng thẳng lên, sau đó cũng nhấc chân đi tới, mỉm cười chào hỏi Ninh Phu Nhân. Ơ, Ninh Phu Nhân, bà đã đến. Ninh Phu Nhân đang xem những đèn lồng và chữ hỉ đỏ chót dán bên trên cửa sổ, trong lòng đã có dự cảm không tốt. Hiện tại thấy Diệp Tế muội, bà cũng không kịp hàn huyên với bà ấy, liền trực tiếp hỏi, đèn lồng đỏ và cả chữ hỉ đỏ chót này, Diệp tỷ tỷ, hai ngày nay trong nhà bà có chuyện gì vui à? Diệp Tế muội căn bản không muốn giấu giếm bà ấy chuyện này, lập tức cười nói, cũng không phải có việc mừng. An Ninh và chăn chăn nhà ta hôm qua đã thành thân. Ninh phu nhân và Ngô Tẩu nghe lời này, hai người đều ngớ ra ở tại chỗ. Một hồi lâu mới nghe được trong miệng Ninh phu nhân đang ấp úng nói, chăn chăn nàng, nàng thành thân rồi. Con gái ruột của bà thành thân, nhưng bà người mẹ ruột này lại không hay biết một chút. Ngô Tẩu là người nóng tính, không thể so với Ninh phu nhân, có lời gì đều đặt ở trong lòng, hơn nữa trong lòng cũng xác thực cảm kích Diệp Tế muội đã nuôi dưỡng Diệp chăn chăn lớn lên trong lòng ngô tẩu dù sao cảm thấy hiện tại diệp chân chân đã là con gái của phu nhân nhà bà thân phận cao quý làm sao còn có thể ở chung với một phụ nhân thô bỉ như diệp tế muội thậm chí còn gả cho nhi tử của phụ nhân này lập tức kêu lên cô nương nhà ta lại thành thân rồi một chuyện lớn như vậy sao ngươi có thể không báo trước cho phu nhân nhà ta bản thân tự tiện làm chủ chứ lời này diệp tế muội nghe xong cảm thấy không vui lập tức nụ cười trên mặt bà đã không còn khuôn mặt cũng hoàn toàn bỏ xuống, lời nói này ngược lại phải là ta nói với các ngươi. Nhưng các ngươi ngày đó cũng không có nói cho ta biết các ngươi ở đâu, ta đi đâu nói cho các ngươi biết đây. Với lại chuyện này làm sao lại xem như ta tự tiện làm chủ chứ. Việc hôn nhân của hai đứa bé này bọn nó đã nói với ta trước một hai năm, hôm qua thành thân cũng là ba người chúng ta cùng nhau thương lượng. Nếu Diệp Tế muội muốn dùng lời nói chặn họng người khác đây tuyệt đối là một cách chuẩn xác, không phải sao, lúc này ngô tẩu không còn lời nào để nói. Ninh phu nhân mặc dù vì chuyện này mà khổ sở trong lòng, nhưng thấy Diệp Tế muội nổi giận, vội vàng nói: "Diệp tỷ tỷ, bà đừng nghe Bích Đào nói lung tung, nàng chính là người tính tình nóng này, bà đừng chấp nhặt với nàng." Lúc này Diệp Tế muội mới nhìn Ngô Tẩu một chút, không nói. Cùng lúc này Ninh phu nhân cũng nhìn thấy Diệp chăn Chân từ trong nhà chạy ra, tóc mái đã chảy lên, lộ ra cái chán trơn bóng đầy đặn, cũng chảy búi tóc phụ nhân đã xuất giá. Nhìn ánh mắt nàng vẫn nhàn nhạt, nhạt, không có tình cảm gì. Ninh phu nhân thấy vậy, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức giống như bị đau cắt rõ ràng đã tìm được con gái ruột của mình nhưng lúc nàng thành thân vậy mà bà cũng không có mặt nhưng có thể trách ai chứ cũng chỉ có thể trách chính bản thân bà như Diệp Tế muội vừa mới nói mấy ngày trước đây bà thậm chí cũng không nói cho bọn họ tên thật và thân phận thật sự của mình ngay cả nơi ở hiện tại cũng không nói cho dù bọn họ có lòng muốn mời bà tới tham gia lễ thành hôn của Diệp Trân Trân nhưng cũng không biết đi đâu tìm bà với lại bà không thành tâm như vậy cũng khó trách bọn người diệp tế muội đều không tin bà là mẹ ruột của diệp chăn chăn nói không chừng tất cả quả đắng cũng chỉ có thể một mình bà nuốt xuống liền xoay người chạy về phía diệp chăn chăn hứa du ninh đương nhiên làm bạn ở bên cạnh diệp chăn chăn lúc này thấy ninh phu nhân tới ánh mắt nhìn bà không khỏi mang theo đề phòng cũng may ninh phu nhân tới cũng không có làm cái gì vừa mở miệng đã kêu một tiếng chăn chăn vành mắt ngăn không được liền đỏ lên nhưng sau đó lại cảm thấy diệp chăn chăn mới vừa thành thân hôm qua hôm nay cũng coi như là ngày đại hỷ, bà làm nương sao có thể rơi lệ chứ. Trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó nói, hôm qua còn đại hôn, đường. Vốn dĩ bà muốn xưng nương, nhưng chợt nhớ tới đến bây giờ Diệp chăn chăn cũng không có ý muốn nhận bà, thế là lời vừa ra khỏi miệng lập tức sửa lại. Ta cũng không biết, nếu không nói cái gì ta cũng sẽ tới. Làm nương, ai không muốn tận mắt nhìn thấy con gái mình xuất giá. Huống chi đây là con gái bà đã mắc nợ 15 năm. Nhìn nghĩ nghĩ, bèn lấy vòng tay vàng dòng khảm chân châu một cây châm thân bích ngọc đầu hình giọt nước bằng vàng và một bộ diêu vàng dòng điểm chim phỉ thúy trên đầu xuống muốn đưa tất cả cho diệp chăn chăn trước đó ta cũng không biết con đã thành thân hôm qua nên không mang thứ gì tới mấy loại trang sức này con tạm cầm trước chờ sau khi ta trở về lại tìm đồ tốt hơn đưa tới cho con nếu nhi thành thân người làm nương sao có thể không cho đồ cưới hồ chi trong lòng ninh phu nhân cũng thực sự muốn đền bù cho diệp chăn chăn thế nhưng diệp chăn chăn lại không chịu nhận Ba loại trang sức này, bên nào nhìn cũng rất quý giá, nàng cảm thấy nếu nàng nhận trong lòng sẽ rất bất an. Sau cùng Ninh phu nhân gần như cầu xin nàng, con cứ nhận đi, nếu không trong lòng ta thực sự khó chịu. Diệp chăn chăn thấy vẻ mặt bà thương tâm khổ sở, mấp máy môi, đưa tay từ trong tay nhận lấy câu châm bích ngọc cài trên đầu mình. Sau đó nói ra, cây châm này ta rất thích, về phần vòng tay và bộ diêu này bà vẫn nên giữ lại đi thôi. Ninh phu nhân thấy nàng kiên trì, cũng không có biện pháp, đành phải mang vòng tay và cài bộ diêu lại vị trí cũ có điều thấy diệp chăn chăn nhận cây châm bích ngọc trong nội tâm bà cũng dễ chịu hơn một chút mặc dù bây giờ diệp chăn chăn cũng chưa chính thức nhận bà gọi bà một tiếng nương nhưng dù sao thái độ cũng tốt hơn lần trước sau đó diệp tế muội bảo bà vào phòng nói chuyện diệp chăn chăn và hứa du ninh cũng không tiện rời đi bèn ngồi ở một bên bồi tiếp ánh mắt ninh phu nhân đánh giá hứa du ninh trong lòng cũng thừa nhận người thanh niên này thực sự rất không tệ mấy năm nay bà cũng đã gặp rất nhiều thiếu niên công tử nhà cao môn đại hộ nhưng vô luận là tướng mạo hay là khí chất cũng không sánh bằng hứa du ninh hơn nữa nghe nói hứa du ninh cũng là người có tài năng học vấn bà nhớ lần trước hình như nghe diệp tế muội nói đến chuyện hứa du ninh đã thi hội rồi phàm là đã thi hội thì thi đình cũng không phải là việc khó nhất định sẽ có chức quan nhưng cũng không biết là chức quan gì ở kinh thành hay là ở bên ngoài trong lòng ninh phu nhân nghĩ một cách chắc chắn rằng hứa du ninh sẽ ở lại kinh thành làm quan như vậy diệp chăn chăn mới có thể cũng ở lại kinh thành bà có thể thỉnh thoảng tới thăm nàng một chút nhưng như vậy cũng không tốt thứ nhất bà không có cách nào công khai thân phận của diệp chăn chăn luôn cảm thấy ủy khuất nàng thứ hai chỗ phụ thân và ca ca nàng nhà bà vốn có lỗi với bọn họ nếu như nữ nhi của ông ấy nhất định vẫn phải đưa đến chỗ của ông ấy đoàn tụ với ông ấy mới phải trong lòng liền yên lặng tính toán thế là hôm có kết quả thi đình ninh phu nhân biết hứa du ninh thi được vị trí nhị giáp lúc trạng vạng tối cố ý sai Ngô Tẩu đi mời phu quân của mình tới nói trong nhà bà có một người bà con xa tên là Hứa Du Ninh vài ngày trước lên kinh đi thi hiện tại thi đình được vị trí nhị giáp bởi vì nguyên quán của hắn ở Vân Nam cho nên muốn về Vân Nam làm quan huyện hôm nay đến cửa cầu bà muốn xin phu quân ra giúp một tay phu quân Ninh phu nhân vốn cực kỳ sủng ái bà hễ là chuyện bà đã mở miệng thì chắc chắn không thể không đồng ý với lại Hứa Du Ninh này thi đình được nhị giáp thành tích thi hội cũng tốt ra ngoài nhất định có thể làm chi huyện, có điều phải để ông bắt chuyện với người lại bộ, đưa hắn tới Vân Nam mới được. Hơn nữa Vân Nam vốn cũng không phải là nơi giàu có gì, rất nhiều người còn không muốn đi, chuyện này có thể khó khăn cỡ nào chứ. Thế là ngày thứ hai Phu Quân Ninh Phu Nhân liền mời mấy người quen biết ở lại bộ ăn cơm, trên bàn cơm lặng lẽ nói chuyện này. Đều nói có người quen trong chiều thì chuyện gì cũng dễ xử lý, thế là chỉ mất mấy ngày, nghị định bổ nhiệm hứa Du Ninh đã hạ xuống, nói hắn lập tức đi Vân Nam nhậm chức, đảm nhiệm chức trì huyện. Hứa Du Ninh nhận lệnh, cả nhà bắt đầu chuẩn bị ít hành trang, lại trả phòng thuê, dùng tiền mua cỗ xe ngựa, cả nhà nhanh chóng lên đường đi Vân Nam. Phía Ninh phu nhân, trước khi bọn họ xuất phát đã chạy tới đưa ba hộp đồ trang sức đủ kiểu, một vạn lượng ngân phiếu cho Diệp Chân Chân, nói đây là đồ cưới cho nàng. Diệp Chân Chân từ chối không nhận, lại bị Ninh phu nhân mạnh mẽ nhét những thứ này vào trong tay nàng. Lại ôm nàng khóc một hồi lâu, nói đời này bà xin lỗi Diệp Chân Chân, tương lai hai mẹ con các nàng cũng không biết có ngày gặp lại hay không còn nói về sau bà nhất định sẽ ngày ngày thắp hương lễ Phật tụng kinh, chỉ cầu Phật tổ có thể phù hộ Diệp Chân Chân cả đời bình an suôn sẻ, bắt bà làm cái gì cũng cam nguyện. Lời nói làm trong lòng Diệp Chân Chân cũng rất chua xót, bèn cũng duỗi tay ôm bà. Ninh phu nhân khóc càng thêm thương tâm, cuối cùng vẫn là tại Ngô Tẩu khuyên bảo, mới đành lòng rời đi. Có điều sau khi về đến nhà bà lập tức biết một phong thư, kêu người mình tin tưởng ra roi thúc ngựa đưa đến tay Trường Hưng hầu chú đóng ở Vân Nam. Mặc dù Ninh phu nhân cho Diệp Chân Chân một vạn lượng ngân phiếu và ba hộp châu báu đồ trang sức quý giá nhưng mà Diệp Chân Chân cũng không dám dùng. Thật ra nàng vốn không muốn những thứ này, vẫn một mực kiên quyết từ chối, sau đó không biết làm thế nào Ninh phu nhân đặt những thứ này xuống xoay người rời đi. Đợi đến lúc nàng cầm đồ đuổi theo ra tới cửa thì Ninh phu nhân đã ngồi lên xe ngựa đi xa, nàng căn bản không đuổi theo kịp. Nàng lại không biết Ninh phu nhân ở chỗ nào cho dù có lòng muốn trả lại những thứ này cho bà ấy thì cũng không thể a. À. Nghĩ đến mấy thứ này nàng chắc chắn sẽ không dùng chúng, chờ sau này có cơ hội sẽ trả lại nguyên như vậy cho Ninh Phu Nhân. Thế là sau ngày hôm đó, cả nhà vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu rời khỏi kinh đi về Vân Nam. Không giống như lần trước đi từ Gia Ninh Phủ đến Kinh Thành phần lớn là đi bằng đường thủy, lần này bọn họ chủ yếu đi bằng đường bộ. Cân nhắc đến chuyện đường xá xa xôi, Diệp Trăn Trăn và Diệp Tế muội đều là phụ nhân, Nguyên Tiêu thì còn nhỏ nên hứa Du Ninh đã đặc biệt mua một chiếc xe ngựa cũng không phải là xe ngựa quá tốt gì chỉ cần cả nhà ngồi đủ là được rồi ngay cả lễ vật cũng có thể đặt hết ở trên xe đặc biệt tiện lợi cũng không có mời sa phu hứa du ninh tự học đánh xe người một nhà chỉ coi giống nhau là một đường du sơn ngoạn thủy đi đến vân nam xe ngựa đi từ từ không nói trên đường nhìn thấy cảnh đẹp gì thì còn sẽ dừng chân lại chơi một chút rất là thanh thản dễ chịu một ngày kia đến một nơi còn đang giữa trưa thời tiết cũng tốt nhưng hứa du ninh không tiếp tục đi đường nữa mà lại là tìm một lữ quán thôn dã dừng xe ngựa lại đỡ diệp chăn chăn diệp tế muội và nguyên tiêu xuống xe nói là hôm nay muốn ở lại chỗ này một đêm ngày mai bọn họ lại khởi hành lên đường sớm đoạn đường này bọn họ cũng thường xuyên dừng lại nửa ngày hay một ngày ở những nơi có phong cảnh đẹp nhưng vừa rồi diệp tế muội và diệp chăn chăn nhìn qua cả đoạn đường nhìn thấy nơi này cũng không có núi không có sông chỉ là một đồng bằng rộng lớn cũng không có nhiều cây xanh vậy thì có cái gì tốt để mà ở lại đây nửa ngày đây diệp tế muội hỏi hứa du ninh hứa du ninh giải đáp nói nước và lương khô bọn họ mang theo không đủ nên cần bổ sung thêm hơn nữa nơi này người ở thưa thớt chờ tìm được nhà nào đó ở phía trước cũng không biết sẽ đến khi nào nên hôm nay dứt khoát nghỉ một lát cũng tốt bây giờ diệp tế muội cái gì cũng đều nghe theo hắn hùng chi những lời nói này của hắn cũng thật sự có lý nên không tiếp tục hỏi nữa ôm lấy nguyên tiêu đi vào trong lữ quán diệp chăn chăn lại cảm thấy rất ngạc nhiên hứa du ninh là một người làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ về cơ bản có hắn ở đây diệp tế muội và diệp chăn chăn căn bản cũng không cần quan tâm đến bất cứ chuyện gì giống như những thứ nước và lương khô này trên đường đi vẫn luôn là hứa du ninh chuẩn bị khi nào nên bổ sung hoặc là nên bổ sung những thứ nào đó thì tất cả đều do hắn đưa ra quyết định nhưng mà diệp chăn chăn nhớ rõ trước đó lúc nàng tìm khăn tay trong đống lễ vật rõ ràng nhìn thấy nước và lương khô vẫn còn đầy đủ sao bây giờ hứa du ninh lại nói với diệp tế muội muốn bổ sung thêm vì vậy khi diệp tế muội và nguyên tiêu đã vào nhà nàng mới đi qua nhỏ giọng hỏi hứa du ninh ca ca, không phải nước và lương khô vẫn còn sao, sao huynh lại lừa gạt nương. Hứa Du Ninh đang gọi chủ quán tháo xe ngựa xuống, kéo ngựa sang một bên cho ăn liệu đậu, nghe thấy Diệp chăn Trân cha hỏi, nét mặt hắn cứng lại một chút sau đó thì kéo nàng đi qua một bên. Nói, buổi chiều ta có việc phải làm, muội và nương, còn có nguyên tiêu chờ ở trong lữ quán này không được đi ra ngoài, chờ ta trở lại. Diệp chăn chăn hỏi hắn muốn đi làm chuyện gì, vì sao không thể nói thẳng ra với nương mà lại phải nói dối nương như vậy hứa du ninh nhìn nàng không nói lời nào rõ ràng trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc có nên nói cho nàng biết chuyện này hay không diệp chăn chăn thấy vậy thì càng cảm thấy khó hiểu hơn trước kia hiếm khi hứa du ninh có chuyện giấu giếm nàng từ lúc hai người thành thân hứa du ninh lại càng không giấu giếm nàng chuyện gì nhưng mà bây giờ có lòng muốn hỏi hứa du ninh đến cùng là có chuyện gì nhưng nghĩ lại nghĩ đến trước nay hứa du ninh đối với nàng đều không giữ lại chút chỗ tốt nào nếu như bây giờ hắn lại do dự trong chuyện này vậy chắc chắn là vì chuyện này không hay khi nói cho nàng biết Tại sao nàng nhất định phải hỏi cho ra nhẽ? Nàng chủ động nói với Hứa Du Ninh, à, ngươi nhanh đi làm chuyện của mình đi, muội ở chỗ này chờ huynh trở về." Hứa Du Ninh nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của nàng, rõ ràng là toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn nên trong lòng hắn rất cảm động. Trên đời này có cái gì so được với một người toàn tâm toàn ý tin tưởng mình hơn nữa người này lại là thê tử của mình, là người sẽ nắm tay cùng mình đi hết một đời hạnh phúc này đây vốn dĩ hắn cũng không muốn giấu giếm diệp chăn chăn chuyện này nhưng mà hắn không biết phía sau chuyện này đến cùng sẽ có thứ gì rất có thể sẽ có nguy hiểm vì vậy bây giờ hắn vẫn không có ý định nói cho nàng biết đối với chuyện diệp chăn chăn toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn hắn đáp lại chính là ôm nàng vào lòng trầm giọng nói bên tai nàng chờ ta trở lại diệp chăn chăn gật nhẹ đầu nhìn thấy hứa du ninh cầm theo trường kiếm phòng thân lại hỏi chủ quán cho mình mượn một cây cuốc rồi xoay người lên ngựa thúc đầu ngựa dọc theo con đường bọn họ vừa mới đi qua lại quay trở về đường cũ đoạn đường này cả nhà bọn họ đều đi cùng nhau đây cũng là lần đầu hứa du ninh bỏ diệp trăn trăn diệp tế muội và nguyên tiêu ở lại trong lữ quán đợi mình trong lòng nhớ bọn họ nên trên đường đi dục ngựa phi rất nhanh nhưng khi đến một nơi hắn lại chạy chậm lại để tùy ý con ngựa bước từ từ về phía trước hắn ngồi trên lưng ngựa ánh mắt không ngừng quan sát bốn phía xung quanh khi nhìn thấy phía trước có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy qua bên cạnh cách đó không xa có một bụi cây phía sau còn có một rừng cây nhỏ khoảng mười mấy gốc cây hắn xoay người xuống ngựa dắt ngựa đi đến lùm cây nhỏ kia sau khi buộc dây cương ngựa lên trên một thân cây tay hắn nắm lấy trường kiếm bên hông vừa quan sát bốn phía xung quanh vừa cẩn thận đi từ từ vào bên trong có thể nhìn ra được mười mấy gốc cây ở đây đều là cây mọc hoang bình thường cũng không có người xử lý thân cành dài mọc tràn lan liếc mắt nhìn qua một cái trông rất loạn bởi vì bây giờ đã là cuối tháng năm lá cây trên đỉnh đầu sung xê Ánh nắng cũng không chiếu vào được bao nhiêu cho nên ánh sáng ở trong khu rừng này tối hơn rất nhiều lần so với bên ngoài, nhưng cũng mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Trên mặt đất phủ một tầng lá rụng dày đặc, đạp lên rất mềm mại còn có một chút âm thanh xào sạc nho nhỏ. Trên đỉnh đầu thì lại có một cơn gió nhẹ cuốn qua làm cho đám lá trên ngọn cây khẽ lay động, còn có mấy con chim không biết tên đang đứng trên cành cây hót vang. Nhưng hứa Du Ninh không có đến chú ý những thứ này, chỉ cẩn thận đi phân biệt từng gốc cây kia. Rốt cuộc hắn cũng tìm thấy một gốc cây siêu vẹo và lại bên cạnh thân cành đã khô cũ mục nát trên cây tìm thấy một ký hiệu. Giống như có ai đó trong lúc vội vàng dùng đồ vật sắc nhọn khắc lên phía trên này, nếu như không nhìn kỹ thì cũng sẽ không phát hiện ra được. Hơn nữa hiếm có chính là đã trải qua 20 năm nay, dãi gió dầm mưa, cái ký hiệu này vẫn còn tồn tại. Hứa Du Ninh đưa tay khẽ vuốt lên ký hiệu kia sau đó hắn rủ mắt xuống nhìn phần đất trước gốc cây, lông mày dài hơi xoắn lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Qua một lúc lâu, hắn mới giống như đã hạ quyết định quay người đi đến bên cạnh ngựa lấy cây cuốc buộc ở trên thân ngựa xuống sau đó lại nhanh chóng trở lại không nói một câu thấp người ngồi xổm xuống phủi sạch tầng lá rụng trên mặt đất kia đi rồi dùng cây cuốc trong tay cuốc đào đất lên đất ở khu rừng nhỏ này cũng mềm xốp bởi vì thường xuyên có lá cây mục nát cung cấp chất dinh dưỡng nên thổ nhưỡng cũng phì nhiêu màu nâu đậm hứa du ninh đào được một lúc đột nhiên cảm thấy dường như cây cuốc đào phải thứ gì đó không còn thông suốt như lúc trước trong lòng của hắn hơi rét run hành động đào bới cũng từ từ chậm lại lại đào thêm một lúc thì nhìn thấy có một đoạn xương trắng nhìn ra được hẳn là xương chân của con người động tác trong tay hứa du ninh càng ngày càng chậm chạp và cẩn thận hơn lại từ từ đào dọc theo một vòng này không qua bao lâu đã nhìn thấy một bộ xương trắng nguyên vẹn xuất hiện trước mặt hắn hứa du ninh nhớ tới trước kia hứa hưng xương đã từng đề cập với hắn một lần năm đó lúc hứa hưng xương tìm được hắn nhưng vì lần đầu nhìn thấy người chết trong lòng kinh hoàng e ngại cũng lo lắng những người đuổi giết bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ tới cho nên trong lúc vội vàng liền chôn cái người đi cùng hắn đã chết kia cũng không tìm kiếm trên thân người kia xem thử có đồ vật gì có liên quan đến thân thế của hắn thế nhưng cũng may lúc hứa hưng xương mai táng người nọ vẫn để ý chọn lấy một khúc cây siêu vẹo còn làm dấu trên cây cái cây đó sở dĩ hứa hưng xương nói cho hứa du ninh biết chuyện này thứ nhất cũng là nghĩ sau này nếu hắn tò mò về thân thế của mình có thể để hắn quay lại tìm người này kiểm tra trên người nọ có manh mối gì không Thứ hai, rất hiển nhiên người này chính là vì hứa Du Ninh mà chết. Về sau nếu hứa Du Ninh đi ngang qua nơi này, tới bái tế người này một lần cũng là chuyện đương nhiên. Ban đầu hứa Du Ninh chưa từng có nghĩ tới muốn điều tra thân thế của mình, nhưng từ lúc ở trong chùa gặp qua Nguyễn Vân Lan, sau khi trở về hắn mơ thấy cơn ác mộng từ khi con nhỏ kia mấy đêm liên tiếp. Trong mộng hắn thậm chí vượt qua biển lửa trước mặt, nhìn thấy rõ ràng nữ nhân gọi hắn là Ninh Nhi kia, chính là tướng mạo của Nguyễn Vân Lan. Nhưng lúc đó Nguyễn Vân Lan cũng không phải là mái đầu bạc trắng, cũng không phải người mặc y phục màu trắng, mà là một bộ cung trang hoa lệ, tóc đen đầy đầu. Chỉ là bên trên cung trang của bà bê bết vết máu, búi tóc tán loạn, mặt đầy nước mắt. Hứa Du Ninh không biết đây rốt cuộc chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc nhìn thấy Nguyễn Vân Lan trong lòng của hắn có một cảm giác thân thiết không tên. Hay là nữ nhân gọi hắn là Ninh Nhi trong giấc mộng của hắn thực sự là Nguyễn Vân Lan, nhưng bất kể như thế nào, trong lòng của hắn bắt đầu có chút bối rối. Lúc đầu hắn có lòng muốn đích thân đi tìm Nguyễn Vân Lan hỏi rõ ràng, nhưng thứ nhất dựa vào thân phận của nguyễn văn lan không phải bây giờ hắn muốn gặp là có thể gặp thứ hai sao hắn phải hỏi nguyễn văn lan chứ hơn nữa trong lòng của hắn thực sự cũng không muốn đến hỏi nguyễn văn lan chuyện này không hỏi những chuyện trước kia thì vẫn phủ đầy bụi hắn mãi mãi cũng chỉ là hứa du ninh có thể cùng bọn người diệp chăn chăn sống yên ổn bên nhau đến hết đời nếu hỏi ai biết phía sau thân thế chân chính của hắn rốt cuộc có cái chấn thiên động địa gì cho nên chỉ làm như không biết kiên quyết rời kinh có điều trước khi rời kinh hắn đã cẩn thận nghiên cứu con đường từ kinh thành đến Vân Nam một chút, thì phát hiện có một đoạn đường chính là chỗ năm đó hứa hương xương nhặt được hắn. Lại nghĩ tới hứa hương xương nói tới người xuất hiện cùng lúc với hắn kia, gọi hắn là tiểu chủ nhân, cuối cùng lại chết đi. Trên thân người này rất có thể sẽ có manh mối có liên quan đến thân thế của hắn, dọc theo con đường này hắn nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, cuối cùng vẫn là quyết định qua đó xem thử một lần. Mà bây giờ, người này đang ở trước mặt hắn. Tính ra người này chết cũng đã 20 năm, y phục trên người cũng sớm đã mục nát đến không nhìn ra hình dạng, có điều một thân khôi giáp vẫn còn rất tốt. Mặc dù mặt ngoài khôi giáp dính bùn đất màu xám đen, nhưng khi hứa Du Ninh đưa tay lau những vết bùn này đi, chỉ thấy thân khôi giáp này vẫn sáng như tuyết như bạc. Chỉ một thân khôi giáp này thôi cũng không phải là người bình thường có thể sở hữu. Bên tay người này còn có một cây đao, hứa Du Ninh nhớ tới hứa Hưng Sương khi đó đã nói, lúc ông nhìn thấy người này chỉ thấy trong tay hắn cầm một cây đao sau đó hứa hưng xương cũng là dùng cây đao này đào hố chôn người này ngay tại chỗ hứa hưng xương tự nhiên không dám mang theo đao cũng không dám ném loạn cho nên chỉ biết chôn đao cùng với người này hứa du ninh đưa tay nắm chặt chuôi đao chậm rãi nhấc đao lên lấy lá rụng ở bên cạnh nhẹ nhàng trả lau mặt đao vốn còn bị bùn đất bao phủ lập tức sáng ngời như mới giống như một vũng nước tuyết như chiếc gương có thể chiếu rọi lá cây trên đỉnh đầu tỉ mỉ xem xét mọi nơi trên thân đao chỉ thấy lưỡi đao cũng không một chút tổn hại mà từ thân đao tới gần chuôi đao khắc hai chữ nho nhỏ chiêu thiên trong lòng hứa du ninh trong một cái tay cầm chuôi đao có chút run rẩy rất nhỏ hắn nhớ rõ trước kia hắn từng nghe hứa hưng sương nói qua chuyện tiền triều nói trong cung tiền triều có một nhóm chiêu thiên vệ với ý nghĩ lấy lý lẽ của trời chủ trì công đạo chuyên bảo vệ hoàng thất tiền triều vậy mà phía trên cây đao này lại khắc hai chữ chiêu thiên vậy người này sẽ có liên quan gì đến chiêu thiên vệ hay không vậy chính hắn hứa du ninh không dám nghĩ tiếp hắn ổn định lại tâm tình của mình bắt đầu kiểm tra bên trên thi thể còn có vật gì khác hay không ngay trong ngực thi thể tìm được một khối lệnh bài bằng ngà voi phía trên có mấy chữ vương chấn chỉ huy sứ chiêu thiên vệ còn có một túi lụa nhỏ màu vàng cái túi đã mục cho nên hứa du ninh vừa cầm lấy nó đồ bên trong lập tức đã rơi lên trên khải giáp nhẹ vang lên một tiếng bịch là một con dấu dùng ngọc bích tốt chế thành kích cỡ chừng bàn tay ô nhuận trong suốt đỉnh điêu khắc một con rồng cuộn lại có thể thấy được chạm trổ rất tinh xảo trên thân rồng đều có thể nhìn thấy rõ ràng từng miếng vảy trong lòng hứa du ninh đột nhiên giật mình nhìn chằm chằm con dấu này một hồi mới hít sâu một hơi đưa tay cầm lên lại từ từ lật ngược con dấu lại nhìn chữ khắc dưới đáy sau khi xem xong hắn nhắm hai mắt lại chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng tay phải cầm con dấu cũng đang khẽ run rẩy một hồi lâu sau hắn mới đột nhiên cắn đầu lưỡi mình một cái thật mạnh mùi máu tươi lập tức ngập tràn trong miệng mượn chút đau đớn này hứa du ninh ép buộc mình tỉnh táo lại trong đầu nhanh chóng suy nghĩ chuyện kế tiếp. Khi mở hai mắt ra, bên trong đã một mảnh yên tĩnh, lại không nửa điểm gợn sóng, tay cầm con dấu cũng vững như Thái Sơn. Sau đó hắn liền thả con dấu bích ngọc này và cả khối ngọc bài ngà voi kia cùng cây đao lại trong hố. Sau khi bái ba lại với bộ xương trắng ở trong hố, lớp bùn đất vừa mới đào ra về lại trên thân thi thể. Chờ thi thể được chôn lấp hoàn toàn, hắn còn tỉ mỉ phủ một lớp lá rụng trên mặt đất, để cho nơi này nhìn giống y như những nơi khác, cũng không bị người từng đào ra vết tích. Chờ làm xong tất cả, hắn cầm lấy cuốc để dưới đất, đứng dậy quay người rời đi. Đi ra rừng cây nhỏ, ánh nắng đầu hạ mềm mại rơi xuống trên đầu. Trong lòng của hắn mặc dù vẫn lạnh buốt, nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, bây giờ hắn không có không có năng lực đi làm bất cứ chuyện gì. Chính là Nguyễn Vân Lan, suy cho cùng bà cũng là nữ nhi của vị hoàng đế đang ngồi trên long ỷ kia, có lẽ cuối cùng ông ta sẽ không thật sự hung ác hạ quyết tâm làm gì bà. Mặc dù đời này bà muốn ở trong chùa sống nốt quãng đời còn lại, nhưng ít ra an toàn không ngại áo cơm cũng không lo nhưng nếu thân thế thực sự của hắn bị người biết được vậy dịp chăn chăn dịp tế muội và nguyên tiêu đều sẽ bị hắn liên lụy không được yên ổn thế gian cũng không cách nào vẹn cả đôi đường lưỡng quyền tương hại thủ kỳ khinh hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn làm hứa du ninh gánh trách nhiệm hứa du ninh nên gánh về phần trách nhiệm khác hiện tại hắn không có cái năng lực kia trong lòng cũng thực sự có chút không muốn gánh vác cho nên hắn cũng chỉ làm như hôm nay mình không đi qua nơi này cũng không thấy những thứ đổ lúc nãy cũng nhanh chóng bước đi qua cởi dây cương buộc trên thân cây, sau đó xoay người lên ngựa, dục ngựa nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng lại không biết sau khi hắn rời đi, lập tức có hai người một đường đi theo hắn, lại giấu ở chỗ tối người đi đến bên cạnh khúc cây siêu vẹo hắn vừa mới cắm kia. Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời lấy trường đao mang bên hông xuống, xoay người ngồi sổm bắt đầu đào đất. Xương trắng lại xuất hiện, bên cạnh đó còn có cây đao, khối lệnh bài ngà voi cùng con dấu ngọc bích kia. Hai người lần lượt đưa tay cầm lấy đao cùng lệnh bài ngà voi xem xét, trong lòng đều là chấn động. Đợi có người cầm lấy con dấu ngọc bích kia, lúc nhìn thấy dưới đáy con dấu khắc tám chữ đó, càng khiếp sợ nói không ra lời. Một người khác cũng đã thấy được tám chữ đó. Sau khi hết khiếp sợ trong lòng, liền bắt đầu hạ lệnh, ngươi lập tức hồi kinh, cầm ba món đồ này cho chủ tử xem. Lại đem chuyện ngươi nhìn thấy hôm nay nói hết cho nàng một chữ cũng không được sót. Người kia lên tiếng vâng, cởi áo ngoài của mình, thận trọng gói ba món đồ này lại, quay người nhanh chân xuất phát về hướng kinh thành mà đổi thành một người lấp lại bùn đất lá cây thi triển khinh công nhìn qua phương hướng hứa du ninh lập tức rời đi diệp chăn chăn đang ở ngoài cửa lữ điếm lo lắng chờ đợi hứa du ninh trở về không biết hắn rõ ràng nói sẽ nhanh chóng trở về nhưng sao đến bây giờ còn chưa trở về đợi đến khi nàng rốt cục nhìn thấy trên đường nhỏ cuối cùng cũng có người cưỡi ngựa lao vùn vụt tới liền vội vàng tiến ra đón hứa du ninh cũng thấy nàng không đợi con ngựa dừng hẳn đã phi thân từ trên lưng ngựa nhảy xuống ôm nàng vào trong ngực thật chặt hứa du ninh ôm rất chặt giống như hận không thể đem cả người nàng khảm vào trong thân thể mình mới tốt. Diệp chăn chăn đã cảm thấy có chút không thở nổi. Vội vươn tay ra đánh xuống lưng hắn, giọng nói bị hắn siết chặt nên cũng có chút thay đổi. Ta, à, ca ca, huynh thả muội ra, muội sắp bị huynh siết chết rồi. Lúc này hứa du ninh mới giật mình tỉnh lại, vội vàng buông tay thả nàng ra. Nhìn thấy khuôn mặt của nàng ngột ngạt đỏ bừng còn ho khan hai tiếng, hắn vội vàng đưa tay vỗ lưng cho nàng. Cũng may Diệp chăn chăn thở dốc một lúc thì tốt lại, trong lòng cảm thấy hành động vừa rồi của hứa du ninh rất bất thường nên vừa cẩn thận nheo mắt dò xét thần sắc trên mặt hắn vừa cẩn thận hỏi thăm ca ca huynh làm sao vậy ngược lại từ trên mặt hắn không nhìn ra được điều gì khác thường nhưng diệp chăn chăn ở cùng với hắn đã nhiều năm nay bây giờ hai người lại là quan hệ phu thê thân mật nhất trên thế gian chắc chắn nàng vẫn có chút hiểu rõ hứa du ninh cũng không biết đến cùng đã có chuyện gì xảy ra rõ ràng chỉ là đi ra ngoài một lúc khi trở về hứa du ninh lại thành như vậy Hứa Du Ninh không muốn nói cho nàng biết những chuyện kia, tránh cho trong lòng nàng sẽ lo lắng, sẽ bất an, hắn chỉ cần mỗi ngày nàng đều vui vẻ, vô âu vô lo là tốt rồi. Khóe môi cố gắng kéo ra một nụ cười, ý muốn trấn an Diệp Chân Chân, ta không sao, chính là nhớ muội. Diệp Chân Chân nghĩ thầm, huynh chỉ đang lừa gạt ta. Chỉ là trước kia nhìn thấy lúc Hứa Du Ninh nói dối thần sắc trên mặt hắn vẫn như thường có đôi lúc nếu như nàng không phải biết rõ sự thật bên trong thì chỉ sợ cũng sẽ bị hắn lừa gạt cho qua lại càng không cần phải nói đến người bên ngoài nhưng mà bây giờ lúc nhìn thấy hứa du ninh nói lời này nụ cười mỉm trên mặt kia cũng nhìn ra được là rất miễn cưỡng không nói đến nàng mà đến cả người bên ngoài liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được hắn rõ ràng là nói lời trái với lòng mình đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì mà lại khiến cho năng lực nói dối của hứa du ninh thụt lùi rồi đây diệp chăn chăn không nghĩ ra được ánh mắt liếc về cây cuốc buộc trên thân ngựa kia có thể nhìn thấy được trên đầu quốc còn có bùn đất. Lại nhìn vạt áo của hứa Du Ninh cũng dính phải một chút bùn đất. Vừa rồi hứa Du Ninh đi đào cái gì sao? Hơn nữa rút cuộc là đào phải đồ vật quan trọng gì mà lại khiến cho một người rất yêu sạch sẽ là hắn đây cũng không có tâm trạng chú ý đến trên vạt áo dính phải bùn đất như vậy. Diệp chăn chăn muốn hỏi hứa Du Ninh nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn có chút hoảng hốt, nàng suy nghĩ một chút vẫn không có hỏi ra. Nàng rất tin tưởng người này, nếu như hắn đã không chịu nói với nàng chuyện này vậy thì chắc chắn là vì nàng biết chuyện này rồi thì sẽ không có lợi cho nàng vì vậy nàng vẫn không nên hỏi thì tốt hơn để tránh làm cho hứa du ninh khó xử cũng chỉ coi như không có nhìn thấy điểm khác thường của hứa du ninh ngược lại kéo cánh tay của hắn cười nói cơm chưa đã sớm chuẩn bị xong vừa rồi nương còn hỏi muội huynh đi đâu rồi sao còn chưa trở về ăn cơm bây giờ huynh đã về rồi đi thôi chúng ta vào nhà ăn cơm vừa rồi trên bàn cơm diệp tế muội có hỏi hứa du ninh đi đâu Diệp chân chân còn giấu giếm cho hắn. Sau bữa ăn bởi vì cũng không có gì khác để tiêu khiển, Nguyên Tiêu lại có chút buồn ngủ, Diệp Tế Muội mang theo hắn đi vào trong phòng ngủ. Diệp chân chân cũng trở về phòng với Hứa Du Ninh. Nhìn thấy tinh thần Hứa Du Ninh xa sút Diệp chân chân cũng không có quấy giày hắn, mặc kệ hắn cầm sách trong tay ngồi trên ghế ngẩn người còn mình thì ngồi bên cạnh theo thùa may vá. Thời tiết dần dần nóng lên cũng là lúc nên làm quần áo mùa hè. Đặc biệt là nguyên tiêu, vóc người lớn rất nhanh, mỗi năm một dạng. Chắc chắn năm nay đã mặc không vừa quần áo năm ngoái nữa nên phải làm lại toàn bộ. Đến trạng vạng tối khi cả nhà ăn cơm tối xong thì từng người lại trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ở lữ quán làng mạc hoang vắng này cũng không có ngọn nến gì, trên bàn chỉ đốt một chiếc đèn dầu, ánh sáng yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng được trong phòng, cũng không làm được chuyện gì khác. Diệp chăn chăn rửa mặt, lên giường ngồi ở đầu giường. Một lúc sau hứa Du Ninh cũng rửa mặt xong, vén chăn lên bước lên giường. Cũng không nói chuyện, chẳng qua sau khi hắn lên giường thì ngay lập tức vươn tay ra ôm diệp chăn chăn vào lòng vùi đầu vào cần cổ nàng chót mũi người thấy mùi thơm cơ thể nhàn nhạt, nhạt trên người nàng hắn chỉ cảm thấy trái tim phiêu đãng lắc lư cả một ngày này cũng đã thật sự đáp xuống một chỗ trong lòng tràn đầy bình yên hắn không phải người ngu ngốc biết chắc chắn diệp chăn chăn nhìn ra trong lòng của hắn có vấn đề nhưng mà nàng lựa chọn cái gì cũng không hỏi mà để cho hắn yên tĩnh một mình diệp chăn có thể hiểu tin tưởng hắn như vậy hắn cảm thấy rất cảm kích và cũng rất hạnh phúc tay vòng qua vai nàng không khỏi siết chặt thêm hai phần nhỏ giọng nói ra chăn chăn muội thật tốt diệp chăn chăn mỉm cười vỗ xuống đầu của hắn một cái giả bộ tức giận nói bây giờ huynh mới biết được muội tốt sao vậy trước kia thì không có sao vẫn luôn biết hứa du ninh vừa nói vừa cẩn thận hôn lên cổ của nàng chỉ cần ở bên diệp chăn chăn thì hắn sẽ cảm thấy trong lòng rất yên bình rất vững vàng về phần quyền thế hay là phú quý gì đó thì hắn không muốn nghĩ đến chỉ mong muốn cuộc sống sau này vĩnh viễn giống như bây giờ có tiểu kiều thê yên thương hắn, có mẫu thân nhiệt tình, có đệ đệ mặc dù rất nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu. Sau này hắn và Diệp Chân Chân còn sẽ sinh con dưỡng cái, cả nhà cứ đơn giản như vậy, trải qua cuộc sống bình thường, năm tháng yên bình. Diệp Chân Chân vốn còn đang mỉm cười nói chuyện với hắn nhưng sau đó nhận ra được hắn dần dần bắt đầu không thành thật, trên mặt đỏ ửng, vội vàng lấy tay đẩy hắn ra, "Ngày mai chúng ta còn phải lên đường sớm, đêm nay nên nghỉ ngơi sớm đi." Hứa Du Ninh lại không nghe theo, từ từ hôn đi lên một ngụ ngậm chặt lấy vành tay trắng nõn tinh xảo của nàng một tay lại đi thẳng xuống dưới đặt bên hông nàng ngón tay linh hoạt bắt đầu cởi bỏ thắt lưng của nàng ra không được bởi vì ngậm lấy vành tay của diệp chăn chăn nên lời nói của hắn có mấy phần mập mờ không rõ nhưng diệp chăn chăn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng như cũ bây giờ huynh muốn muội hơi thở ấm áp phả lên trên mặt nàng còn nghe thấy giọng nói mờ ám như vậy mặt diệp chăn Trân thoáng một cái đều đỏ ửng lên đang muốn từ chối nhưng thân thể cũng đã không tự chủ được mềm nhũn xuống trái tim trong lòng ngực cũng đập nhanh hơn. Không có cách nào khác, hai người thành thân đã hơn một tháng nay, ở trong chuyện này hứa Du Ninh lại rất thích thú làm không biết mệt. Đến bây giờ hắn còn hiểu rõ các nơi trên cơ thể nàng hơn cả nàng nữa, nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể tùy hắn muốn làm gì thì làm. Mà sức lực hứa Du Ninh lại rất tốt, một đêm này đúng là dày vò nàng mãi không dứt, cho đến khi sắc trời nâu xanh bên ngoài sáng lên có tiếng chim non hót xuyên qua cửa sổ truyền vào thì rút cuộc hứa du ninh mới buông nàng ra ôm nàng vào lòng hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ chẳng qua ngủ chưa được một lúc khi trời sáng choang lên thì hứa du ninh lặng lẽ rời giường nhẹ nhàng thu dọn sắp xếp hết tất cả đồ vật xong thì ra ngoài ăn sáng với diệp tế muội và nguyên tiêu mắt thấy thời gian không còn sớm hắn mới lấy một chậu nước đi vào phòng đi đến bên giường gọi diệp Chân Chân dậy diệp chăn chăn chỉ cảm thấy giống như cả người tan ra thành từng mảnh lúc vừa mới tỉnh dậy cả người vẫn còn mờ mịt chẳng biết gì dáng vẻ này của nàng rất đáng yêu hứa du ninh nhìn thấy nhịn không được duỗi cánh tay ôm nàng vào lòng cúi đầu hôn lên khắp mặt nàng một loạt những nụ hôn ấm áp rơi xuống mặt mình lúc này diệp chăn chăn mới từ từ tỉnh táo lại sau khi tỉnh táo lại thì đưa tay đẩy hứa du ninh ra mất hứng nói hắn tối hôm qua huynh lại dày vò muội như vậy mặc dù sức lực hứa du ninh rất tốt làm sao cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi nhưng nghĩ đến diệp chăn chăn nên ở trên chuyện kia vẫn tương đối tiết chế nhưng tối hôm qua hắn rất rõ ràng không có tiết chế nói đến so với đêm tân hôn của hai người bọn họ thì hắn còn điên cuồng đòi hỏi nàng nhiều hơn một chút hứa du ninh cảm thấy cắn rất lương tâm mặc cho diệp chăn chăn nói hắn hắn cũng không dám phản bác lại chữ nào còn rất quan tâm chăm sóc cầm váy áo tới mặc cho nàng lau mặt và tay cho nàng sau đó cầm chiếc lược gỗ màu vàng chải búi tóc cho nàng vốn dĩ hứa du ninh là người rất khéo tay giống điêu khắc gỗ đồ vật tinh xảo như thế mà hắn vẫn có thể học được thì chải búi tóc tính là cái gì đây nếu không phải Diệp chăn chăn có một đôi chân mày đẹp thì căn bản cũng không cần nàng phải tự tay vẽ lấy mà hắn cũng sẽ ngày ngày vẽ chân mày cho nàng. Chỉ trong chốc lát hắn đã trải xong búi tóc cho Diệp chăn chăn. Cũng không có cho nàng mang đồ trang sức gì, chỉ ở trong hộp đồ trang sức chọn lấy hai đóa sa quyên hoa màu hồng nhạt chia ra cài lên hai bên búi tóc cho nàng. Nhưng cho dù chỉ ăn mặc chảy chút đơn giản như vậy, Diệp chăn chăn cũng vẫn xinh đẹp như cũ làm cho ánh mắt người ta không thể rời đi được. Trong lòng hứa Du Ninh chỉ vui mừng năm đó tác thành hôn sự phụ mẫu hai bên nếu không thì cả đời này của hắn căn bản sẽ không gặp được Diệp Trăn Trăn. Hai người cũng sẽ không bao giờ thành thân, hắn tuyệt đối cũng sẽ không được như bây giờ, trong lòng đều cảm thấy thỏa mãn. Nghĩ đến đây chính là duyên phận của hai người bọn họ. Mỉm cưới đỡ Diệp Trăn Trăn đi ra bên ngoài, Diệp Trăn Trăn nhìn thấy Diệp Tế muội và Nguyên Tiêu đều đã đứng chờ bên ngoài sân. Vừa nãy Diệp Trăn Trăn đã nghe hứa Du Ninh nói hắn và Diệp Tế muội đã ăn điểm tâm rồi bởi vì muốn để nàng ngủ thêm một lát cho nên không có đánh thức nàng. Còn điểm tâm hắn đã gọi chủ quán giữ lại một phần, chờ lát nữa Diệp chăn chăn có thể ăn ở trên xe ngựa. Còn rất quan tâm nói với nàng, nếu như nàng còn nghỉ ngơi chưa đủ, vậy lát nữa cũng có thể nghỉ ở ngơi trong xe ngựa, hắn đánh ngựa chạy chậm một chút. Diệp chăn chăn nghe vậy trên mặt lập tức đỏ bừng một mảnh. Toàn ra đều ở vây quanh bàn ăn điểm tâm, chỉ có một mình nàng còn đang ngủ trên giường, trong lòng Diệp tế muội có thể không rõ nguyên nhân sao. Nàng và hứa du ninh thành thân cũng chưa được bao lâu, ở trên phương diện này vẫn rất dễ thẹn thùng cho nên lúc đi ra ngoài nhìn thấy diệp tế muội nàng đều xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn cũng may diệp tế muội biết nàng là người ra mặt mỏng không hề trêu chọc nàng chỉ kêu nguyên tiêu đang ở trong sân mặt chạy loạn lại gọi diệp chăn chăn cùng lên xe ngựa chờ đã lên xe ngựa bà liền đưa phần điểm tâm chuẩn bị sẵn cho diệp chăn chăn bảo nàng mau tranh thủ ăn khi còn nóng là hai miếng bánh gạo ngọt còn có một bát cháo và một quả trứng luộc diệp chăn chăn ăn không hết còn đưa nguyên tiêu một miếng bánh gạo ngọt sau khi ăn xong nàng cầm ấm nước qua uống hai ngụm vẫn cảm thấy ngại ngùng khi đối mặt với diệp tế muội dứt khoát liền xoay người đi đến phía trước xe ngựa ngồi cùng hứa du ninh vốn là thời tiết dần dần nóng lên rèm che hai đầu xe đều được cuốn hết lên như vậy lúc xe chuyển động gió sẽ thổi vào trong xe ngựa cũng không quá nóng nhưng diệp tế muội biết lúc này diệp chân chân nhất định là đang thẹn thùng cũng nghĩ tới tiểu phu thê bọn họ thành thân mới hơn một tháng cố tình muốn để hai người bọn họ ở cùng nhau lâu một chút cho nên thấy diệp chân chân đi ra ngoài xe Liên lấy cơ nói đêm hôm qua bà ngủ không ngon bây giờ muốn nghỉ ngơi một hồi thả rèm xe xuống thế là chỉ còn lại diệp chân chân và hứa du ninh hai người ở bên ngoài xe ngựa hứa du ninh ngồi xếp bằng một tay kéo dây cương một tay cầm roi ngựa nhưng roi ngựa hắn không cần dùng tới hiện tại đã đi trên đường lớn hai bên trên đường đều là cây cối xanh um tươi tốt còn có ruộng đồng tĩnh mịch phong cảnh rất đẹp cứ đi từ từ cũng rất tốt diệp chân chân học theo hắn ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn cũng không nói chuyện thân thể nghiêng tới, đầu tựa ở trên vai hắn. Mặc dù đã là mùa hè, nhưng bây giờ mặt trời còn chưa mọc, vẫn còn hơi lạnh. Hứa Du Ninh thấy xiêm áo trên người Diệp Chăn Chăn đơn bạc, lập tức đưa tay cởi áo khoác nửa cánh tay choàng lên người nàng. Vừa cười hỏi nàng, sao không ngồi ở trong xe ngựa? Mặc dù dọc đường Diệp Chăn Chăn cũng thường hay ngồi ở bên cạnh hắn như vậy, vừa nhìn hắn đánh xe vừa nói chuyện với hắn, nhưng chưa khi nào sớm như vậy. Diệp Chăn Chăn nghe vậy thì liếc hắn một chút, giận hắn vì sao buổi sáng không gọi nàng dậy ăn sáng cùng diệp tế muội và nguyên tiêu trong lòng hứa du ninh lập tức hiểu rõ diệp chân chăn đây là thẹn thùng không tiện đối mặt với diệp tế muội không nhịn được liền cười khẽ diệp chân chăn càng thêm oán giận mắng hắn huynh cười cái gì nàng đã thẹn thùng đến như thế này mà hắn còn cười rốt cuộc còn có lương tâm hay không hứa du ninh không dám cười nữa nghiêng đầu thấy trên mặt nàng phủ một tầng đỏ ửng giữa lông mày tuy có ý của trách nhưng cũng tuyệt đối không có ý tức giận không chịu được cúi đầu hôn lên gương mặt non mềm của nàng, sau đó nhẹ giọng cười nói: Ta cười chân chăn của ta rất đáng yêu. Diệp chân chăn ngồi dậy, chừng hắn, mắt thì chừng nhưng bản thân lại không thể nhịn được cười thành tiếng. Kỳ thật nàng cũng hiểu được giữa phu thê làm những chuyện thân mật kia rất bình thường, hơn nữa ai cũng biết những chuyện thân mật giữa phu thê sẽ làm kia. Chẳng lẽ đều đã thành thân làm phu thê, ban đêm ngủ chung một chăn vẫn chỉ là đắp kín chăn bông nói chuyện phiếm đơn thuần à? Nhưng nàng Trung Quy là người thạnh thùng, thành thân với Hứa Du Ninh cũng chưa lâu. Cho nên trước mặt người khác còn dù sao vẫn muốn che giấu, nhưng chính nàng cũng hiểu đây là chuyện bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người mà thôi. Sau khi cười xong nàng lại nghiêng người qua, tựa đầu ở trên vai Hứa Du Ninh, hai mắt nhắm lại. Hạ có gió mát, tiếng chim kêu líu lo bốn phía. Trượng phu nàng yêu mến ở đây, người thân thân thiết nhất cũng ở đây, đây thật sự là cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Trong lòng cũng chỉ mong muốn sống yên bình an ổn như thế này mãi mãi. Sau hơn nửa tháng, trong ngôi chùa của hoàng gia tiền triều vùng ngoại ô kinh thành hai ám vệ được đại từ đại sư phái đi có một người trở về còn theo ba món đồ tỉ mỉ trần thuật mọi chuyện hắn trốn ở phía sau cây nhìn thấy nguyễn Vân lan rưng rưng nước mắt nhìn ba món đồ bày trên bàn vừa nhìn vừa nói với phùng ma ma và đại từ đại sư đứng ở bên cạnh bà bên trên cây đao này khắc hai chữ chiêu thiên đây là đao chỉ có chiêu thiên vệ mới có thể sử dụng khối lệnh bài ngà voi này là của vương trấn chỉ huy sứ chiêu thiên vệ lúc ấy ôm ninh nhi dưới sự bảo vệ của một đám chiêu thiên vệ quân thoát ra ngoài chính là vương trấn chỉ huy sứ chiêu thiên vệ còn có cái này đây là ngọc tỷ của bệ hạ lúc ấy cung biến bệ hạ tự biết không thể cứu vãn nhưng cũng không chịu được hoàng vị bị cướp đi như vậy bèn giao ngọc tỷ và ninh nhi cho vương trấn dặn dò hắn lập tức xuất cung đi đầu quân thích sứ thanh châu mưu đồ sau này đông sơn tái khởi nhưng chưa từng nghĩ hóa ra vương trấn sớm đã chết từ 20 năm trước rồi mà ninh nhi của ta ninh nhi của ta té ra đã lưu lạc dân gian một thời gian dài như vậy con chịu nhiều khổ cực như vậy. Như người làm mẹ là ta đây vậy mà một chút cũng không hay biết. Người bà phái ra ngoài điều tra thân thế của hứa Du Ninh đã trở về. Biết hắn được hứa hưng xương tìm được đem về nuôi lớn, từ nhỏ ra cảnh không dư giả không nói, thậm chí trong thời gian đó có mấy năm đùi phải đã bị gãy, về sau lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Nghĩ tới những chuyện này, Nguyễn Vân Lan nhẹ ngào nói không ra lời. Phùng ma ma thấy thế, vội vàng an ủi bà ấy, nương nương, bất kể như thế nào, Tóm lại hiện tại tiểu điện hạ vẫn còn sống phải rất tốt. Hơn nữa hắn đã thành hôn, ngài đây làm mẫu hậu trong lòng cũng nên yên lòng mới phải. Thế nhưng dễ nhận thấy trong lòng Nguyễn Vân Lan vẫn không cảm thấy yên lòng. Lần trước lúc nhìn thấy hứa Du Ninh, mặc dù bởi vì nốt ruồi son phía sau tai phải hắn mà khiến bà hoài nghi thân thế của hắn, nhưng cũng không dám xác định, cuối cùng lại để hắn đi. Sau đó cũng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ rời khỏi kinh thành đi Vân Nam. Hiện tại hai mẹ con bọn họ đã xa cách ngàn dặm, đến khi nào bà mới có thể gặp lại hứa Du Ninh còn nữa mặc dù biết rõ hiện tại hắn đã thành thân nhưng mà thê tử của hắn con dâu của bà bà cũng chưa từng gặp qua nữa cũng không biết là người tướng mạo như thế nào bản tính tính tình có tốt hay không nhớ tới Phùng Ma Ma chắc đã thấy qua liền vội hỏi bà ấy Phùng Ma Ma quả thực đã từng gặp Diệp Trân Trân nhưng lúc đó cũng chỉ tưởng đó là muội muội của Hứa Du Ninh cho dù về sau biết là kế muội không có quan hệ máu mủ nhưng sao bà có thể nghĩ đến kế huynh muội bọn họ vậy mà lại thành thân chứ có điều Diệp chăn chăn kia cũng thực sự là người có tướng mạo rất đẹp, tính tình bản tính cũng đều không tệ, là cô nương tốt. Lập tức đều nói hết những gì mình biết cho Nguyễn Vân Lan. Nguyễn Vân Lan nghe xong thì thở dài, hai người bọn họ đã là kế huynh muội từ nhỏ lớn lên bên nhau, cũng là tình cảm thanh mai trúc mã. An ninh đã muốn thành thân với nàng, có thể thấy được trong lòng cũng thích nàng. Nhưng lại nhíu mày, đáng tiếc suy cho cùng vẫn là nha đầu nông thôn, về sau sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ. Còn là đứa con gái bị vứt bỏ, gia thế bối cảnh cũng hoàn toàn không có về sau chỉ sợ khó giúp được an ninh. Phùng Ma Ma nghe vậy lặng lẽ mà cùng đại từ liếc mắt với nhau một cái. ý tứ trong lời nói của Nguyễn Vân Lan rất rõ ràng, có thể thấy bà muốn hứa du ninh sau này lấy lại đất nước, một lần nữa đoạt lại hoàng vị vốn nên thuộc về hắn. Phùng Ma Ma không nói gì, bởi vì vị hoàng đế ngồi trên hoàng vị kia thế nhưng là cha ruột của Nguyễn Vân Lan, chuyện của hai cha con bọn họ ai cũng không dám chen vào nửa câu. mà quả nhiên Nguyễn Vân Lan trầm tư một hồi liền phân phó đại tử, lát nữa ta viết một phong thư, ngươi đích thân mang theo chạy tới kinh châu, đi gặp mặt thích sứ kinh châu. còn tất cả ám vệ trong chùa này, ngươi cũng phái toàn bộ bọn họ lập tức chạy tới vân nam bảo vệ an nguy của điện hạ. thích sứ thanh châu và thích sứ kinh châu đều là người tiên đế tín nhiệm nhất. năm đó lúc xảy ra cung biến vốn là muốn vương chấn mang theo hứa du ninh và ngọc tỷ chạy tới thanh châu, sau đó lập mưu phục quốc. không ngờ vương chấn chạy được nửa đường lại chết mất. mà phụ thân nguyễn văn lan cũng rất giả hoạt dựa vào hướng đi của vương trấn đã đoán ra hắn muốn đi thanh châu sau đó lại tìm lý do liền giết chết thích sư thanh châu để tránh hứa du ninh đã đến chỗ thích xứ thanh châu lại càng giết cả nhà thích xứ thanh châu ngay cả hài nhi trong tã lót cũng không may mắn thoát khỏi cũng may vẫn còn một người là thích sứ kinh châu mấy năm nghe nghe nói rất là dấu tài nhưng gần đây lại cũng nghe được đang chiêu binh mãi mã và lén lút thả ra tin đồn nói muốn khôi phục giang sơn của quý thị nguyễn văn lan chỉ cho rằng trong lòng thích sứ kinh châu này nhất định là vẫn còn nhớ ơn trọng dụng của tiên đế với mình cho nên mới muốn khởi sự nếu hiện tại bà lấy thân phận hoàng hậu thân bút viết một phong thư gửi cho thích sứ kinh châu nói rõ tình hình đứa con trai duy nhất của tiên đế còn sống lại lấy hắn trợ giúp hứa du ninh khởi sự hứa với hắn sau khi việc này thành công sẽ phong vương cho hắn thì thích sứ kinh châu nhất định bằng lòng thịt nát xương tan máu chảy đầu rơi đại từ lại do dự thích sứ kinh châu mã thuận này Lúc Tiên đế còn sống mặc dù đối với hắn có ơn trọng dụng đề bạt, nhưng sau khi Tiên đế bất hạnh về trời hắn lại không có một chút hành động, ngược lại trung thành tuyệt đối với triều đình mới. Thời gian trôi qua 20 năm, làm sao biết trong lòng của hắn không có dị tâm hay không? Nếu trong lòng hắn không còn trung thành với Tiên đế, lúc này nói thân thế điện hạ cho hắn biết, chẳng lẽ không phải điện hạ gặp nguy hiểm? Với lại chuyện này chúng ta có phải là nên thương lượng trước với điện hạ, nghe một chút ý kiến của hắn hay không? Ta nghĩ trong lòng Mã Thuận này có lẽ còn trung thành với Tiên đế lúc trước thám tử đến báo không phải nói hắn chiêu binh mãi mã ở kinh châu có dấu hiệu muốn khởi sự nguyễn văn lan nhìn về phía đại tử đáy mắt có bi ai hơn nữa đã qua 20 năm bây giờ ta ngoại trừ có thể trông cậy vào hắn thì còn có thể trông cậy vào ai đây quan viên trong triều bây giờ đều là người của phụ thân ta bọn hắn đều cho rằng giang sơn hiện tại họ nguyễn ai còn nhớ rõ 20 năm trước cái giang sơn này từng là của họ quý chứ về phần muốn thương nghị với an ninh trước một phen hay không đại tử chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ nó là người rất thông minh nếu nó đã tìm được thi thể của vương trấn thấy được ba món đồ này hắn đã phải hiểu rõ thân thế của mình rồi nhưng nó lại lựa chọn chôn những vật này trở về vị trí cũ đây là vì cái gì là bởi vì nó không muốn tiếp nhận thân phận thật sự của mình đời này nó chỉ muốn làm hứa du ninh nhưng nó không phải hứa du ninh nó là huyết mạch duy nhất khánh nhân đế lưu lại trên người nó có huyết hải thâm cừu của phụ hoàng và hoàng tỷ nó còn có trách nhiệm nó phải gánh vác nếu nó lựa chọn muốn trốn tránh vậy ta đây là mẫu hậu chỉ có thể giúp nó lựa chọn đến lúc đó trực tiếp hứa du ninh đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió tin rằng hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận thân phận thật sự thuộc về mình từng bước một đổi lại họ quý cho giang sơn này đoạt lại tất cả mọi thứ vốn phải thuộc về hắn mặc dù một đường này cả nhà đi từ từ nhưng dần dần cũng nhìn thấy vân nam ngay trước mắt một ngày kia tiến vào bên trong khu vực vân nam hứa du ninh tìm một lữ quán cho người một nhà bọn họ nghỉ ngơi hôm sau trời vừa sáng thì lại tiếp tục lên đường cảnh sắc dọc hai bên đường rất là đẹp, lại bởi vì cách đích đến cũng không còn xa cho nên xe ngựa đi càng chậm rãi hơn. Dứt khoát không dùng roi ngựa nữa, để tùy ý con ngựa đi chậm rãi về phía trước. Diệp chăn chăn vẫn như cũ, ngồi phía trước xe ngựa, một bên ung dung lắc lắc hai cái chân rủ xuống, một bên chậm rãi nói chuyện với hứa du ninh. Đã vào giữa tháng 6, mặt trời cũng lớn dần. Nhưng cũng may ven đường có bóng cây rậm rạp phủ xuống, trước xe ngựa còn có cùng một mái che có thể che nắng vì vậy ánh nắng cũng không có chiếu tới hai người bọn họ. Ngược lại còn có gió mát nhẹ nhẹ lướt qua, rất thoải mái. Hai người đang nói đến một ít chuyện lý thú gặp được trên đoạn đường này, nói đến chỗ vui vẻ thì mặt mũi Diệp chăn chăn lại vui cười cong cong lên. Trên mặt đều là nụ cười xinh xắn, hứa Du Ninh nhìn thấy rất muốn cúi đầu xuống hôn nàng. Nhưng bất lực rèm cửa phía sau xe lại cuốn lại. Nếu như bây giờ hắn hôn Diệp chăn chăn thì không phải sẽ bị Diệp tế muội và Nguyên Tiêu nhìn thấy sao. Không biết làm sao nên cũng đành phải chịu đựng lại nhìn về phía trước. Lúc này đường bọn họ đang đi chính là đường chính, cũng coi như rộng rãi. Ngay cả khi có hai chiếc xe ngựa di chuyển đối diện nhau thì cũng không cần phải nhường đường cho nhau. Những lúc này lại rất yên tĩnh, trên đường không có người nào, xung quanh đều cảm thấy rất là yên tĩnh. Nhưng chẳng qua yên tĩnh được trong chốc lát, đôi chân mày dài của hứa du ninh chợt nhíu lại. Ngay lập tức quay đầu sang nói Diệp chăn chăn, vào trong xe ngựa ngồi, buông rèm xe ngựa xuống. Diệp chăn chăn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì trong lòng nhảy dựng lên. Mặc dù không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nói ra như vậy nhưng nàng vẫn nghe theo ngay lập tức quay người lui vào trong xe, còn thả hết rèm trước sau xe ngựa xuống. Khi nàng vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên chợt nghe thấy bên ngoài có một trận tiếng động chuyển đến. Giống như tiếng đồng thời có hơn mấy chục con ngựa đang cùng nhau phi nhanh tới, mặt đường cũng có chút chấn động theo. Diệp chăn chăn hiểu được, đây nhất định là vì thính lực của hứa du ninh tốt hơn nàng. Đã sớm nàng nghe thấy tiếng vó ngựa này cho nên mới bảo nàng ngay lập tức trở vào ngồi trong buồng xe ngựa, còn thả hết rèm trước sau xe ngựa xuống. Bởi vì ai biết được rốt cuộc những người này là ai nha, nói không chừng chính là bọn cướp. Dọc theo đoạn đường này bọn họ cũng không phải chưa gặp bọn cướp nhưng bởi vì hứa Du Ninh có võ nghệ trên người vì vậy cũng đều là hữu kinh vô hiểm. Tất cả mọi người đều an toàn, đều không có một chút chuyện gì. Có thể phần lớn những bọn cướp trước đây đều là đám ô hợp, cho tới bây giờ chưa từng có bọn cướp nào có thanh thế lớn giống như hôm nay vậy, lại còn có mấy chục con ngựa. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu người nha trái tim trong lồng ngực diệp chăn chăn nhịn không được treo lên cao khẩn trương vội vàng ôm nguyên tiêu vào lòng dặn dò hắn một lúc nữa không được lên tiếng lại trấn an diệp tế muội không có chuyện gì có lẽ chỉ là người qua đường mà thôi dù sao đây chính là đang trên đường chính vừa rồi nàng nhìn ngắm bốn phía xung quanh cũng đều là đồng bằng cũng không có địa thế hiểm trở gì có lẽ không có giặc cướp lúc này mặc dù trên mặt hứa du ninh trông vẫn rất là bình tĩnh nhưng mà đôi tay đang nắm lấy dây cương rất chặt hắn ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy phía trước bụi bay đầy trời có một đội nhân mã đang lao như bay đến chỗ này. Hắn đại khái nhìn xem một chút, chỉ sợ số lượng người đến sẽ không dưới 30. Hơn nữa dưới mỗi cái khố, dưới chỗ cưỡi đều là ngựa tốt chân dài thượng cấp. Trên lưng ngựa cũng đều gác nghiêng cung tiễn và loan đao. Lại nhìn thấy người ngồi trên lưng ngựa, từng cái eo thẳng tắp, tuyệt đối không phải người bình thường. Trong lòng hứa Du Ninh càng đề phòng, tay cầm lấy dây cương ngày càng chặt hơn. Nhưng mà thần sắc trên mặt hắn vẫn như cũ không thay đổi, chỉ lặng lẽ giật dây cương trong tay một cái, Muốn nhanh chóng vượt qua những người này tiếp tục lên đường đi về phía trước. Không ngờ một nhóm người này đến trước người hắn khoảng chừng 10 bước lại cùng nhau dừng lại, ngăn chặn đường đi phía trước của hắn. Con đường phía trước đã bị phong tỏa, Hứa Du Ninh cũng đành phải nắm chặt dây cương để cho xe ngựa dừng lại. Sau đó bất động thanh sắc đánh giá nhóm người này. Chỉ thấy lúc này một nhóm người phía trước thúc đầu ngựa, lộ ra một con đường chính giữa, có một người tùy ý từ từ cưỡi ngựa từ bên trong thong thả bước ra, điệu bộ rất nhàn nhã. Hứa Du Ninh hiểu rõ chắc chắn người này là thủ lĩnh đám người kia, ánh mắt không để lại dấu vết quan sát hơi đánh giá một chút thì phát hiện người này lại là một thiếu niên. 15-16 tuổi, mặc một bộ áo choàng màu xanh lam tơ lụa cổ tròn, bên hông đeo một thắt lưng vải màu đỏ thẫm. Vẻ ngoài lớn lên rất tuấn tú, trên đầu có kim quan búi tóc, cách ăn mặc vô cùng hào hoa phú quý. Trong tay hắn cầm một cây roi ngựa, mặt mày nghiêng nghiêng hất lên, cũng đang đánh giá Hứa Du Ninh. Sắc mặt Hứa Du Ninh ung dung để mặc cho hắn dò xét, sau một lúc mới mở miệng, vị công tử này phiền nhường đường một chút. Mặc dù biết rõ nhìn cách ăn mặc chảy chút của vị thiếu niên này tuyệt đối không phải giặc cướp, căng thẳng và lo lắng trong lòng của hắn có thể đặt xuống. Nhưng hắn cũng nhìn ra được vị thiếu niên này chắc chắn là công tử còn nhà quyền quý, cũng không biết tình khí có được tốt hay không. Đi ra bên ngoài, với hắn lời lẽ khách khí một chút dù sao cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Không ngờ vị thiếu niên này lại không có một chút ý nghĩ muốn nhường đường. Thay vào đó lại mở miệng hỏi hắn, ngươi là hứa du ninh trong lòng hứa du ninh ngầm kinh sợ nhìn vị thiếu niên này một chút không có đáp lại hắn tự hỏi ở vân nam này cũng không có quen biết một người nào nhưng sao vị thiếu niên này lại có thể một hơi gọi ra tên của hắn vị thiếu niên này rốt cuộc là ai đây mà vị thiếu niên này thấy hắn không có trả lời thì đã lưu loát tung người xuống ngựa tay cầm lấy roi ngựa đi về phía chỗ xe ngựa xem ra là muốn đẩy rèm cửa xe ngựa ra nhìn xem người đang ngồi trong xe ngựa vốn dĩ hứa du ninh vẫn đang âm thầm đề phòng trường kiếm cũng đặt sau lưng lúc này nhìn thấy vị thiếu niên này tiến lên muốn xốc rèm xe ngựa lên thì tay phải của hắn duỗi ra sau lưng cầm lấy chui kiếm sau đó chỉ nghe thấy một tiếng soạt nhẹ vang lên một đạo hàn quang lóe lên trường kiếm đã ra khỏi vỏ vị thiếu niên kia vốn muốn trốn tránh nhưng thủ pháp hứa du ninh cực nhanh sau ba hiệp đã gác trường kiếm lên cổ của hắn những người phía sau hắn nhìn thấy thế cùng nhau hô lên một tiếng thế tử sau đó nhao nhao tung người nhảy xuống ngựa rút đao ra muốn xông tới chỗ này nhưng lại bị vị thiếu niên này mở miệng ngăn lại sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía hứa du ninh rất kiêu ngạo dùng chuôi roi ngựa trong tay gõ gõ thân kiếm rất tốt ngươi là người đầu tiên dám lấy kiếm gác lên trên cổ ta khẩu khí rất kiêu ngạo trên mặt cũng không có nửa phần e sợ giống như giờ phút này thứ đang gác lên trên cổ của hắn không phải là một thanh trường kiếm sắc bén mà chỉ là một cành cây nhưng trong lòng hứa du ninh cũng ung dung bình tĩnh lại Mặc kệ đám người này có mục đích gì nhưng mà bây giờ hắn đã chế trụ được thủ lĩnh của bọn hắn, dự đoán người một nhà bọn họ an toàn lui ra cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Sau đó hắn cũng đáp lời, ngươi cũng là người đầu tiên bị ta dùng trường kiếm gác lên trên cổ. Thiếu niên kia nghe vậy, lông mày khẽ nhướng lên nhìn hắn. Sau khi nhìn xem một lúc thì nói ra, hừng, một lúc nữa ngươi sẽ hối hận. Nói xong, hắn cao giọng lớn tiếng hô về phía buồng xe ngựa, diệp chăn chăn, ai là diệp chăn chăn, mau ra đây cho ta gặp một lần. Hứa Du Ninh nghe thấy hắn gọi ra tên họ của Diệp Chân Chân thì trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nhưng nghe thấy một nam tử xa lạ gọi tên Diệp Chân Chân như vậy, trong lòng của hắn cũng sinh một cỗ tức giận, tay cầm kiếm không khỏi đưa về phía trước đưa hai phần, suýt chút nữa sẽ cắt đứt ra vị thiếu niên này. Cùng lúc đó hắn giận tái mặt, lạnh giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Vừa rồi lúc nhìn thấy đám người bọn họ trên mặt Hứa Du Ninh chưa hề tức giận, trông vẫn bình tĩnh như cũ, lúc bị hắn khiêu khích trên mặt cũng vẫn ung dung như cũ nhưng lúc này hắn chẳng qua là gọi tên Diệp Chân Chân mà thôi mà sắc mặt vị này lại đột nhiên bắt đầu trầm xuống, giọng nói cũng lạnh xuống. Xem ra hắn thật sự rất quan tâm đến Diệp Chân Chân nha. Thiếu niên cảm thấy thú vị, dứt khoát cũng không vòng vo với hắn nữa, trực tiếp cười nói ra, ta là ca của Diệp Chân Chân. Diệp Chân Chân cách rèm xe ngựa nghe được câu này. Nàng lúc nào thì lại có thêm một vị ca ca đây. Mà Hứa Du Ninh còn tức giận hơn, chỉ cho là vị thiếu niên này là đang nói lời bỡn cợt Diệp Chân Chân, ngay lập tức ánh mắt đông lại, cũng không nói lời nào, chỉ tiếp tục đưa trường kiếm trong tay về phía trước hai phần. Thiếu niên chỉ cảm thấy giữa cổ đau xót, nhận ra được có dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra, biết chắc đây là đang chảy máu nên tức giận dậm chân. Đồng thời roi ngựa trong tay cũng nặng nề quất về phía thân người Hứa Du Ninh. Hứa Du Ninh nghiêng người tránh thoát, đồng thời hành động cực nhanh nhảy xuống xe ngựa, điểm huyệt khúc trì ở giữa khuỷu tay hắn. Vị thiếu niên chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại một hồi, rốt cuộc cũng không cầm được roi ngựa trong tay nữa, roi ngựa rơi thẳng xuống đất vang lên một tiếng lạch cạch hứa du ninh nhấc chân dẫm lên chui roi trường kiếm trong tay lại đưa về phía trước hai phần sau đó cười lạnh hiện nay ta là dao thớt ngươi là thịt cá ta khuyên ngươi vẫn nên yên phận một chút thì tốt hơn trêu chọc hắn thì có thể nhưng không thể trêu chọc diệp chăn chăn bất kỳ ai dám cả gan trêu chọc diệp chăn chăn thì hắn đều sẽ không buông tha dễ dàng như vậy những người đi theo hắn tới đây nhìn thấy thế tử của mình lại bị người ta dùng trường kiếm gác trên cổ lại còn bị điểm huyệt nên muốn xông tới cứu viện nhưng đều bị vị thiếu niên này ngăn lại Chẳng qua bên trong vẫn có người chịu không được mở miệng quát tháo hứa Du Ninh, vị này chính là thế tử Trường Hưng Hầu. "Nếu như ngươi dám cả gan đả thương thế tử thì ta sẽ làm cho ngươi chết không toàn thây." Lại bị vị thiếu niên này hét lại, "Triệu Tinh, chuyện nhà chúng ta ngươi chen miệng vào làm cái gì? Hơn nữa sao ngươi lại nói chuyện với muội phu của ta như vậy? Hừ, hắn chết rồi thì ngươi để cho muội muội của ta thủ tiết sao?" Cái người tên là Triệu Tinh kia nghe vậy, ngay lập tức bị dọa sợ đến nỗi toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh quỳ một chân xuống thỉnh tội với vị thiếu niên này và hứa du ninh là thuộc hạ nói năng không cẩn thận xin thế tử và cô ra trách phạt hứa du ninh vốn dĩ lúc nghe thấy triệu tinh nói vị thiếu niên này là thế tử trường hưng hầu thì trong lòng của hắn còn nhảy lên một cái nhưng mà sau đó không nghĩ tới vị thiếu niên này lại nói ra những lời như vậy ánh mắt một lần nữa quan sát hơi đánh giá vị thiếu niên này khóe môi của hắn có chút cong lên rõ ràng người này trông còn nhỏ hắn năm sáu tuổi nhưng mà lại dõng dạc gọi hắn là muội phu nhưng hứa Du Ninh đúng là muội phu của vị thiếu niên này không sai. Bởi vì năm đó Ninh phu nhân thật sự sinh hạ một đôi long phượng thai, vị thiếu niên này là huynh, Diệp chân Trần là muội Vốn là muốn đưa hai người bọn họ đến tay Trường Hưng Hầu nhưng không ngờ trên đường lại xảy ra chuyện, cuối cùng chỉ có vị thiếu niên này an toàn đưa đến chỗ Trường Hưng Hầu. Trường Hưng Hầu lấy cho hắn cái tên ngụy Lãng, từ nhỏ đã cực kỳ nuông chiều hắn, đã sớm xin phong hạ cho hắn làm thế tử lần này cũng là nhận được thư của ninh phu nhân từ kinh thành đưa tới lại đi kèm theo thư là chân dùng của hứa du ninh và diệp chăn Trăn. trường hưng hầu mới biết được nữ nhi của mình đã tìm tới đây lại đã gả cho người ta sắp tiến về vân nam bởi vì quân vụ rất bận rộn hắn không thể dứt người ra nên cử ngụy lãng mang theo 36 tên thị vệ võ nghệ cao cường đi thẳng một đường qua đây nghênh tiếp như nào biết được một đường vừa đến này ngụy lãng căn bản không nói rõ ràng mọi chuyện rồi lại vì thái độ phách lối của hắn nên đã bị hứa du ninh vắt ngang kiếm trên cổ nhà Lúc này Ngụy Lãng ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng không để ý bùn đất sẽ làm bẩn áo choàng trên người mình, vừa để cho Triệu Tinh xử lý vết thương trên cổ y, vừa nói ra nguyên nhân trong chuyện này cho Hứa Du Ninh và Diệp Chân Chân. Cho nên mới xảy ra chuyện như thế, các ngươi chân trước vừa ra khỏi kinh thành, chân sau mẹ ruột của các ngươi đã viết một phong thư sai người nhanh chóng cưỡi ngựa đưa tới. Nhưng người đưa thư này lại vô cùng kém cỏi, nửa đường vậy mà bệnh một trận, ở trong dịch trạm chậm trễ vài ngày bằng không ta đã sớm nên nghênh tiếp ngươi, sao sẽ chờ các ngươi tới đất Vân Nam mới tiếp đón được. Vừa nãy hứa Du Ninh bởi vì không biết được tình hình, trong tay cũng không lưu tình, dùng kiếm rạch một đường trên cổ Ngụy Lãng. Nhưng thấy cả người y đều mặc đồ hoa lệ, là dáng vẻ của công tử quyền quý, nhưng lúc này trên mặt ngay cả đau một chút vẻ đau khổ cũng không có. Có thể thấy được Trường Hưng Hầu mặc dù sủng ái y, nhưng nói cho cùng là người xuất thân binh nghiệp, đoán chừng trước kia cũng hay đưa y vào trong quân doanh tập luyện sau khi ngụy lãng nói xong tất cả nguyên do liền nhếch miệng cười với hứa du ninh lộ ra hai hàm răng trắng bóng ta đã sớm nói ngươi sẽ hối hận rồi mà ngươi xem hiện tại ngươi đã thương cổ đại cửu tử ta đây muội phu ngươi còn lời gì để nói nữa không từ nhỏ y thường nghe trường hưng hầu nói rằng y còn có một muội muội song sinh đáng tiếc mấy năm nay mặc dù trường hưng hầu đã từng sai người tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được chỉ cho là nàng đã chết rồi về sau dần dần từ bỏ ý nghĩ này ngụy lãng lại không từ bỏ có lẽ là giữa những cặp sinh đôi vốn có một loại cảm ứng không tên y luôn cảm thấy muội muội của y chắc chắn vẫn còn sống ở trong nhân thế lần này nhận được thư của ninh phu nhân biết muội muội của y quả nhiên không có chết trong lòng của y vui mừng như nở hoa cho dù phụ thân không phái y tới nghênh đón y cũng nhất định sẽ đến muốn sớm nhìn thấy vị muội muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra với mình rốt cuộc trông như thế nào bây giờ gặp được chỉ thấy nàng tướng mạo vô cùng mỹ lệ làn da trắng nõn như tuyết cả người bất luận nhìn thế nào cũng là một mỹ nhân thế như nàng vậy mà đã thành hôn phu quân của nàng mặc dù tướng mạo rất xuất chúng khí chất cũng cao quý nhưng quả thực là người thủ đoạn độc ác vừa ra tay đã làm cái cổ của đại cửu tử y bị thương lúc này diệp chăn chăn cảm thấy rất bối rối mặc dù hiện tại nàng đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện trong lòng biết ngụy lãng thực sự chính là ca ca cùng một mẹ sinh ra của nguyên thân nhưng lúc này bảo nàng phải làm sao mở miệng gọi y là ca ca đây lại nói nàng còn chưa nhận ninh phu nhân người mẹ này hiện tại ngược lại muốn nhận ngụy lãng người ca ca này trước ư liền cắn môi không nói mặc dù ngụy lãng phách lối bộp chộp nhưng cũng là một người thông minh vừa thấy thần sắc do dự trên mặt diệp chăn chăn lập tức hiểu được trong nội tâm nàng vẫn không chưa muốn nhận y có điều hắn lại không cảm thấy quá quan trọng cười nói ta biết mới tới đã muốn muội nhận người ca ca là ta đây quả thực làm khó muội nhưng không có vấn đề gì trước kia hai chúng ta thế nhưng là cùng ở trong bụng nương chờ đợi 10 tháng trên đời này còn có người thân thiết hơn hai chúng ta sao sau này sớm muộn gì muội cũng phải nhận ca ca ta thôi ta không vội hứa du ninh nghe nói như thế sắc mặt trầm xuống cái gì gọi là trên đời này không có người nào thân thiết hơn hai người họ hắn hiện tại là trưởng phu của diệp trân trân hai người bọn họ mới là người thân thiết nhất trên đời này không ai sánh bằng lập tức đưa tay khoác lên trên vai diệp trân trân ôm nàng lại gần mình phải dùng động tác thực tế để cho thấy giữa hắn và diệp trân trân mới là quan hệ thân thiết nhất trên đời này ngụy lãng vừa thấy hành động chiếm hữu rõ ràng liền hiểu ý của hắn y lập tức nhướn mày nhìn hắn sắc mặt hứa du ninh bình tĩnh cùng y nhìn nhau trong ánh mắt một chút khiếp ý cũng không có ngụy lãng bị chọc tức ta là đại cữu tử của ngươi mà ngươi lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta hơn nữa vừa nãy ngươi làm cổ ta bị thương còn chưa xin lỗi ta đó mau xin lỗi nhưng hứa du ninh lại không có một chút ý tứ muốn nói xin lỗi vừa nãy nếu ngươi tới đây nói rõ thân phận và mục đích đến ta đương nhiên sẽ không làm ngươi bị thương nhưng trong lời nói và hành động của ngươi rất dễ làm cho người ta hiểu lầm vì bảo vệ chăn chăn ta đương nhiên phải ra tay với ngươi. Với lại, hiện tại chân chân còn chưa thừa nhận ngươi là huynh trưởng của nàng. Ngụ ý chính là, Diệp chân chân cũng còn chưa thừa nhận ngươi là huynh trưởng của nàng, vậy ta có thể nhận ngươi là đại cửu tử hà. Ngụy lãng bị hắn chặn họng đến không có lời gì để nói, khuôn mặt chợt đỏ bừng. Sao người muội phu này của y chẳng những thân thủ tốt, ngay cả tài ăn nói cũng cao minh như vậy. Diệp tế muội thấy dáng vẻ dương cung bạt kiếm của hai người, vì tránh cho hai người họ ẩm ý lên, vội vàng ra hòa giải. Ngụy thế tử, Thời tiết này nóng, ngươi có muốn vào trong xe ngựa ngồi một lát hay không? Ngụy Lãng đã biết Diệp Tế muội chính là dưỡng mẫu của Diệp Chân Chân, trong lòng cũng cảm kích bà năm đó đã ôm Diệp Chân Chân về nuôi lớn, cho nên lúc nhìn bà lại là vẻ mặt tươi cười. Lại thấy Nguyên Tiêu vẫn là một tiểu hài nhi, nhìn thấy đôi mắt to tròn của nó, trong lòng yêu thích, liền gọi Triệu Tinh đi lấy rất nhiều bánh ngọt tới cho Nguyên Tiêu ăn. Còn nói, đứa bé này nếu là đệ đệ của muội muội ta thì cũng là đệ đệ của ta. Còn cầm một miếng bánh ngọt dụ dỗ Nguyên Tiêu gọi y là ca ca nhưng nguyên tiêu mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng rất sợ hứa du ninh nhưng lúc này cũng rất có cốt khí từ chối lời dụ dỗ của ngụy lãng chạy đến bên người hứa du ninh rồi kéo góc áo của hắn hình dáng nho nhỏ lưng eo ưỡn lên thẳng tắp nhìn ngụy lãng lớn tiếng nói ra đây mới là ca ca của ta ta cũng chỉ có một ca ca này thôi ngụy lãng một người hai người đều không nhận y làm ca ca cũng không nhận y làm đại cữu tử nhưng được thôi nhìn đứa bé này vẫn là người rất có cốt khí trong lòng của y cũng thích tiểu hài nhi như vậy cho nên vẫn cười tủm tỉm nhét bánh ngọt cho nguyên tiêu không gọi ca ca thì không gọi cái bánh ngọt này vẫn cho ngươi ăn nguyên tiêu ngược lại có chút hồ đồ tiếp nhận cái bánh ngọt xong cũng không biết nên ăn hay không bèn ngẩng đầu lúng cuống nhìn hứa du ninh hứa du ninh rất hài lòng lời nói vừa rồi của nó đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu của nó cười ôn hòa ăn đi lúc này nguyên tiêu mới vui mừng phấn khởi cúi đầu ăn bánh ngọt lại nói mấy câu bởi vì thấy thời gian cũng không sớm mà ngụy lãng nói phụ thân cũng ở nhà ngóng chờ một đoàn người liền tiếp tục xuất phát đi về phía trước. Nhưng so với lúc trước bọn họ chỉ có một chiếc xe ngựa này, đến nơi địa thế hiểm trở còn phải lo lắng sẽ có giặc cướp hay không. Lần này bên người có 36 kỵ binh, vậy nên không cần phải lo lắng cái gì nữa. Mà dựa theo lời nói của Ngụy Lãng, toàn bộ cảnh nội Vân Nam này ai không sợ Trường Hưng Hầu. Không nói đến cảnh nội Vân Nam được Trường Hưng Hầu quản lý rất tốt, hoàn toàn không có giặc cướp gì đó, cho dù có, chỉ cần quăng ra ba chữ Trường Hưng Hầu, đối phương lập tức bị dọa đến chạy chối chết. Hiện tại Hứa Du Ninh cũng phán đoán ra, sở dĩ sau khi hắn thi đỉnh xong được lại bộ bổ nhiệm đến Vân Nam làm quan, tất nhiên là do Ninh phu nhân ở sau lưng ra tay. Nhất định là lúc trước bà nói muốn đưa Diệp Chân Chân đến bên cha ruột của nàng bị bọn họ cự tuyệt, liền ở phía sau sử dụng biện pháp này, vẫn là muốn đưa Diệp Chân Chân trở về bên cha ruột của nàng. Có điều hắn thật sự cũng không nghĩ tới cha ruột của Diệp Chân Chân sẽ là Trường Hưng Hầu. Rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì, Diệp Chân Chân đã là nữ nhi của Trường Hưng Hầu, làm sao có thể vứt bỏ được? là ai vứt nàng vân nam rất lớn cho dù bọn họ đã đến cảnh nội vân nam nhưng sau đó cũng phải đi đường ba ngày mới tới trường hưng hầu phủ trước đó một ngày ngụy lãng đã phái người ra roi thúc ngựa trở về nói cho trường hưng hầu bọn họ sẽ đến vào ngày nào thế là đợi đến khi bọn diệp chân chân đến nơi chỉ thấy trên đường cái mặt đá xanh trước hầu phủ có một người đứng chờ mặt chữ quốc mặc một bộ áo choàng đàn sắc tướng mạo rất là uy nghiêm diệp chân chân phỏng đoán vị này hẳn là trường hưng hầu ngụy diễn mà quả nhiên ngụy lãng vừa thấy ông lập tức tung người xuống ngựa đi đến diệp chăn chăn đứng nguyên tại chỗ nhìn ngụy lãng chỉ về phía nàng nói chuyện với ngụy diễn trong lòng liền biết đây nhất định là đang nói chuyện của nàng ngụy diễn cũng chăm chú nhìn về phía nàng chờ nghe xong ngụy lãng nói xong ông đã nhấc chân đi về phía nàng trên được diệp chăn chăn đã nghe ngụy lãng nói với nàng rằng ngụy diễn võ nghệ cao minh ra vào chiến trường không biết bao nhiêu lần có thể nói tước vị trường hưng hầu này đều là người ngụy ra bọn họ dùng tính mệnh đổi lại nhưng hiện tại con người oai phong này đi tới nhưng lại không biết nên nói với diệp chăn chăn lời gì hai tay buông ra lại nắm chặt nắm chặt lại buông ra miệng há to rồi ngậm lại ngậm rồi há ra ánh mắt chăm chú nhìn diệp chăn chăn trong lòng diệp chăn chăn cũng đang đánh trống không biết nên xưng hô với ngụy diễn như thế nào mới tốt gọi ông là hầu ra đi nhưng vị này dù sao cũng là cha ruột của nguyên thân hiện tại nàng cũng chiếm thân thể của nguyên thân nhưng nếu gọi ngụy diễn là phụ thân ngẫm lại nàng thật sự có chút không gọi được cuối cùng vẫn là ngụy diễn mở miệng trước thanh âm hơi run con con là chăn chăn diệp chăn chăn nhẹ gật đầu nhấp môi không nói gì ngụy diễn cũng không quan tâm nàng có nói hay không cũng không ép buộc nàng hiện tại phải nhận ông gọi ông là phụ thân chỉ nhẹ nhàng gật đầu không ngừng nói tới là tốt rồi tới là tốt rồi nói xong hai lần một đôi mắt dũng mãnh dần dần rưng rưng ngụy lãng ở bên cạnh nhìn thấy vội vàng cười bảo ông cha chăn nhi đi đường đến thời gian dài như vậy đã sớm mệt muốn chết rồi bây giờ nàng đã về đến nhà người cứ để nàng đứng ở trên đường cái nói chuyện với người hà ngụy diễn nghe vậy vội vàng gọi diệp chăn chăn đến con ngoan mau chúng ta về nhà nhìn dáng vẻ của ông là muốn tới kéo tay diệp chăn chăn nhưng bàn tay đưa đến nửa đường lại rụt trở về nàng không phải tiểu nữ hài đã là một đại cô nương hơn nữa hôm nay mới là lần đầu hai người gặp nhau cũng không biết trong lòng diệp chăn chăn có bài xích người phụ thân này hay không cũng không dám kéo tay nàng ngược lại là ngụy lãng tùy tiện đi tới liền muốn túm tay diệp chăn chăn nhưng không đợi tay của y đụng phải tay diệp chăn chăn đã bị hứa du ninh vươn tay ra cầm lấy tay diệp chăn chăn trước ngụy lãng ham muốn độc chiếm của tên hứa du ninh này đối với muội muội của y thật sự là quá mạnh ca ca ruột y đây còn không thể kéo tay muội muội của mình trên đường về nhà y đã biết chuyện hứa du ninh từng là huynh của diệp chăn chăn cũng nghe diệp chăn chăn bây giờ vẫn gọi hứa du ninh là ca ca trong lòng của y khó tránh khỏi có chút đố kỵ muội muội của mình không gọi người ca ruột là hắn đây, ngược lại gọi hứa du ninh là ca ca, mà tên kia lại mang vẻ mặt đương nhiên đáp lời. Thế là ngụy Lãng liền âm thầm so sánh sức mạnh với hứa du ninh, dọc theo đoạn đường này nhiều lần ngoài sáng trong tối nói y mới là ca ca ruột của Diệp Trân Trăn. Hơn nữa còn là ca ca ruột duy nhất của Diệp Trân Trăn, chính là muốn kích thích hứa du ninh. Mà hứa du ninh đó, mặc dù trong lòng quả thực rất ghen, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh. Có điều mỗi đêm trên giường cùng Diệp Trăn Trăn hoàn hảo, lúc tình nồng mật ý, sẽ dụ dỗ nàng đủ kiểu để nàng gọi mình là ca ca. Hơn nữa còn nhất định phải bắt nàng cam đoan trong lòng nàng mãi mãi cũng chỉ có một người ca ca là hắn. Hắn là người bá đạo, chẳng những muốn làm phu quân duy nhất trong lòng Diệp chân chân mãi mãi, còn muốn làm ca ca duy nhất trong lòng nàng mãi mãi. Một nhóm người đi đến đại sảnh, Ngụy Diễn đang nghe Ngụy Lãng giới thiệu nhận biết từng người Hứa Du Ninh, Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu. Biết Diệp Chân Chân đã thành thân với Hứa Du Ninh, ánh mắt Ngụy Diễn cố ý quan sát Hứa Du Ninh một lúc lâu đối người với nữ tế này ông không có cái gì không hài lòng thứ nhất bất kể là vẻ ngoài hay khí chất của Hứa Du Ninh kia chắc chắn đều không thể chê bai được hơn nữa hắn tuổi còn trẻ mà đã có thể thi đỗ tiến sĩ cũng coi là nhân vật cực kỳ xuất chúng thứ hai đây chính là người Diệp Trân Trân tự mình lựa chọn muốn thành thân nhân vậy thì có nghĩa là chắc chắn trong lòng Diệp Trân Trân yêu thích Hứa Du Ninh chỉ cần là người nữ nhi yêu thích là người nàng muốn gả thì ông cái làm cha này chắc chắn cũng không có lời gì để nói Hứa Du Ninh không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ với hắn tự xưng là hạ quan gọi hắn là hầu gia không có chút nào bởi vì hắn là cha thân sinh của diệp chăn chăn biết rõ dưới tình huống diệp chăn chăn còn chưa có nhận ông mà đã vội vàng đến gọi ông là nhạc phụ muốn thân cận với ông điểm này ngụy diễn cũng rất hài lòng cũng ấm giọng nói mấy câu với hứa du ninh sau đó bảo hắn ngồi ngụy lãng lại giới thiệu với ông diệp tế muội ngụy diễn nghe xong quỳ gối xuống hành lễ với diệp tế muội diệp tế muội bị dọa sợ vội nói ơ kìa ngài làm cái gì vậy mau đứng dậy đi Lúc bà ở Kinh Thành nghe thấy Ninh Phu Nhân nói cha thân sinh của Diệp Trăn Trăn rất có quyền thế, lúc ấy bà căn bản không nghĩ đến đối phương sẽ là Trường Hưng Hầu Trấn Thủ Vân Nam. Mà bây giờ, vị Trường Hưng Hầu này lại hành đại lễ với bà. Bà muốn đưa tay ra đỡ ngụy Diễn đứng lên nhưng nghĩ tới nam nữ khác nhau nên cũng chỉ có thể nói ra, Hầu ra, ngài như vậy thật sự làm khó tiểu phụ nhân ta. Ngài mau đứng dậy đi, mau dậy đi, tiểu phụ nhân ta sao dám nhận đại lễ của ngài như vậy nha. Lại gọi ngụy Lãng, ngụy Thế Tử, ngươi cũng mau đỡ cha ngươi đứng lên đi. Nhưng Ngụy Diễn không chịu đứng lên, năm đó nếu như không phải có ngươi ra tay cứu giúp thì chỉ sợ nữ nhi của ta khó toàn mạng. Sau đó ngươi lại vất vả nuôi dưỡng nàng lớn lên, ngươi chính là ân nhân của Ngụy Diễn ta. Ân nhân nhận một lại này của ta là chuyện đương nhiên, sao lại nói câu không dám này? Bị người ta quỳ lại như vậy mà đối phương lại còn trường hưng hầu, trong lòng Diệp Tế muội cảm thấy rất hoảng sợ. Quan trọng là Ngụy Lãng đến đỡ Ngụy Diễn mà ông vẫn không chịu đứng lên, những người khác lại không dám tiến lên giúp đỡ cuối cùng diệp tế muội cũng không còn cách nào khác đành phải quay đầu lại dùng ánh mắt xin diệp chăn chăn giúp đỡ trong lòng diệp chăn chăn thở dài một tiếng bước lên phía trước cúi người đưa tay đỡ lấy ngụy diễn ông ông đứng lên đi nàng vẫn lúng túng khi gọi ngụy diễn là cha cũng may ngụy diễn cũng không có làm cho nàng khó xử thuận thế dựa vào nàng nâng đỡ mà đứng dậy sau đó tất cả mọi người ngồi xuống ngụy diễn cũng không có dấu diếm kể hết chuyện năm đó ra ta và tú tĩnh vốn là thanh mai trúc mã người lớn hai nhà cũng đã sớm định xong hôn sự cho chúng ta hai chúng ta cũng chỉ cho rằng chắc chắn tương lai sẽ thành thân một năm kia ta hộ tống phụ thân cửu tử nhất sinh từ tây trinh trở về tú tĩnh tới gặp ta nhìn thấy thương tích trên lưng ta quá kinh người nên lúc ấy nàng bị dọa sợ ghé vào lưng ta bật khóc trong lòng ta không chịu nổi nên ôm lấy nàng an ủi sau đó sau đó thì hai chúng ta kìm lòng không được nói đến đây thì ngụy diễn dừng lại bên tai có chút nóng lên suy cho cùng mặc dù hai người hắn và ninh tú tĩnh đã hứa hôn với nhau nhưng trước hôn lễ lại làm ra loại chuyện này thì vẫn sẽ bị người ta nói một câu làm bại hoại thuần phong mỹ tục không ngờ sau một lần đó nàng lại đậu thai vốn dĩ hai người chúng ta cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì bởi vì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thành thân nên quyết định giấu giếm chuyện này với phụ mẫu hai bên nhưng mà khi đó đương kim hoàng đế vừa mới đăng cơ bởi vì ngai vàng kia là bị ông ta cướp đoạt được từ trong tay nữ tế của mình ông ta rất là kiên kỵ người khác ở sau lưng mình nói chuyện này mà thật ra trong lòng phụ thân ta rất không tán đồng chuyện này cho nên ngày đó lúc ăn cơm cùng với mấy người bạn tốt, trong lúc say rượu vô tình nói ra mấy câu trong lòng này. Bị phụ thân tú tĩnh nghe thấy, lo lắng chuyện này nếu như bị người khác biết được thì sẽ liên lụy đến ông ta nên dứt khoát tố giác phụ thân ta cho hoàng thượng biết, rũ sạch quan hệ đến hắn. Hoàng thượng nghe vậy thì tức giận nhưng nhớ tới phụ thân ta ở Tây Trinh lập được đại công nên chỉ dáng chức phái một nhà chúng ta đến Vân Nam xa xôi này chấn giữ, cả đời không thể trở về kinh thành trước khi rời khỏi kinh thành ta có đi qua ninh phủ cầu xin phụ thân tú tĩnh để cho tú tĩnh đi theo ta cùng nhau rời kinh đến vân nam nhưng lại bị phụ thân nàng ngay tại chỗ nói hủy bỏ hôn ước hai nhà mà trong lòng phụ thân ta cũng rất hận phụ thân nàng làm sao tiếp tục đồng ý để cho ta lấy tú tĩnh đây nhìn thấy ta không nghe theo nên gọi người đến bắt nhốt ta lại hôm rời kinh đó thì cho người trói ta lại trực tiếp nhét vào trong xe ngựa nói đến đây giọng nói ngụy diễn nghẹn lại một chút chắc là vì lại nghĩ tới tình cảnh năm đó đi trong phòng cũng không có người nói chuyện đều đang yên tĩnh nghe hắn kể những chuyện cũ trước kia ta đến vân nam không lâu trong lòng vẫn không bỏ xuống được tú tĩnh người bên ngoài không biết nhưng ta biết rõ trong bụng nàng đang mang thai con của ta chỉ giấu giếm phụ thân lén lút phái hai tâm phúc quay trở lại kinh thành dò la tin tức qua mấy tháng lúc hai người kia trở về trong tay còn ôm theo lãng nhi lúc đó ta mới biết được tú tĩnh vì muốn gả cho ta không tiếc tuyệt thực muốn chết muốn ép phụ mẫu nàng thỏa hiệp nhưng phụ mẫu của nàng giống như lòng dã sắt đá chỉ nói rằng thà để cho nàng đói chết chứ nàng đừng trông cậy vào chuyện này còn nói đã chọn cho nàng một vị hôn phu khác tốt hơn để cho nàng cẩn thận ở trong nhà chờ gà đi bởi vì nghĩ tới bào thai trong bụng tú tĩnh cũng không dám thật sự tìm chết đành phải tạm thời thỏa hiệp sau đó lại viện một cái cớ nói muốn đi vào trong chùa ở một khoảng thời gian tĩnh tâm lại một chút người nhà nàng cũng đồng ý nàng ở trong chùa mấy tháng trời mãi đến sau này thì sinh non sinh hạ một đôi hài nhi cho ta ninh tú tĩnh vốn cũng là nữ nhi yểu điệu con nhà quan lại chưa từng trải qua một chút khổ nào nhưng bây giờ vì sinh hạ hài tử của mình và tình lang lại ở trong một ngôi chùa vắng vẻ lạnh lẽo lo lắng bị người nhà phát hiện nên đến ngay cả bà đỡ cũng không dám gọi bên người chỉ có nhũ mẫu người nàng thân thiết nhất nhớ tới nàng chịu được những cực khổ này cho dù chuyện đã trải qua rất nhiều năm bây giờ ngụy diễn nhớ tới vẫn như cũ cảm thấy trong lòng chua xót khó nhị nàng sinh hạ hai hài nhi của chúng ta không lâu thì hai tâm phúc kia của ta tìm đến nàng lúc ấy nàng chỉ muốn buông bỏ hết tất cả đi cùng với hài tử đến vân nam tìm ta không ngờ lúc rời khỏi kinh không biết làm sao lại bị phụ thân nàng phát hiện nên phái người đuổi theo một đường sau này lại bị bọn họ đuổi tới trong lúc hoảng loạn tú tĩnh chỉ nghĩ rằng mình sẽ phải chết mà nàng cũng thật sự tồn tại ý nghĩ muốn chết nhưng lại không đành lòng kéo theo đôi hài tử chúng ta cùng chết với nàng nên gọi nhũ mẫu đi theo lấy chậu gỗ mang theo trên xe ngựa xuống Lấy cây châm đỉnh ước cài trên đầu và bộ vòng tay bạch ngọc xoắn dây đeo trên tay ta đưa cho nàng xuống cùng nhau bỏ vào trong tã lót nữ nhi chúng ta, lại đem nữ nhi bỏ vào trong chậu gỗ, định để cho hai người bọn hắn xuôi theo dòng nước trôi đi, chỉ mong trời xanh thương cho, có thể để cho hai người bọn hắn được người ta nhặt được, giữ được tính mạng. Chẳng qua khi nàng xoay người lúc đang định bỏ Lãng nhi vào chậu gỗ theo thì dòng nước chảy xiết lại cuốn trôi chậu gỗ đi, mà khi đó người phụ thân nàng phái tới cũng đè người nàng xuống, nàng căn bản không có cách nào ôm lấy Lãng nhi được cũng may thuộc hạ kia của ta đủ trung thành ôm lấy lãng nhi giết ra một con đường lúc này mới đưa lãng nhi an toàn không hề gì đến bên cạnh ta người trong phòng nghe xong những lời nguyên nhân hậu quả này của ông đều trầm mặc rất lâu ai biết được năm đó lại xảy ra chuyện như vậy đây nghĩ đến ninh phu nhân sau khi bị người nhà bắt về chắc chắn cũng chịu một phen đau khổ cuối cùng rơi vào đường cùng mới gả cho trượng phu bây giờ đi nhưng cho dù đã gả cho người nhưng trong lòng bà cũng vẫn nhớ tới ngụy diễn và ngụy lãng cho nên sau khi tìm được diệp Chăn chăn cũng luôn luôn nghĩ đến chỉ muốn đưa Diệp chăn chăn đến bên người Ngụy Diễn và Ngụy Lãng để cho cha con bọn họ huynh muội đoàn tụ. Diệp Tế muội thở dài nói nhỏ, Ninh phu nhân này cũng thật sự là, lúc đó sao bà ấy lại không nói ra với chúng ta cái ẩn tình bên trong này đây? Ít nhất cũng phải để cho bà biết Diệp chăn chăn cũng không phải là bà ấy cố ý muốn vứt bỏ, thật ra ban đầu là muốn bảo toàn cái mạng này của Diệp chăn chăn. Như vậy thì lúc đó bà dù thế nào cũng sẽ để cho Diệp chăn chăn gọi bà ấy một tiếng nương mà không phải ngược lại sẽ ở trong lòng bất mãn với bà ấy. Nhưng nghĩ lại cũng là, Ninh phu nhân từ nhỏ đã được dạy dỗ lễ nghi sao có thể để cho bà ấy không biết xấu hổ ở trước mặt người ngoài nói ra chuyện bà ấy sinh con trước khi thành thân đây, chỉ sợ trong lòng cũng lo lắng chuyện này bị người nhà mẹ đẻ của bà ấy và phu quân hiện tại biết được cho nên mới ngấm ngầm chịu đựng không nói ra đi. Hơn nữa chắc chắn trong lòng cũng biết lúc Ngụy Diễn nhìn thấy Diệp Chân Chân thì sẽ nói cho nàng biết hết tất cả mọi chuyện. Ngụy Diễn sau khi nói xong những lời này thì nhìn Diệp Chân Chân, "Hai tử, những năm này để cho con chịu khổ." nhưng mà trong lòng ta và nương của con luôn luôn nhớ tới con chưa từng có lúc nào quên con chính là chuyện năm đó nếu như con muốn trách thì trách ta là do ta không có năng lực bảo vệ tốt con con đừng trách nương của con nàng nàng đã cố gắng hết sức rất rõ ràng trong lòng của hắn vẫn còn nhớ tới ninh phu nhân cho nên lúc này mới có thể nói với diệp chân chân câu này những mà diệp chân chân cũng thật sự không trách ninh phu nhân vốn nghĩ rằng bà ấy vứt bỏ hài tử của mình và tình lang sau đó thì lại quay đầu gả cho người khác nhưng bây giờ xem ra thật sự năm đó ninh phu nhân đã cố gắng hết sức của mình chỉ tiếc là tạo hóa trêu ngươi cuối cùng bà ấy vẫn không thể ở chung một chỗ cùng tình lang và đôi nhi nữ của mình ngược lại bị phụ mẫu làm chủ gả bà ấy cho một nam nhân lớn tuổi hơn mình rất nhiều như vậy làm vợ kế nghĩ đến những năm này chắc chắn bà ấy sống cũng không mấy vui vẻ về phần ngụy diễn diệp chân chân cũng không trách hắn có thể nói gì đây chuyện năm đó nếu như thật sự nói một cách nghiêm túc thật ra không có người nào sai cả đáng tiếc chỉ có nguyên thân tuổi còn nhỏ thì đã bệnh chết trên đời này ngoại trừ nàng ra thì không có ai biết được chuyện này nhưng mà diệp chăn chăn lại nghĩ lại nếu như bây giờ nàng đã chiếm thân thể của nguyên thân vậy thì nàng nên thay thế nguyên thân sống thật tốt cần gì phải luôn xoắn quýt chuyện mình rốt cuộc có phải là nguyên thân hay không có muốn tiếp nhận phụ mẫu thân sinh của nàng hay không hơn nữa nói thật lòng nghe xong ngụy diễn nói những lời này cho dù là nguyên thân thì chắc chắn cũng sẽ tiếp nhận bọn họ đi nhưng mà chắc chắn nàng cũng phải chú ý đến tâm trạng của Diệp Tế Muội và Hứa Du Ninh bọn họ. Nàng chỉ quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Diệp Tế Muội sớm đã rất cảm động, lúc này thấy nàng quay đầu lại nhìn sang thì nói ra, chăn chăn, cha nương con cũng đều không dễ dàng, con nhận bọn họ đi, nha. À. Mặc dù Hứa Du Ninh không nói lời gì nhưng cũng khẽ gật đầu với nàng, ý là đồng ý cho nàng nhận ngụy diễn. Về phần ngụy lãng, cũng đã nhận cái người cha ngụy diễn này còn có thể không nhận người huynh trưởng này sao? Mặc dù nghe thấy Diệp Chân Chân gọi Ngụy Lãng ca ca trong lòng của hắn sẽ có mấy phần không thoải mái nhưng chỉ cần ở trong lòng Diệp Chân Chân hắn mãi mãi đều đứng nhất vậy thì cũng không sao. Lúc này Diệp Chân Chân mới yên lòng lại, cười nhẹ với Ngụy Diễn một tiếng, nhỏ nhẹ gọi ông ấy, "Cha." Ngụy Diễn nghe xong, vui mừng kích động đến nỗi cũng quên mất đáp lời, vành mắt cũng đỏ ửng lên, một lúc lâu mới nghe thấy ông thở dài một tiếng. Sau đó ông vươn tay ra, hỏi Diệp Chân Chân, "Hai tử, cha có thể, có thể ôm con một cái được không?" cái này thì có cái gì mà không thể diệp chăn chăn chủ động duỗi hai tay ra ôm lấy ông ngụy diễn cũng nhịn không được nữa hai tay ôm lấy nàng trong mắt dần dần hiện lên ánh nước thấy diệp chăn chăn đã nhận ngụy diễn ngụy lãng ở một bên liền sốt ruột trên nhảy dưới tránh không ngừng hướng về diệp chăn chăn la hét chăn nhi muội cũng đã nhận cha cũng không thể không nhận ta là ca ca chứ mau kêu một tiếng ca ca cho ta nghe một chút mấy ngày nay ở chung diệp chăn chăn cảm thấy ngụy lãng này kỳ thật rất thú vị mặc dù nhìn rõ ràng là một công tử bột nhưng thực ra một chút yếu ớt cũng không có lúc bị rạch cổ cũng không nghe y kêu một tiếng nào mặc dù tính cách thấy thì phách lối nhưng thực ra trong chuyện đại sự lại rất tinh tường chính là y và hứa du ninh dường như rất không hợp nhau nghe nàng gọi hứa du ninh là ca ca thì luôn ở sau lưng lải nhải không ngừng luôn không quên ở trước mặt hứa du ninh khoe khoang mình mới là ca ca ruột của nàng thậm chí thấy hứa du ninh gọi nàng là chăn chăn vì tỏ ra khác nhau nên y gọi nàng là chăn nhi Diệp chân chân cảm thấy tính tình y thật giống tiểu hài nhi, nhưng tiểu hài nhi này lại rất giống xích thành, không hề làm người ta ghét, ngược lại được nhận sự yêu thích của một số người. Trong nội tâm nàng cũng không ngại nhận một người huynh trưởng như thế, cho nên ngay sau đó liền mím môi cười một tiếng, biết nghe lời kêu ngụy Lãng một tiếng ca ca. ngụy Lãng nghe xong, cả người lập tức lâng lâng. Hắn sơ soạn toàn thân cao thấp nửa ngày, xem trên người mình có đồ vật gì quý giá. Cuối cùng nhìn thấy một khối bạch ngọc trụy bên hông, nhớ tới miếng bạch ngọc trụy đáng chút tiền, vội vàng kéo xuống cầm trong tay liền đưa cho diệp chăn chăn muội muội tốt hôm nay là lần đầu muội gọi ta là ca ca trên người của ta cũng không mang đồ gì tốt cái ngọc bội này cho muội trước về sau ta tìm đồ vật khác thú vị hơn đưa cho muội một mặt còn thúc giục diệp chăn chăn mau chóng tháo tiểu hồ lô treo trên đai lưng xuống đeo bạch ngọc trụy y tặng đi diệp chăn chăn lại không chịu tiểu hồ lô này là năm đó lúc còn ở thôn long đường hứa du ninh tự mình làm tặng nàng sau đó nàng vẫn mang ở trên người trong khoảng thời gian đó có mấy lần sợi dây và tua rua phía trên bị mài mòn đứt mất, nàng lại gắn sợi dây và tua rua mới, mang theo như bình thường. Lại bởi vì thường hay cầm trong tay ngắm nghía cho nên bây giờ tiểu hồ hô đã bị nàng vuốt ve đến toàn thân đều rất bóng loáng. Diệp chăn chăn đương nhiên biết bạch ngọc Trị ngụy lãng đưa nàng rất quý giá, mua bao nhiêu tiểu hồ lô kiểu này cũng đủ. Nhưng đây là vật hứa du ninh đưa cho nàng, sao nàng có thể nhìn thấy bạch ngọc Trị mà lập tức tháo cái này xuống. Vậy trong lòng hứa du ninh thương tâm cỡ nào, nàng không thể nào có ca ca làm thế tử trường hưng hầu liền quên ca ca hắn được chứ cũng chỉ đưa tay nhận lấy bạch ngọc trụy ngụy lãng tặng cũng không có treo lên mà nói cảm ơn y tạ ơn ca có điều cái tiểu hồ lô này muội mang theo từ nhỏ cũng sớm đã mang quen muội vẫn tiếp tục mang nó là được rồi ngụy lãng nghe xong cũng đành phải thôi mà hứa du ninh ban đầu diệp chăn chăn giòn giã gọi ngụy lãng là ca ca trong lòng của hắn kỳ thật rất không thoải mái Thật giống như thứ gì đó vốn dĩ chỉ dành riêng cho hắn bây giờ lại phân cho người khác một nữa, không là của một mình hắn nữa. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp chăn chăn cự tuyệt bạch ngọc trụy ngụy lãng đưa nàng, nhất quyết kiên trì muốn mang tiểu hồ lô hắn tặng, tâm tình của hắn lại khá hơn. Mà nếu Diệp chăn chăn đã nhận ngụy diễn và ngụy lãng, hắn thân là trưởng phu của Diệp Chân Chân nhất định cũng phải hành lễ với ngụy diễn và ngụy lãng một lần. Ngụy diễn bởi vì chuyện trước kia của mình và ninh phu nhân trong lòng cũng chỉ mong muốn người hữu tình trong thiên hạ này cuối cùng đều có thể ở bên nhau người làm cha mẹ tốt nhất không nên ra tay can thiệp mà vừa nãy ông đã âm thầm suy xét hứa du ninh một phen cảm thấy hắn cử chỉ có độ làm người cũng không kiêu ngạo không tự ti trong lòng cũng rất thích hắn lúc này thấy hứa du ninh hành đại lễ với ông gọi ông một tiếng nhạc phụ ông tự nhiên vui vẻ đáp ứng sau khi hứa du ninh gặp qua ngụy diễn thì đi gặp ngụy lãng mặc dù tuổi của ngụy lãng nhỏ hơn hứa du ninh nhưng vì y là ca ca của diệp chân chân đương nhiên hắn cũng phải hành lễ với y ngụy lãng đắc ý trong lòng lưng eo thẳng tắp khóe môi nhếch lên ý cười vô sỉ lông mày nheo lại nhìn hứa du ninh mà không biết là vì cố ý chế giễu hứa du ninh hay là cái gì chờ y bệ vệ nhận lễ của hứa du ninh xong còn đưa tay vỗ vỗ bả vai hứa du ninh trong lời nói rất đắc ý gọi hắn là muội phu hứa du ninh cũng không để ý mấy cái chuyện này mấy hắn nhìn ra được ngụy lãng trên thực tế là người chân thành có điều chỉ là hiện tại người còn chưa lớn còn rất ham chơi cho dù bị y chiếm chút tiện nghi trên miệng thì cũng không sao cả quan trọng nhất chính là hắn không muốn diệp chăn chăn kẹp ở giữa khó xử sau khi cả nhà nhận thân xong có thể gọi là tất cả đều vui vẻ sau đó diệp chăn chăn mới biết ngụy diễn nhận được lời nhắn từ người ngụy lãng sai tới biết hôm nay nàng sẽ đến cho nên từ quân doanh gấp gáp trở về y phục trên người cũng mới vừa thay đổi liền vội vàng đến cửa chính đi đón nàng có thể thấy được trong lòng ngụy diễn coi trọng đứa con cái nàng đây hai bên ngồi nói chuyện với nhau một lát nói về một số việc trong mấy năm nay trong lòng ngụy diễn đều là ái náy và thương xót diệp chăn chăn trong lúc nhất thời hận không thể tìm kiếm đồ vật tốt nhất dưới gầm trời này đưa cho nàng thế là vào mấy ngày kế tiếp ở tại trường hưng hầu phủ ngụy diễn và ngụy lãng mỗi ngày đều tới tặng đồ cho diệp chăn chăn châu báu đồ trang sức đồ cổ đồ chơi vải vóc vật liệu may mặc cái gì cũng có còn gọi mấy người may vá tới đo kích thước thân người nàng nói là muốn làm quần áo bốn mùa cho nàng bởi vì rất biết ơn diệp tế muội cứu được diệp chăn chăn một mạng còn có ân tình vất vả nuôi lớn diệp chăn chăn mấy năm nay ngụy diễn và ngụy lãng đương nhiên muốn bày tỏ lòng cảm kích với bà đưa cho bà rất nhiều đồ quý giá diệp tế muội bị dọa đến không dám nhận về phần hứa du ninh đây chính là con rể duy nhất của ngụy diễn sao có thể không đối tốt với hắn ngay cả ngụy lãng mặc dù ghen tị diệp chăn chăn kêu hứa du ninh là ca ca nhiều năm như vậy nhưng ở trong lòng của y cũng coi như hắn là người trong nhà trong lúc nói chuyện y có thể ỷ mình là huynh trưởng diệp chăn chăn mà bắt nạt hứa du ninh hai câu nhưng người bên ngoài thì chắc chắn không thể khi dễ hắn mặc cho nhìn thấy người nào đều nói với người ta đây là cô ra trường hưng hầu phủ y cũng là muội phu của ngụy lãng y muốn người khác dùng thái độ cung kính với hứa du ninh nếu không chính là đắc tội ngụy lãng y và toàn bộ trường hưng hầu phủ hơn nữa trong lòng của y đã thực sự chịu thua hứa du ninh lúc ấy y muốn sốc rèm xe ngựa lên gặp diệp chăn chăn hứa du ninh cầm kiếm chỉ y mặc dù y đã tránh né nhưng trong vòng ba chiêu vẫn là bị hứa du ninh dùng kiếm giữ lấy cái cổ phải biết từ lúc y bắt đầu hiểu chuyện đã được ngụy diễn dẫn vào quân doanh về sau chờ y lớn hơn chút nữa thì mời mấy người sư phụ dạy võ nghệ cho y y vốn cho rằng võ nghệ của mình rất lợi hại không nghĩ tới cuối cùng lại bại trên tay hứa du ninh đặc biệt là lúc y biết hứa du ninh kỳ thật cũng không phải là học võ nghệ từ nhỏ mà là sau khi vào phủ học mới đi theo mấy vị sư phụ học được hai ba năm trong lòng của y lại càng thêm xấu hổ liên quân lấy hứa du ninh nhất định phải tỉ thí lại với y lần nữa đương nhiên tỉ thí thua trong lòng vẫn không phục lắm bèn kêu mấy vị sư phụ của mình tới để bọn họ tỉ thí với hứa du ninh mấy bối nhân ngụy ra mấy đều là tướng tài học võ nghệ cũng đều là côn bổng đao thương các loại tương đối coi trọng lực đạo học kiếm không nhiều về phương diện kiếm thuật cũng ít có tinh thông mà hôm đó trong tay ngụy lãng chỉ dùng cái roi ngựa cũng khó trách đánh với hứa du ninh lại thua nhưng ngụy lãng luôn không chịu thừa nhận mười mấy năm công phu mình học được vậy mà lại thua kém công phu mới học hai ba năm của hứa du ninh thế nào cũng muốn để hứa du ninh cầm đao thương côn bổng tỉ thí với y một phen mà lúc ở phủ học hứa du ninh học nhiều nhất chính là kiếm thuật đao thương côn bổng mặc dù cũng có liên quan đến nhưng lại tương đối ít những người sư phụ này cũng không có phải được ngụy diễn cố ý mời đến dạy bảo ngụy lãng ngược lại vừa khéo mượn cơ hội lần này cố gắng học hỏi những sư phụ này những sư phụ này cũng đều biết hứa du ninh là cô gia của ngụy diễn nếu hắn muốn học bọn họ dám không dụng tâm dạy bảo cũng không chút giấu dếm dạy hết những thứ mình học được cho hắn vừa dạy liền phát hiện hứa du ninh này thông minh tuyệt đỉnh nên càng thêm dụng tâm lại vì trong trường hưng hầu phủ này có rất nhiều phụ tá rất có tài năng trên lĩnh vực quân sự trước kia hứa du ninh ở phủ học ít khi tiếp xúc những thứ này hiện tại đã có cơ hội thì nhất định phải học thật nhiều ngụy diễn thấy hắn chăm chỉ như vậy trong lòng rất vui mừng còn đưa hắn mấy quyển binh thư bảo hắn mang về xem thậm chí còn có lòng muốn muốn đưa hắn vào trong quân doanh giữ lại bên cạnh mình, không muốn để cho hắn đi làm cái đồ chi huyện bỏ đi. Vân Nam Phủ rất lớn, có rất nhiều quận giới quyền quản lý, hứa Du Ninh chỉ là một cái huyện lệnh trong đó mà thôi, mặc dù cách côn minh không xa. Nhưng nói cho cùng cũng không bằng ở bên trong trường hưng hầu phủ này của ông, muốn gặp bất cứ lúc nào cũng có thể gặp. Thực ra thì chủ yếu nhất vẫn là trong lòng ngụy Diễn không nỡ xa Diệp chăn chăn. Biết tình cảm của tiểu phu thê bọn họ rất tốt, một khi hứa du ninh đến nhận chức thì chắc chắn diệp chăn chăn cũng muốn đi cùng đến lúc đó ông muốn gặp diệp chăn chăn lại không thuận tiện như bây giờ nhưng vẫn là bị hứa du ninh cho uyển chuyển cự tuyệt lý do hứa du ninh cự tuyệt cũng rất có lý chức quan tri huyện này của hắn mặc dù không lớn nhưng suy cho cùng là được triều đình bổ nhiệm lúc này ngụy diễn muốn giữ hắn ở lại trường hưng hầu phủ nhậm chức trong quân đội không khó nhưng một khi tấu trương được trình lên triều đình sẽ nghĩ như thế nào năm đó cũng là do ngụy cha say rượu lời nói vô ý mà khiến một nhà ngụy gia chịu liên lụy bị đày đi đến vân nam trấn thủ nơi này cả đời không được hồi kinh trong những năm gần đây ngụy gia thật vất vả mới có chút thành tích để triều đình không truy cứu những chuyện kia nữa sao lúc này có thể vì hứa du ninh để trong lòng triều đình lại bất mãn với ngụy diễn ngụy diễn suy nghĩ một hồi cảm thấy hắn nói rất có lý bèn đồng ý sau đó lại ở mấy ngày bọn người hứa du ninh và diệp chăn chăn liền từ biệt ngụy diễn và ngụy lãng ngụy diễn tất nhiên là không muốn Ngụy Lãng càng thêm không nỡ. Mấy năm nay Ngụy Diễn cũng không cưới vợ, bên người ngay cả một thiếp thất cũng không có, trong trường Hưng Hầu phủ cũng chỉ có một đứa bé là y. Mặc dù từ nhỏ tôi tớ hầu hạ y rất nhiều, nhưng rốt cuộc không có huynh đệ tỷ muội, vẫn sẽ cảm thấy cô đơn. Lúc này thật vất vả mới nhận lại được một muội muội ruột, còn có thể so tài cùng Hứa Du Ninh mỗi ngày, không có chuyện gì còn có thể chơi chọc nguyên tiêu, trong lòng của y chính cảm thấy vui mừng náo nhiệt, nhưng bọn họ lại muốn đi. Nhưng có Ngụy Diễn ở phía sau giữ lấy y cũng chỉ có thể buồn tủi để bọn họ rời đi, nhưng vẫn đưa tiễn một đoạn đường thật dài mới trở về. Xong, không thể so với lúc mới đến hứa Du Ninh và Diệp Trăn Trăn chỉ có một chiếc xe ngựa, lúc này bọn họ đi nhậm chức có mấy cỗ xe ngựa. Bên trong đều đựng đồ vật ngụy diễn và ngụy lãng cho bọn họ. Mặt khác ngụy diễn còn tỉ mỉ chọn lựa 36 tên thị vệ võ nghệ cao cường hộ tống bọn họ đi nhận chức, bảo vệ an toàn của bọn họ. Lại có hai tên nha hoàn, một người tên là Phù Dung, một người tên là thực Dược, là phái tới hầu hạ Diệp Chân Chân và Diệp Tế Muội diệp tế muội liền cảm thán đây thật là thay đổi lớn ai có thể nghĩ tới bây giờ bà lại còn có thể dùng tới nha hoàn chứ hơn nữa thân gia lại còn là trường hưng hầu ngẫm lại vẫn giống như nằm mơ diệp chăn chăn nghe mím môi mà cười nàng ngược lại không cảm thấy thay đổi bao nhiêu chỉ cần một nhà bọn họ vẫn khỏe mạnh sống chung một chỗ vậy thì tốt hơn bất kỳ điều gì chờ bọn họ đã đến nơi nhậm chức hứa du ninh và tri huyện ban đầu bàn giao công việc xong thì nhanh chóng gọi người trong huyện nha tới tham kiến những người trong huyện nha này vốn đã bí mật gặp mặt, nói vị huyện lệnh mới vừa tới tiền nhiệm này, bọn họ không thể mọi chuyện đều phối hợp, cũng phải để huyện lệnh mới biết được tầm quan trọng của bọn họ, không thể để cho trong mắt huyện mới không có bọn họ. Thậm chí còn nghĩ ra được mấy cách làm khó huyện lệnh mới. Nhưng ai có thể nghĩ đến vị huyện lệnh này vậy mà lại là con rể của Trường Hưng Hầu chứ? Lại nhìn 36 tên thị vệ Trường Hưng Hầu phủ sai tới vừa thấy ở trước cổng huyện nha kia, ai nấy đều co to vạm vỡ, gần như che khuất mặt trời, sao bọn họ còn dám làm khó hứa du ninh đương nhiên là tất cả mọi chuyện hứa du ninh nói cái gì bọn họ đều đàng hoàng chấp hành không dám nảy sinh suy nghĩ làm cho có chứng lúc này diệp chăn chăn đang bận rộn cùng với diệp tế muội còn có phù dung và thực dược cùng nhau thu dọn phía sau huyện nhà mặc dù có hai nha hoàn thực dược và phù dung này nhưng diệp tế muội là người đã quen làm việc không chịu được nhàn rỗi nhìn thấy hai cô nương phù dung và thực dược tuổi còn nhỏ trong lời nói cũng xem hai người các nàng giống như vãn bối của mình mà thương yêu Sao có thể chuyện gì cũng để cho hai người bọn họ làm còn bà lại ở một bên nhìn xem được. Mà Diệp Chân Chân cũng không quen có người hầu hạ cho nên mọi thứ vẫn như cũ tự thân mình làm lấy. Xưa nay người nhà chi huyện đều ở phía sau huyện nha này, cũng được coi là chức vị chi huyện này có bao ở cũng đỡ phải mất tiền thuê nhà ở bên ngoài. Mà một nhà chi huyện trước vừa mới dọn đi cho nên phía sau huyện nha này mặc dù nhìn có chút cũ kỹ nhưng vẫn rất là sạch sẽ ngăn nắp. Diệp Chân Chân các nàng quét dọn nửa ngày, lau dọn khắp nơi một lần trải giường chiếu xong thì phái hai thị vệ đi ra ngoài mua tất cả bột gạo và các loại rau xanh thiết yếu đến tối sau khi mọi người cơm nước xong xuôi thì từng người trở về phòng mình nghỉ ngơi vốn dĩ phù dung và thực dược còn muốn hầu hạ diệp chăn chân và hứa du ninh rửa mặt nhưng bị hai người bọn họ từ chối hứa du ninh lấy một chậu nước tới hai người rửa mặt xong thì lên giường nằm nói chuyện khuôn mặt nhỏ nhắn của diệp chăn chân cho lại nói ra sớm biết như vậy thì lúc trước không nên đáp ứng cha muội thu nhận phù dung và thực dược Bây giờ nhìn thấy hai người các nàng chuyện gì cũng cướp làm, ta và nương ở bên cạnh chỉ cảm thấy đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong, thật sự rất lúng túng khó xử. Hứa Du Ninh nghe vậy thì mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng cọ sát mũi của nàng, mỉm cười nói, bây giờ không thể so như trước kia, muội chính là nữ nhi duy nhất của trường hương hầu. Thân phận tôn quý, chỉ mới có hai nha hoàn hầu hạ này mà muội cũng cảm thấy không quen vậy thì sau này nếu như nhiều thêm mấy người nha hoàn hầu hạ muội nữa thì muội nên làm sao đây? Cái này có gì khác nhau sao? Diệp Chân chân lẩm bẩm một tiếng, nhưng người sang ôm lấy cánh tay Hứa Du Ninh, "Muội không phải là muội sao? Chẳng lẽ bởi vì muội có thêm một người cha nên phải khiến cho mình lúng túng, không được tự nhiên sao? Muội vẫn thích tự mình làm những chuyện kia. Hơn nữa cho dù là người có thân phận cao quý đến đâu cũng không thể ngồi yên một chỗ cả ngày chuyện gì cũng không làm, đến cả ăn cơm uống nước cũng phải để cho người khác dâng lên tới tay mình đi. Ngồi lâu chịu không vận động như vậy thì cũng không tốt cho cơ thể. Hơn nữa lại nói tiếp thật ra nàng cảm thấy những chuyện kia thật sự không tính là gì." Con người, sống trên đời này dù sao cũng phải làm ít chuyện đi. Nàng cũng không muốn làm một con sâu gạo, cả ngày ngoại trừ nằm và ăn thì chuyện gì cũng không làm, sống như vậy rất nhàn chán đi. Hứa Du Ninh mỉm cười. Hắn rất thích Diệp chăn chăn như vậy, không có lòng ham mê quyền thế phú quý, mặc kệ ở dưới tình cảnh gì thì nàng vẫn sẽ luôn là nàng, sẽ không thay đổi. Hắn đưa tay lên vuốt tóc nàng, cười nói, nhạc phụ cũng là lòng tốt nghĩ cho muội và nương nếu như muội không quen chuyện gì hai người bọn họ đều cướp làm thì muội có thể nói rõ ra với các nàng chuyện gì hai người bọn họ phụ trách chuyện gì không cần hai người bọn họ làm sau khi phân công rõ ràng thì hai người bọn họ sẽ biết mình nên làm chuyện gì muội và nương cũng an nhàn như vậy chẳng phải tốt hơn sao diệp chăn chăn nghĩ lại cảm thấy hắn nói rất có lý mặt mày hớn hở gật nhẹ đầu đúng vậy ngày mai sau khi ăn sáng xong muội sẽ nói với hai người các nàng lời này hứa du ninh nhìn thấy giữa chân mày nàng không còn vẻ buồn rầu nữa thì mỉm cười hỏi không buồn phiền chuyện này nữa, vui vẻ lên rồi sao. Diệp chăn chăn không đoán được tâm tư của hắn còn mỉm cười gật đầu. Sau đó chỉ thấy hứa du ninh chở người qua đè ép nàng xuống, chân mày hơi nhếch lên, mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Bây giờ muội đã không buồn phiền nữa vậy thì có thể để cho phu quân hầu hạ muội thật tốt hay không? Cái hầu hạ hắn nói này không giống với cái loại hầu hạ của phù dung và thực dược kia. Diệp chăn chăn đỏ mặt, đưa tay đẩy hắn ra, không cần, huynh mau xuống dưới đi. Hứa Du Ninh lại không chịu từ trên người nàng lui xuống ngược lại mỉm cười nói, người bên ngoài hầu hạ thì muội có thể từ chối nhưng cái ta hầu hạ muội này thì chắc chắn muội không được từ chối. Vừa nói vừa bắt lấy hai tay của nàng vòng qua cổ mình, cúi đầu xuống hôn lên khóe môi của nàng, nhỏ giọng nói, chăn chăn tốt, ngoan ngoãn nằm yên đừng động đậy, để cho vi phu hầu hạ muội thật tốt, đảm bảo muội sẽ thích. Đại từ bên người Nguyễn Vân Lan mang theo lá thư chính tay bà viết, mang theo hai tên tùy tùng từ trong chùa lên đường, ngày đêm cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới Kinh Châu, cầu kiến thứ sử kinh châu thứ sử kinh châu mã thuận nghe nói là ba tên hòa thượng tới đây cầu kiến ông ông còn rất không vui quát lớn về phía người vào đây báo tin kia chỗ này của ta là chỗ nào ngươi còn không biết ba tên hòa thượng tới đây tìm ta mà ngươi còn vào đây thông báo cho ta ngươi ngày thường đều làm việc kém như vậy sao nói xong thì muốn cho người kéo người này xuống đánh hai mươi đánh gậy người này bị dọa sợ vội vàng quỳ một gối xuống đất bẩm báo vốn dĩ tiểu nhân cũng muốn đuổi ba người bọn hắn đi nhưng mà cái người dẫn đầu kia nói với tiểu nhân hắn sớm đã quen biết đại nhân ngài nhiều năm nay hắn còn đưa tiểu nhân một vật nói chỉ cần đại nhân ngài nhìn thấy thứ này thì chắc chắn sẽ ra gặp hắn nói xong thì lấy vật cầm trong lòng bàn tay đưa qua mã thuận bảo phó tướng của mình đi qua lấy vật kia đưa cho ông nhìn xem phát hiện lại là một tấm lệnh bài lúc này trong lòng của ông đập thình thịch nhảy loạn lên sắc mặt cũng có chút thay đổi nhưng sau đó ông nắm chặt tấm lệnh bài trong tay Cố gắng khôi phục lại sắc mặt như thường, trầm giọng gọi với người kia, đưa ba người bọn họ đến thư phòng hậu viện của ta. Người kia nhận lệnh đứng dậy lui ra, sau đó Mã Thuận lại gọi phó tướng tới gần, phân phó hắn, "Ngươi nhanh chóng đi điều động 100 tên thị vệ mai phục trái phải thư phòng hậu viện của ta, lại điều động 30 tên cung thủ mai phục ở bức tường gần đó." Phó tướng nhận lệnh đi ra ngoài, Mã Thuận ổn định lại tinh thần, lúc này mới xoay người đi về phía thư phòng ở hậu viện. Khi ông đến thư phòng ngồi vào chỗ của mình thì một lát sau ba người đại từ cũng được người đưa đến. Nói đến hai người Mã Thuận và Đại Từ vốn đều nhậm chức ở Chiêu Thiên Vệ là thị vệ bên người hầu hạ Khánh Nhân Đế. Sau đó Khánh Nhân Đế vì thấy đầu óc Mã Thuận linh hoạt cũng rất có tài trên mặt quân sự. Khi đó biên cảnh bất ổn, Khánh Nhân Đế đã phái Mã Thuận đi đến biên cảnh chấn giữ. Sau này Mã Thuận nhiều lần lập công trạng, Khánh Nhân Đế đã thăng chức cho hắn lên vị trí thứ sử Kinh Châu này cũng được coi là một đại tướng nơi biên cương mà bởi vì võ nghệ đại từ cao siêu, sau đó được khánh nhân đế điều động gia nhập vào ám vệ, dần dần lên làm được thủ lĩnh ám. Năm đó đại từ và mã thuận thật sự đều là huynh đệ trong chiêu thiên vệ, cùng nhau vào sinh ra tử. Cho nên lúc này gặp lại, mắt thấy tóc mai cố nhân đã 50, tuổi tác của mình cũng lớn dần lên, trong lòng không khỏi cảm khái. Nâng tay phải lên đánh một cái chào hỏi mã thuận, nói ra, nhiều năm không gặp, mã huynh gần đây vẫn khỏe chứ. Trong lời nói vẫn gọi ông là mã huynh, có thể thấy được vẫn không quên tình nghĩa năm đó trên mặt mã thuận cũng làm ra dáng vẻ chất chứa nhiều cảm xúc giống như đại từ cảm thán một phen sau đó thì mời hắn ngồi xuống sau khi tạm biệt cảnh bày tỏ tình cảm thì hỏi hắn sao ngươi lại làm hòa thượng đã là ám vệ thì tự nhiên không thể để cho người ngoài biết được thân phận của mình hơn nữa lúc cung biến mã thuận đã sớm rời khỏi kinh thành ở kinh châu xa xôi nên cũng không biết chuyện đại từ năm đó mượn thân phận hòa thượng ở trong chùa mà xuống tóc đi tù nhưng mà khánh nhân đế cũng đã sớm qua đời giang sơn cũng đổi họ những chuyện cơ mật năm đó bây giờ cũng không coi là cái gì, đại từ không có dấu giếm, kể hết mọi chuyện cho Mã Thuận. Đương nhiên cũng là vì lấy lòng tin của Mã Thuận. Sau đó hắn còn lấy ra lá thư do chính tay Nguyễn Vân Lan viết đưa cho Mã Thuận, đây là tự tay nương nương viết ra, phái ta đưa tới cho huynh. Huynh hãy nhớ lại ân tình năm đó bệ hạ đối với huynh mà trợ giúp điện hạ sớm ngày đoạt lại Giang Sơn vạn dặm này. Năm đó Mã Thuận vốn chỉ là thị vệ nho nhỏ nếu như không phải Khánh Nhân Đế có đôi mắt tinh tường thì có thể cả đời này của hắn cũng chỉ là cái thị vệ mà thôi. Sao có thể làm được vị trí đại tướng nơi biên cương như bây giờ? Như vậy mà nói, Khánh Nhân Đế thật sự có ơn chi ngộ với hắn. Mà ơn chi ngộ này trong mắt đại từ và Nguyễn Vân Lan cũng thật sự đáng giá liều mạng báo đáp. Huống chi ở trong thư Nguyễn Vân Lan cũng có hứa hẹn, chỉ cần Mã Thuận trợ giúp hứa Du Ninh đoạt lại Giang Sơn, tất nhiên sẽ phong tước cho hắn sau khi mã thuận nhìn thấy tin này trong lòng lắp bắp kinh hãi trên mặt lại không hiện một chút gì chỉ hỏi đại tử thật sự đã tìm được điện hạ rồi không phải nương nương và các ngươi nhận lầm người đi lo lắng đại tử sinh nghi lại vội vàng nói ra ý của ta là huyết mạch bệ hạ tôn quý cỡ nào năm đó lại xảy ra chuyện đau thương kia ta chỉ lo lắng điện hạ cũng đã sớm gặp nạn lại bị người cố tình giả mạo lẫn lộn huyết mạch bệ hạ chuyện này phải làm sao nếu như thật sự là như vậy đến cuối cùng ta ngươi một phen cố gắng lại không phải tiện nghi cho kẻ khác. Chính là sau này dưới cửu tuyền chúng ta cũng không dám nhìn mặt bệ hạ. Đương nhiên sẽ không sai, ngày cung biến là chỉ huy sứ vương chấn chiêu thiên vệ hộ tống điện hạ xuất cung mặc dù sau đó không có tin tức của hắn và điện hạ nhưng bây giờ chúng ta đã tìm được thi thể vương chấn còn có bội đao và lệnh bài của hắn. Chính là ngọc tỷ tiên đế sử dụng, chúng ta cũng tìm được. Người bên ngoài sao có thể biết được chuyện này, tất nhiên là điện hạ không thể nghi ngờ. Mã thuận trầm ngâm không nói, thần sắc trên mặt trông cũng không được tốt năm đó hắn nhận được bồ câu đưa tin của lý giáo sư nói hắn đã tìm được điện hạ mời hắn ta đi quá cùng nhau bàn kế hoạch lâu dài hắn thấy chuyện này lớn nên thật sự mang theo mấy người lặng lẽ chạy tới gia ninh phủ khi đến lý giáo sư nói với hắn rằng hình như điện hạ còn chưa biết thân phận thật sự của mình nhưng mà hắn đã hẹn điện hạ tới đây vào buổi chiều đến lúc đó hai người bọn họ lại làm lễ ra mắt điện hạ nói rõ ràng thân phận thật sự của hắn lại hỏi có lòng muốn khôi phục giang sơn quý thị hay không không nghĩ tới buổi chiều bọn hắn ngồi đợi một hồi lâu, vẫn không nhìn thấy có ai tới đây. Lý giáo sư lại là người thông minh, trong lúc nói chuyện lại suy đoán ra hắn đã sớm có ý đồ không tốt. Muốn tìm người giả trang thành con thất lạc của tiên đế sau đó thì sẽ hắn khởi sự, đoạt lấy giang sơn vạn dặm này, để cho hắn sở hữu tất cả, nên phẫn nộ quát lớn. Lần đi này vốn dĩ Mã Thuận cũng lo lắng Lý giáo sư chiêu cáo người đời đã tìm thấy con thất lạc của tiên đế, phá hủy đại sự của hắn, hắn đi với toàn tính giết chết con thất lạc của tiên đế bây giờ lại bị lý giáo sư đoán đúng tâm tư hắn dứt khoát tiên hạ thủ vi cường giết chết lý giáo sư lúc trước hắn từ trong lời nói của lý giáo sư cũng đã biết được bây giờ điện hạ đang đọc sách ở phủ học là học sinh của lý giáo sư cho nên sau khi giết chết lý giáo sư thì hắn đã sai người đi điều tra gần đây học sinh nào thường lui tới gần gũi với lý giáo sư lại lần lượt điều tra thân phận của mấy học sinh này cuối cùng tập trung vào diệp tinh hoa bởi vì nhìn thấy diệp tinh hoa gần đây thường xuyên đến nhà lý giáo sư hắn còn lại là cô nhi nghe nói là nhà người ta ôm từ trên đường trở về nuôi dưỡng dạy dỗ chính là mã thuận cũng biết dưỡng phụ của hắn vốn là một quan viên tiền triều trong lòng cho rằng chắc chắn là vị quan viên tiền triều kia âm thầm giấu kín con thất lạc của tiên đế chờ thời cơ thích hợp trợ giúp điện hạ đoạt lại giang sơn không phải chính hắn sẽ có công lớn xây dựng triều đại sao chính là thân phận diệp tinh hoa cũng chắc chắn là vị quan viên đã từ quan này báo cho lý giáo sư biết cũng là vì biết rõ lý giáo sư và hắn vẫn thường xuyên qua lại trong lòng cũng cất dấu ý nghĩ muốn khôi phục Giang Sơn Quý Thị. Thừa dịp lúc ban đêm cho người đi giết Diệp Tinh Hoa. Trong lòng chỉ cho là việc này đã xong, không còn nỗi lo sau này nữa nên ngày hôm sau hắn trở về Kinh Châu tiếp tục chiêu binh mãi mã. Như nhìn thấy bây giờ binh mã Lương Thảo đã chuẩn bị đầy đủ, hắn đang chọn ngày lấy cờ hiệu khôi phục Giang Sơn Quý Thị. Kêu gọi những thần tử tiền triều này và người trong thiên hạ cùng hắn khởi sự, không nghĩ đến bây giờ đại tử lại tới đây nói cho hắn biết bọn hắn đã tìm được điện hạ. Hơn nữa trong tay bọn hắn lại còn có ngọc tỷ của tiên đế mà ngay cả Nguyễn Vân Lan cũng nhìn nhận điện hạ này, còn muốn hắn tương trợ vị điện hạ kia đoạt lại Giang Sơn quý thị bọn hắn. Đây là chuyện buồn cười biết bao, chẳng lẽ hắn chủ tính mấy năm nay cuối cùng lại phải làm vỏ bọc cho người khác này. Về phần cái gì tước vị hay không tước vị, bây giờ hắn căn bản không để vào mắt. Trên mặt lại bất động thần sắc, chỉ làm ra dáng vẻ quan tâm nói với đại tử, hỏi rõ bây giờ điện hạ đang ở phương nào, là người có hình dáng như thế nào đại từ thấy trong lời nói của hắn vẫn khẩn thiết trung thành với tiên đế cũng cực kỳ quan tâm đến điện hạ nên cũng không có lòng dạ nghi ngờ đem hết mọi chuyện của hứa du ninh nói thẳng ra cho hắn biết sau khi mã thuận nghe được rõ ràng thân người ngửa ra sau dựa lên trên thành ghế sau đó nhìn đại từ như cười như cười nói ra trùng hợp vô cùng ngươi nói tới điện hạ thì ở chỗ này của ta cũng có một vị điện hạ đại từ nghe được lời này của ông ta tất nhiên rất khó hiểu mà mã thuận có lẽ nghĩ đến muốn để huynh đệ ngày xưa của mình biết dã tâm của ông ta cho nên cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa, mà là gọi phó tướng của mình tới, phân phó hắn, ngươi đi gọi tam công tử đến. Phó tướng cung kính lên tiếng dạ, vội vàng đi ra cửa gọi người. Chỉ trong chốc lát tam công tử trong miệng mã thuận đã tới. Là thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi, mặc một bộ áo dài cổ tròn màu đỏ tía, tướng mạo cũng có thể coi là tuấn tú. Chẳng qua cho người cảm thấy có mấy phần bóng bẩy tùy tiện, vừa nhìn liền biết là một công tử bột. Sau khi tam công tử này đi vào thì rất cung kính hành lễ với Mã Thuận, gọi ông ta một tiếng phụ thân sau đó ánh mắt liếc qua đám ba người đại từ một chút hiển nhiên trong lòng đang suy nghĩ ba tên hòa thượng này là ai mã thuận ừ một tiếng nhẹ gật đầu với hắn cũng không có ý định giới thiệu đại từ với hắn ngược lại nhìn về phía đại từ đưa tay chỉ tam công tử nói với ông ngươi đến xem đây chính là điện hạ ta nói hai ngày nay ta đang định phát hịch văn báo cho người trong thiên hạ mã thuận ta nhận ân sâu của tiên đế cho dù thịt nát xương tan cũng không thể báo đáp hết hiện tại nếu đã tìm tới di cô của tiên đế thì phải giúp đỡ điện hạ đoạt lại được giang sơn vốn thuộc về quý gia tử trong tay nguyễn hồng đạt có thể báo đáp ân tình lớn lao mà ngày đó bệ hạ ban cho ta sau khi nói xong ông ta còn cười tủm tỉm hỏi đại tử trần huynh huynh cảm thấy chủ ý này của ta như thế nào người trong thiên hạ có thể cảm thấy mã thuận ta là người có ơn tất báo sau đó sẽ tích cực hưởng ứng ta khởi sự hay không đại tử tục ra họ trần mã thuận vẫn luôn gọi ông là trần huynh cho dù hiện tại ông đã là hòa thượng nhưng mã thuận cũng vẫn không đổi xưng hô với ông đến bây giờ đại từ làm sao lại không rõ ý tứ và dã tâm của mã thuận nói cái gì ông ta nhận ân sâu của tiên đế cho dù thịt nát xương tan không thể báo đáp hết nhưng người mà ông ta gọi là điện hạ lại chính là tam nhi tử của ông ta người trong thiên hạ lại chưa từng gặp điện hạ làm sao biết điện hạ này rốt cuộc là thật hay giả đến lúc đó mã thuận lấy chiêu bài giúp đỡ giang sơn quý thị hiệp trợ điện hạ đoạt lại giang sơn trên thực tế sau khi giang sơn này được đoạt lại không phải sửa thành họ mã cho dù tạm thời không thay đổi họ mã, nhưng tất cả mọi chuyện cũng phải để mã thuận làm chủ. Ông ta chính là Tào Tháo tiếp theo, đến lúc đó khống chế vua điều khiển chư hầu, mà người bên ngoài lại còn không biết vị thiên tử này lại là con của ông ta. Đại tử là người ngay thẳng, lập tức liền tức giận giơ tay chỉ mã thuận quát lớn, chính ngươi cũng biết bản thân nhận ân tình của bệ hạ. Để ngươi từ một thị vệ nho nhỏ làm được vị trí đại tướng nơi biên cương như hiện nay, nhưng ngươi lại muốn hồi báo ân tình bệ hạ cho ngươi như vậy, ngươi quả thật không bằng cầm thú còn liên mùng nói lúc trước bệ hạ đã nhìn lầm người nương nương cũng đã nhìn lầm người ông cũng đã nhìn lầm người vậy mà cho rằng mã thuận là thần tử tốt đối với bệ hạ lòng son dạ sắt nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ là một tên tiểu nhân mã thuận bị ông chỉ vào mặt mắng đến trên mặt cũng có mấy phần xấu hổ khuôn mặt trầm xuống lạnh giọng nói cái gì ân tình hay không ân tình chẳng qua là theo ý thức của mọi người mà thôi ta có tài năng biết đánh trận biết trị quân bệ hạ mới có thể đề bạt ta nói cho cùng ta không phải cũng vì hắn từng vào sinh ra từ sao chính là cái vị trí thích xứ kinh châu này của ta cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự của bản thân và tính mệnh của mình kiếm được không phải ngươi cho rằng bệ hạ sẽ không không bố thí cho ta vị trí này trong lòng đại từ tức giận không thôi cũng nói hết lời với ông ta dứt khoát không nói nữa rút loan đao trong tay một thị vệ từ phía sau hắn mũi đao trực tiếp chỉ vào mặt mã thuận điềm nhiên nói đã như vậy chúng ta còn có cái gì phải khách sáo nữa nạp mạng đi đi mã thuận cười lạnh trần huynh huynh thật đúng là ngu xuẩn không sợ nói cho ngươi biết trước khi ngươi còn chưa tiến vào thư phòng của ta ta đã bày ra thiên la địa võng sở dĩ vừa nãy còn cùng ngươi hư tình giả ý lâu như vậy chẳng qua là muốn từ trong miệng ngươi biết điện hạ là người phương nào bây giờ đang ở đâu mà thôi nếu hiện tại ta đã biết những thứ này rồi ngươi cho rằng ta sẽ còn để ngươi còn sống sót rời đi nói xong lớn tiếng quát phó tướng gọi người mai phục ở bên ngoài tiến vào giết chết ba người này phó tướng lĩnh mệnh trong miệng huýt một tiếng những thị vệ mai phục ở bên ngoài kia lập tức tràn hết vào. Đại tư vừa thấy chiến trận liền biết hôm nay ông tuyệt đối không thể sống mà đi ra khỏi nơi này. Trong lòng bi phẫn, hai mắt đỏ hồng, không nói nữa, tay cầm loan đao nhìn qua mã thuận lập tức vào tới. Cho dù hôm nay ông chết, cũng muốn lôi kéo mã thuận chôn cùng, không thể để cho ông ta về sau làm ra chuyện bất lợi với điện hạ được. Cũng coi như là trung thành với tiên đế, dưới cửu tuyền cũng có mặt mũi gặp lại ông ấy chỉ là cho dù ông võ nghệ cao siêu đến đâu nhưng hai quyền khó địch bốn tay căn bản không cách nào đến gần mã thuận mắt thấy mã thuận dưới sự bảo hộ của đám thị vệ đi ra thư phòng ông không ham chiến nữa mặc kệ trên thân bị trọng thương vẫn đuổi theo mã thuận nhưng cho dù ông miễn cưỡng giết ra khỏi thư phòng bị một đám thị vệ ngăn cản vẫn như cũ không thể đến gần mã thuận mã thuận ngược lại nhận lấy cung tiến từ tay phó tướng vững vàng nhắm vào ông trường tiễn hưu một tiếng xe gió bắn ra đâm vào ngực trái đại tử đau đớn kịch liệt chuyển đến đại từ dừng động tác thế nhưng ông còn vẫn không chưa kịp mắng mã thuận đã bị một đám thị vệ đuổi tới chém giết loạn xạ đợi đến ông tắt thở bỏ mình bọn thị vệ tách ra thành một con đường cho mã thuận nâng bước đạp lên máu tươi chậm rãi đến gần chỉ thấy hai mắt đại từ vẫn trợn lên nhìn bầu trời hiển nhiên là chết không nhắm mắt mã thuận cười ngươi nói con người của ta không bằng cầm thú nhưng trong lòng ta cũng vẫn là ghi nhớ chút tình nghĩa của những huynh đệ ta năm đó nói xong phất tay kêu người tới dặn dò sau người đi mua một bộ quan tài đến thu dọn hắn, an táng đàng hoàng. Người kia lên tiếng dạ, quay người đi làm việc. Mã Thuận lại kêu phó tướng tới, phân phó hắn, "Ngươi đi chọn lựa 20 người võ nghệ cao siêu, dẫn theo bọn họ ngày mai lập tức lên đường chạy tới huyện Khúc Tĩnh, Vân Nam Khúc, âm thầm giết chết Hứa Du Ninh tên chi huyện này. Nhớ kỹ, thủ pháp lưu loát chút, nhất định không thể để cho người biết các ngươi là người của ta." Phó tướng cúi đầu lĩnh mệnh, quay người đang muốn đi chọn người, bỗng nhiên lại bị Mã Thuận kêu trở về bởi vì mã thuận chợt nhớ tới một chuyện liền lại gọi hắn trở về dặn dò vân nam này là thiên hạ của trường hưng hầu ta nghe nói trường hưng hầu này kỷ luật nghiêm minh mấy năm nay quản lý vân nam rất tốt huyện khúc tĩnh cách côn minh cũng gần tung tích và thân phận của các ngươi không được để hắn phát hiện nếu không nói đến đây ánh mắt của ông ta chuyển sang lạnh lẽo các ngươi cũng không cần sống sót trở về nữa phó tướng nghe vậy trong lòng run lên nhưng cũng đành phải cung kính trả lời xuống dưới cùng lúc đó trong ngự thư phòng hoàng cung Thiên Hữu Đế Nguyễn Hồng Đạt đang nghe người quỳ trên mặt đất hồi bẩm. Tiểu nhân điều tra được gần đây tăng nhân trong chùa của trưởng công chúa ở ra ngoài nhiều lần, thậm chí hiện tại trong chùa chỉ có mấy tăng nhân. Có điều trưởng công chúa và thị nữ của bà còn ở trong chùa, không có ra ngoài. Bàn tay đang nâng bút đỏ của Nguyễn Hồng Đạt dừng lại, mày nhân lại, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mặc dù ông ta quả thật không quấy rầy đứa con gái ở trong chùa này không sai, nhưng thực ra những năm nay vẫn luôn sai người âm thầm giám thị nàng, chỉ cần nàng thành thành thật thật ông ta làm cha cũng không muốn làm gì nữ nhi mình. Mà những năm này Nguyễn Vân Lan cũng thực sự vô cùng an phận thủ thường, chỉ ở trong chùa tụng kinh lễ Phật, không ngờ hiện tại bà vậy mà đã bắt đầu không an phận. Liên trầm giọng phân phó người này, đi bắt phùng ma ma và thị nữ phục vụ bên người nàng, còn có mấy tăng nhân còn lại trong chùa tất cả đều chịu tới, hỏi rõ trưởng công chúa gần đây có động tĩnh gì. Nếu những người này không chịu nói, vậy thì nghiêm hình bức cung, nhất định phải cậy mở miệng của bọn họ. Thị vệ đáp ứng lui xuống, hai ngày sau đó tới trả lời vị phùng ma ma bên người trưởng công chúa kia chống cự không mở miệng một chữ cũng không chịu nói về sau bị bọn tiểu nhân ép hỏi hung ác tự mình đâm vào tường chết rồi các thị nữ khác và mấy tăng nhân kia biết được tin tức cũng không nhiều tiểu nhân dựa vào lời khai của bọn họ chỉ có thể lẻ tẻ chấp vá được trưởng công chúa dường như tìm được một người rất quan trọng liền phái tất cả tăng nhân trong chùa ra ngoài bảo hộ người kia hình như hiện tại người kia ở vân nam mặt khác hình như nàng còn viết một phong thư gọi một tăng nhân có tên là đại từ mang đến kinh châu là người quan trọng gì, vậy mà có thể để cho nữ nhi này của hắn thanh đăng cổ Phật 20 năm, một lòng không hỏi thế sự coi trọng như vậy. Nguyễn Hồng đạt trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, mấy ngày nay trưởng công chúa có ra ngoài gặp qua người nào không, hoặc là có người nào tiến vào trong chùa, gặp trưởng công chúa không? Cái này tiểu nhân đã từng hỏi thăm, dựa vào lời nói của mấy thị nữ và tăng nhân này, những năm qua trưởng công chúa cơ bản không ra khỏi chùa, trong chùa cũng ít khi có người tới, chỉ là tháng 4 có người cầm kinh Phật chép xong tới chùa. Tăng nhân dẫn hắn đi gặp đại tử, đúng lúc trưởng công chúa và đại tử đang đàm luận Phật Pháp, cũng trùng hợp gặp được người này. Người này là ai? Nguyễn Hồng Đạt vội vàng truy vấn. Thị vệ lập tức trả lời, hắn tên là Hứa Du Ninh, vốn là học sinh năm nay vào kinh đi thi, lúc mới tới kinh thành cả nhà liền ở nhờ tại hai xương phòng dưới cửa chùa. Bởi vì nhà nghèo không có tiền trả tiền thuê phòng nên giúp trong chùa sao chép kinh thư. Tiểu nhân cũng đã điều tra người này, đạt hạng 9 kỳ thi hội, thi đình được nhị giáp mạt sau đó lại bộ phái hắn đến huyện khúc tĩnh vân nam làm chi huyện và cuối tháng tư hắn đã mang theo người nhà chạy tới vân nam nhận chức rồi ạ à? hứa du ninh hứa du ninh trong miệng nguyễn hồng đạt chậm rãi đọc lấy cái tên này trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt xưa nay quan viên bổ nhiệm ra ngoài trước khi rời kinh đều phải tới bái kiến ông ta nguyễn hồng đạt nhớ rõ sau khi lại bộ đã dẫn những quan viên này tới gặp ông ta lúc ấy ông ta nhìn qua danh sách lúc nhìn thấy cái tên hứa du ninh còn cảm thấy cái tên này có mấy phần ý tứ thực thực kỳ đình hữu giác kỳ doanh khoái khoái kỳ chính uyết uyết kỳ minh quân tử du ninh ý gốc là quân vương ở chỗ này sẽ cực kỳ yên ổn nhưng một chi huyện nho nhỏ vậy mà lại dùng cái tên này Liên hỏi ai là hứa du ninh sau đó chỉ thấy bên trong đám người quỳ lại phía dưới có người đứng lên nguyễn hồng đạt lúc ấy chỉ cảm thấy hứa du ninh này tướng mạo rất là tuấn nhã thậm chí giữa lông mày còn có mấy phần giống người vợ đã mất của ông ta ban đầu vì tên của hắn nên trong lòng có bất mãn muốn kêu hắn đổi tên nhưng thấy giữa lông mày hắn có mấy phần quen thuộc nhớ tới người vợ đã mất của mình trong lòng nguyễn hồng đạt không khỏi sinh ra một cỗ ái náy thế là trong lòng cũng không có bất mãn ngược lại rất ôn hòa khích lệ hứa du ninh mấy câu sau đó phất tay gọi lại bộ thị lang dẫn bọn họ xuống dưới lập tức lên đường tự mình đi nhậm chức nguyễn văn lan cũng đã gặp hứa du ninh vậy hành động gần đây của bà sẽ liên quan đến hứa du ninh này hay không rốt cuộc thân phận của hứa du ninh này là gì có thể để cho Nguyễn Vân Lan phái tất cả ám vệ tiền triều ẩn nấp ở trong chùa ra ngoài. Nguyễn Hồng Đạt biết rõ, bởi vì 20 năm trước ông chiếm lấy cái hoàng vị này, ra lệnh cho thuộc hạ giết chết Khánh Nhân Đế và nữ nhi Nguyễn Vân Lan nên trong lòng Nguyễn Vân Lan rất hận hắn, ngay cả với đám huynh đệ tỷ muội và thân thích nàng cũng rất hận. Vì vậy mấy năm này nàng mới một mực ở trong chùa lễ Phật, không gặp bất kỳ ai. Nghĩ tới nghĩ lui, dưới gầm trời này cũng chỉ có một người có thể khiến cho Nguyễn Vân Lan không an phận như vậy. Nhưng mà 20 năm nay không phải không có một chút tin tức nào của người đó sao? Như thế nào, hóa ra hắn vẫn chưa chết, thậm chí rất có thể chính là cái người hứa du ninh kia. Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyễn Hồng đạt xét run. Ông cao mày, chắp hai tay ra sau lưng đi tới đi lui ở trong ngự thư phòng, đột nhiên dừng bước lại giống như hạ quyết tâm. Phân phó thị vệ, ngươi mang theo mấy người, đi vào trong chùa gọi người hầu đi theo trưởng công chúa đến đây. Thị vệ đáp lại một tiếng, xoay người lui ra. Vốn dĩ Nguyễn Vân Lan nhìn thấy người trong cung tới đây mang phùng ma ma và những thị nữ hầu hạ bên người bà đi, thậm chí mấy tăng nhân còn sót lại trong chùa cũng gọi đi theo, trong lòng bà bắt đầu cảm thấy lo sợ bất an. Sau đó bà đợi hai ba ngày mà vẫn không thấy có một ai trong những người này trở về nên trong lòng càng lo lắng hơn. Không ngờ bây giờ lại có mấy thị vệ tới đây, nói là bệ hạ gọi bà tiến cung. Nguyễn Vân Lan không chịu đi vậy mà thị vệ lại tiến lên đi qua muốn kéo bà đi. Các ngươi lại dám đụng đến ta! Nguyễn Vân Lan hất tay bọn hắn ra nét mặt uy nghiêm đáng sợ, giọng nói lạnh lẽo, không muốn sống nữa sao. Nhớ tới vị này mặc dù là hoàng hậu tiền triều nhưng rốt cuộc cũng là trưởng công chúa của đương kim hoàng đế, thân phận vẫn rất cao quý. Bây giờ nghe bà nói như vậy, một đám thị vệ thật đúng là không dám bước tới kéo bà đi. Nhưng mà lời nói của hoàng thượng bọn hắn cũng không dám không nghe theo. Nếu như bây giờ không thể mang Nguyễn Vân Lan vào cung gặp hoàng thượng, chỉ sợ đám người bọn họ này đều sẽ bị xử tử. Hai bên rằng co một lúc, cuối cùng vẫn là thị vệ trưởng ôm quyền hướng về phía nguyễn vân lan nói một câu tiểu nhân cũng là tuân theo hoàng lệnh đắc tội hắn nói xong thì đưa tay túm lấy cánh tay nguyễn vân lan không quan tâm đến dãy rụa và uy hiếp của bà kéo thẳng bà vào trong xe ngựa ngồi xuống lại ra lệnh đánh xe đi ra roi thúc ngựa nhanh chóng chạy đến hoàng cung một đường sóc này nguyễn vân lan ở trên xe ngựa nôn ói hai lần khi đến ngự thư phòng hoàng cung thì mặt bà đã không còn chút máu nào cả người nhũn ra không có lực nhưng cho dù như vậy lúc nhìn thấy nguyễn hồng đạt bà vẫn theo bản năng đứng thẳng người lên vẻ mặt trào phúng nói ra hai mươi năm trước ta cũng đã nói hai người chúng ta có thủ không đội trời chung đời này không đến hoàng tuyền thì không gặp hôm nay ngươi lại gọi ta tới đây như thế nào là ngươi sắp chết rồi nguyễn hồng đạt không nói lời nào ngồi ở trên ghế nhìn sắc mặt u ám của nguyễn vân lan ông còn nhớ rõ khi nguyễn vân lan còn bé là một tiểu cô nương rất yếu ớt giọng nói mềm mại nhẹ nhàng sẽ gọi ông là phụ thân cũng sẽ làm nũng với ông nhưng mà bây giờ Hai cha con bọn họ lại chính là kẻ thù. Vân Lan, dù nói như thế nào thì ta cũng là phụ thân của con, con làm nữ nhi, 20 năm chưa từng gặp mặt phụ thân của mình lần nào, bây giờ gặp lại cha mình. Câu nói đầu tiên chính là rủ phụ thân của mình chết sao? Phụ thân, giống như Nguyễn Vân Lan nghe được chuyện cười gì đó nên bật cười lớn lên. Một lúc lâu bà mới dừng lại tiếng cười, nhìn Nguyễn Hồng Đạt với vẻ mặt trào phúng, chẳng phải người làm phụ thân nên hy vọng nữ nhi của mình sống có tốt hay không sao. Nhưng ngươi có từng thấy dưới gầm trời này có phụ thân nào lại giết trượng phu của nữ nhi mình, còn có con cái của chính nữ nhi mình sinh ra không? Người như vậy mà cũng xứng làm phụ thân sao?" Nguyễn Hồng Đạt không nói lời nào, ông biết chuyện này sẽ vẫn vắt ngang giữa ông và Nguyễn Vân Lan không xóa sạch được, cũng biết rõ cả đời này Nguyễn Vân Lan cũng sẽ không tha thứ cho ông. Nhưng mà không có vấn đề gì, có một số chuyện ông căn bản cũng không nghĩ đến việc để cho Nguyễn Vân Lan hiểu rõ. Hơn nữa hôm nay ông gọi Nguyễn Vân Lan tới đây cũng không phải là vì hàn gắn mối quan hệ cha con hai người bọn họ. Người làm chuyện lớn sao có thể bị những chuyện thế tục nhi nữ tình trường kia chói buộc, giống như Nguyễn Vân Lan vậy người chỉ biết trượng phu con cái thì sẽ không bao giờ hiểu được. Cũng không nói gì về chuyện này nữa ngược lại dứt khoát hỏi thẳng, "Con đã tìm được Ninh Nhi rồi?" Nguyễn Vân Lan nghe thấy vậy, trong lòng đập mạnh lên một cái, sau đó vẻ mặt bà khiếp sợ hoảng hốt nhìn Nguyễn Hồng Đạt. Sao ông ta lại biết được chuyện này? rõ ràng chuyện này bà tạm thời vẫn chưa có để lộ tin tức cho bất cứ ai. Trong lòng bà hoảng loạn như ma nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận ngược lại hết sức phủ nhận, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không phải 20 năm trước Ninh Nhi đã chết trong tay ngươi sao? Sao bây giờ ngươi lại hỏi ta câu nói này? Nguyễn Hồng đạt mắt sáng như đuốc vẫn đang nhìn theo nàng, tự nhiên đều thu hết vẻ khiếp sợ và hoảng loạn vừa rồi của bà vào trong mắt, cũng trong nháy mắt biết được ông đã đoán đúng. Lan Nhi, con vẫn ngu xuẩn giống như năm đó vậy, cũng không giữ được bình tĩnh như vậy rốt cuộc xác nhận được chuyện này nguyễn hồng đạt mỉm cười tay vịn lên trên mặt bàn từ từ đứng lên vốn dĩ ta cũng cho rằng trong mấy năm nay không có tin tức của ninh nhi chắc chắn hắn đã chết rồi nhưng mà hắn không có chết chỉ cần hắn vẫn an phận thủ thường sống ở dân gian không nói ra thân phận thật sự của mình thì ta cái người làm ngoại tổ phụ này cũng không cần phải đẩy hắn vào chỗ chết nhưng mà bây giờ con lại muốn ở trước mặt người trong thiên hạ nói ra thân phận thật sự của hắn con nói xem làm sao ta còn có thể để cho hắn đây trên mặt Nguyễn Vân Lan vốn đã không có một chút huyết sắc nào, lúc này cả khuôn mặt lại càng trắng bệch như tờ giấy, cả người cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Trong lòng bà biết rất rõ đến cùng những lời này của Nguyễn Hồng Đạt là có ý gì nhưng bà vẫn không chịu thừa nhận như cũ lại lạnh lùng nói ra, "Ta thấy ngươi là muốn phát điên rồi. Ta căn bản không hiểu rốt cuộc ngươi đang nói cái gì. Vậy thì ta sẽ nói cho con hiểu thêm một điểm." Nguyễn Hồng Đạt từ sau bàn xoay người qua, vừa dùng ánh mắt nhìn chằm chằm bà vừa nhấc chân từ từ đi tới chỗ của bà. Hứa Du Ninh chính là Ninh Nhi phải không? Con phái toàn bộ ám vệ tiền triều ẩn nấp ở trong chùa của con ra ngoài chính là muốn bọn hắn đi Vân Nam khúc tĩnh bảo vệ cho hắn có đúng không? Con để cho đại từ mang theo thư của mình chạy tới Kinh Châu là muốn hắn đi gặp thứ sử Kinh Châu Mã Thuận để cho hắn ta trợ giúp hứa Du Ninh khởi sự có đúng không? Nguyễn Vân Lan không ngờ Nguyễn Hồng Đạt lại có thể đoán hết được những chuyện này rõ ràng rành mạch như vậy. Ngay cả chuyện thân phận thật sự của những tăng nhân ở trong chùa thật ra là ám vệ tiền triều kia ông ta cũng biết được. Trong chốc lát bà khiếp sợ đến nỗi nói không ra lời. Mà Nguyễn Hồng Đạt cũng không cần bà phải nói chuyện, chỉ thở dài, tính tình con vụng về như vậy. Thật sự không phải là người làm được việc lớn, lại còn muốn để cho cái kẻ dư nghiệt quý thị kia đoạt lại ngôi vị hoàng đế một lần nữa. Con cũng không suy nghĩ một chút, nếu như cái tên Mã Thuận kia thật sự trung thành thì sao 20 năm trước không thấy hắn có động tĩnh gì. Trong 20 năm nay vẫn yên tâm thoải mái làm thứ sử kinh châu của hắn như cũ đi. Ta cũng không sợ nói thật cho con biết, 20 năm trước lúc ta leo lên được ngôi vị hoàng đế này, cái tên Mã Thuận kia đã ngay lập tức viết một phong tấu chương đưa tới, tỏ rõ lòng trung thành của hắn đối với ta. Lúc đầu ta cũng muốn loại bỏ hắn khỏi vị trí Thứ sử Kinh Châu, nhưng nghĩ đến triều đình lúc ấy suy yếu cần phải vực dậy chính là lúc cần dùng người nên tạm thời không động đến hắn. Sau này thấy hắn trong mấy năm này cũng coi là an phận thủ thường nên tiếp tục để cho hắn làm cái Thứ sử Kinh Châu này, nhưng con lại ngây thơ cho rằng Mã Thuận này sẽ trung thành với con, với cái tên dư nghiệt quý thị kia. Nói đến đây, vẻ mặt Nguyễn Hồng đạt ngạo mạn, hơn nữa, cho dù Mã Thuận bằng lòng xuất thủ trợ giúp cái tên dư nghiệt quý thị kia khởi sự thì như thế nào? Ta căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Quân triều đình đến thì giết Mã Thuận chẳng qua cũng giống như giết chết một con kiến. Ninh nhi của ta không phải là dư nghiệt, hắn không phải dư nghiệt. Ban đầu Nguyễn Vân Lan nhìn thấy Nguyễn Hồng Đạt đoán chúng tất cả mọi chuyện trong lòng tràn đầy sợ hãi và hoang mang. Cảm thấy bởi vì cái quyết định tự ý này của mình rất có thể sẽ hại chết hứa Du Ninh lúc này lại nghe thấy Nguyễn Hồng Đạt gọi Hứa Du Ninh là dư nghiệt quý thị, bà cũng nhịn không nổi nữa, thoáng cái mãnh liệt bạo phát ra, lớn tiếng gầm lên với Nguyễn Hồng Đạt, hắn là con của ta, nhi tử của ta và bệ hạ. Hắn vừa ra đời đã được phong làm thái tử, hắn vốn là người phải làm hoàng đế, sẽ là người cao quý nhất trên đời này. Đều tại ngươi, ngươi lại giết chết bệ hạ, nữ nhi của ta, còn muốn giết chết hắn. Chính là mẫu thân, nếu không phải là vì chuyện này sao người có thể chết được. Trong mắt ngươi ngôi vị hoàng đế tốt như vậy sao? ngay cả vị trí quốc trượng cũng không thỏa mãn ngươi, còn nhất quyết phải làm hoàng đế. Nhưng mà cả đời này của ta đã bị ngươi phá hỏng hết rồi ngươi có biết không, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Càng nói về sau, Nguyễn Vân Lan đau khổ lớn tiếng khóc to, khuôn mặt cũng đỏ lên. Nghe thấy bà nhắc tới Phát Thê, vợ cả của mình, trên mặt Nguyễn Hồng Đạt cũng ảm đạm xuống trong chốc lát. Năm đó Phát Thê của ông cũng là vì biết được chuyện này, chịu đả kích quá lớn mới sinh bệnh không dậy nổi. Sau đó vẫn không muốn gặp ông ta, chỉ đến lúc hấp hối mới cho người gọi ông đi qua, khẩn thiết cầu xin ông nhất định phải đối xử thật tốt với Nguyễn Vân Lan, không được giết nàng. Nhưng nếu như sớm biết sẽ có chuyện như ngày hôm nay, còn không bằng 20 năm trước ông lấy mạng Nguyễn Vân Lan luôn đi. Không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Nguyễn Vân Lan từ từ nói ra, được, lần này ta đáp ứng con, hai cha con chúng ta, đời này không đến hoàng tuyển không gặp. Nguyễn Vân Lan mở to hai mắt nhìn ông ta, đôi môi run rẩy ông, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? con không phải rất nhớ nẫu thân của con sao? Đi đi, đi đến bên cạnh mẫu thân con đi, mấy năm nay bà ấy ở một mình cũng rất cô đơn tĩnh mịch. Nguyễn Hồng Đạt nói xong thì xoay người lại không nhìn Nguyễn Vân Lan nữa, chỉ gọi hai nội giám đi qua. Phân phó bọn hắn mang Nguyễn Vân Lan xuống dưới, hai người các ngươi phải đích thân đưa tiễn trưởng công chúa lên đường. Ngày thứ hai, triều chính thông cáo, trưởng công chúa nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử, chôn cất ở lăng tẩm bên cạnh tuệ hiếu nguyên hoàng hậu. Cùng ngày, Nguyễn Hồng Đạt bí mật gọi 50 tên ám vệ tới, phân phó bọn hắn lập tức lên đường đi Vân Nam Khúc Tĩnh, giết chết chi huyện Hứa Du Ninh. Hứa Du Ninh vẫn chưa biết mình sắp nguy hiểm, hắn đang đi cùng với Diệp Chân Chân trở về Trường Hưng hầu phủ Côn Minh. Mùa hạ dài đã qua, gió thu dần mát mẻ, trong chớp mắt sắp đến trung thu tháng 8. Trung thu là lúc cả nhà đoàn viên, trước mười mấy ngày Ngụy Diễn và Ngụy Lãng đã phái người tới truyền lời để cho Hứa Du Ninh, Diệp Chân Chân, Diệp Tế Muội và Nguyên Tiêu bọn họ trung thu nhất định phải đến Vân Nam cùng nhau ăn Tết trung thu với bọn hắn. Vì thế sau khi an bài xong xuôi mọi chuyện trong huyện nha, Hứa Du Ninh cùng với đám người Diệp Chân Chân ngồi xe ngựa, cùng nhau lên đường tiến về Vân Nam. Cây cối bên đường lá đã nửa vàng nửa xanh, lúa ở trong ruộng đồng hai bên cũng đã chín mùi, vàng rực một vùng. Thỉnh thoảng có gió lớn thổi qua, sóng lúa phập phồng lên xuống không ngừng. Diệp Chân Chân đang ngồi ở trong xe ngựa vừa nói chuyện với Hứa Du Ninh vừa tách cam quýt ra ăn. Đây là cam quýt từ hồ động đình vận chuyển tới, chẳng những không ngọt mà lại còn khá là chua không nói đến nguyên tiêu ngay cả diệp tế muội và hứa du ninh đều không thể nào ăn được nhưng mà diệp chân chân lại rất thích ăn hơn nữa một ngày còn muốn ăn mấy quả thực ra diệp chân chân vốn cũng không thích ăn chua lắm chỉ thích ăn ngọt nhưng gần đây cũng không biết làm sao nhìn thấy đồ ngọt nàng sẽ cảm thấy buồn nôn ngược lại khá thích đồ chua hứa du ninh tất nhiên là nghe theo nàng không những cam quýt sẽ còn mua đủ loại mứt hoa quả chua ê răng cho nàng ăn ngay cả lúc này bọn họ ra khỏi côn minh cũng mang theo trong người một hộp nhỏ bên trong đều là đồ ăn vặt chua lẻ chua lét thế nhưng thấy nàng cả ngày chỉ ăn những thứ này ngay cả cơm cũng không thể nào ăn được hứa du ninh vẫn có chút lo lắng diệp tế muội cũng lo lắng lúc này bà ngồi ở trong xe ngựa nhìn diệp chăn chăn ngồi đối diện bà vừa ăn xong một quả quýt vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn dường như muốn ăn thêm một quả nữa bà bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện trong lòng nhảy một cái vội vàng nghiêng người tới hỏi chăn chăn nguyệt sự lần trước của con tới là lúc nào a à, diệp chân chăn đang bóc cam dừng lại động tác có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Diệp Tế Muội, rất hiển nhiên không rõ vì sao Diệp Tế Muội lại đột nhiên hỏi nàng lời này. Nhưng sau đó nàng liền thật nhanh nhìn Hứa Du Ninh và Nguyên Tiêu một chút. Nguyên Tiêu còn nhỏ, căn bản không biết được chuyện này, trong tay đang cầm một khối bánh hoa hồng ăn. Vân Nam trồng rất nhiều hoa hồng, mỗi khi đến thời điểm hoa hồng nở thì sẽ có người hái cánh hoa tươi mới xuống làm thành hoa hồng lộ, hoa hồng lộ và bánh hoa hồng đều có vị ngọt. Nguyên Tiêu gần đây mê mẩn bánh hoa hồng, thường hay quấn lấy Diệp Tế Muội muốn nàng mua cho nó. Hôm nay trước khi ra cửa còn cố ý cầm theo mấy khối mới bằng lòng đi ra ngoài. Thế nhưng loại chuyện nguyệt sự này Nguyên Tiêu không hiểu, hứa Du Ninh thì không thể không hiểu. Mặc dù nói đến thành thân với hứa Du Ninh cũng đã 4 năm tháng, nhưng mà hiện tại ở ngay trước mặt hắn bị Diệp Tế muội hỏi cái chuyện kiểu này, Diệp chân chân vẫn cảm thấy rất thẹn thùng. Khuôn mặt lập tức đỏ lên, cúi đầu không nói, tiếp tục bóc quýt. Ngược lại là hứa Du Ninh thay nàng trả lời là mùng 10 tháng 6. Khoảng thời gian này vừa rời kinh đi đường đến Vân Nam, sau đó lại nhận ngụy diễn và ngụy lãng lại hộ tống hứa du ninh đến huyện khúc tĩnh nhậm chức liên tiếp bận chuyện ngay cả bản thân diệp chăn chăn cũng quên nguyệt sự lần trước cụ thể là ngày nào không ngờ hứa du ninh vậy mà lại nhớ rõ ràng như vậy lúc này diệp chăn chăn thật sự là ngay cả phần cổ cũng đỏ bừng một mảnh hận không thể xuất hiện một cái hố trên xe ngựa nàng chui vào bên trong đi không ra nữa vẫn cứ cúi thấp đầu ánh mắt chỉ thấy quýt trong tay không có ý tứ nhìn bất luận kẻ nào mà hứa du ninh trả lời xong câu hỏi của diệp tế muội trong đầu cũng bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Sau đó hắn chỉ cảm thấy có một tiếng sấm ghé vào lỗ tai hắn rền vang, trong đầu đều là thanh âm ong ong. Diệp Tế Muội không có chú ý đến hắn lúc này chấn kinh như thế nào, chỉ bấm đầu ngón tay tính thời gian. Sau khi coi xong bà liền kinh ngạc nói với Diệp chăn chăn, chăn chăn, con đây đã hai tháng không có nguyệt sự rồi. Bây giờ con lại thích ăn chua như vậy, có phải con mang bầu rồi hay không? Chuyện này cũng thực sự không trách Diệp Tế Muội, Thứ nhất chính bà cũng mới sinh được một đứa bé, lúc ấy ngay cả mình mang thai cũng không biết. Thứ hai, mấy ngày nay liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, quả thực bà không có để ý thấy Diệp chăn chăn có chỗ nào khác thường. Còn nữa, nói đúng ra, mùng 10 tháng 6 bọn họ còn đang trên đường, vừa mới đến Vân Nam đó chứ. Diệp tế muội nói thẳng như thế, Diệp chăn chăn làm sao lại không rõ. Trong lòng run lên, tay cũng theo đó run rẩy một cái, cam quýt liền không cầm chắc, chớp mắt lăn trên mặt đất. Nguyên tiêu còn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy quả quýt lột được một nửa lăn đến trên mặt đất còn hỏi diệp chăn chăn tỷ tỷ quả quýt này tỷ không ăn hả diệp chăn chăn lúc này nàng giống như có chuyện quan trọng hơn ăn quýt sao nàng vậy mà mang thai hiện tại nàng mới bao nhiêu tuổi có thể có hài tử nghĩ đi nghĩ lại lại dọa sợ khóc lên hứa du ninh ban đầu còn khiếp sợ trong đầu trống rỗng chợt nghe tiếng khóc của diệp chăn chăn hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần đưa tay khóa chặt eo của nàng cúi đầu ân cần liên thanh hỏi chăn chăn muội sao vậy có chỗ nào cảm thấy không thoải mái sao diệp tế muội cũng giật nảy mình vội mở miệng hỏi thăm nàng như thế nào phải biết hiện tại nàng rất có thể đã mang thai vậy thì khẳng định không thể qua loa được hễ nơi nào có một chút không thoải mái cũng phải hỏi rõ ràng diệp chăn chăn lại không nói lời nào chỉ biết khóc cuối cùng dưới sự truy hỏi nhiều lần của hứa du ninh nàng mới thút tha thút thít nói ra nguyên nhân nàng khóc chính là vì sợ hãi nên mới khóc diệp tế muội nghe nguyên nhân này của nàng có mấy phần cười khổ không biết làm sao. Sinh con là chuyện mà mỗi nữ nhân đều phải trải qua, có gì đáng sợ chứ. Với lại có vài nữ nhân không sinh được hài tử, cầu Phật xin thuốc khắp nơi, nóng lòng như thứ gì, giống như ngươi thành thân chưa tới nửa năm đã có con, phải biết đây thật ra là chuyện rất may mắn đó. Nhưng Diệp chăn chăn lại không cảm thấy mình có phúc khí. Phải biết hiện tại tính tuổi mụ của nàng cũng mới 16 tuổi mà thôi, cho dù biết rõ trước kia nữ nhân 13-14 tuổi sinh con cũng có. 15-16 tuổi sinh con càng là chuyện rất bình thường, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn cảm thấy rất sợ hãi. Diệp tế muội không có biện pháp, thấy nàng bị hù khóc mãi, đành phải dùng lời nói an ủi nàng. Mà hứa Du Ninh thì không nói một tiếng, chỉ ôm nàng vào trong ngực, chậm rãi đưa tay vỗ lưng của nàng, trên mặt là thần sắc như có điều suy nghĩ. Diệp tế muội ở bên nhìn thấy, trong nội tâm liền có dự cảm không tốt. Thế là trạng vạng tối ngày hôm đó cả đám tìm được một khách sạn, lúc dừng xe muốn xuống tới nghỉ ngơi diệp tế muội cố ý kêu hứa du ninh đến một bên nói chuyện ta biết con rất thương yêu chăn chăn phàm là nàng nói cái gì con cũng sẽ thuận theo lần này nếu nàng quả thật mang thai dựa vào dáng vẻ sợ hãi của nàng vừa nãy ta chỉ sợ trong lòng con sẽ cất ý nghĩ không muốn đứa bé này nhưng ta nói cho con biết chuyện này con nghĩ cùng đừng nghĩ không nói có hài tử là chuyện vui mừng dưới gầm trời này nữ nhân nào không muốn sinh con mãi không sinh ra hài tử đó mới gọi hoảng hốt sợ hãi chứ cho dù nàng thật sự không muốn đứa bé này, ngươi bốc thuốc để nàng phá bỏ, về sau nàng không phải vẫn sinh con như lẽ thường sao. Tóm lại là tránh không xong cửa này. Hơn nữa, ngươi cho rằng sẩy thai thì không đau sao. Nếu là vô ý đả thương chỗ quan trọng, về sau nàng muốn mang thai hài tử cũng không mang thai được, đến lúc đó hai người các ngươi có hối hận cũng vô ích. Ban đầu hứa Du Ninh thấy dáng vẻ sợ hãi của Diệp chăn chăn, nghe lời nói sợ hãi của nàng, trong nội tâm quả thực có suy nghĩ muốn bỏ đứa bé này. Trở về sau tuổi Diệp chăn chăn lớn hơn chút nữa lại hoài thai một đứa, nhưng mà bây giờ nghe Diệp tế muội nói lời này rất có đạo lý, hắn cũng có chút do dự. Sau một lát hắn mới nói ra, nhưng hiện tại chăn chăn tuổi còn nhỏ, và lại nàng rất sợ chuyện này, ta nghĩ vẫn là. Một câu chưa hết, đã bị Diệp tế muội cắt đứt, chờ đến sau 10 tháng mang thai tuổi mụ của nàng đã 17, tuổi này cũng không thể coi là nhỏ. Phải biết trước kia hà hoa thẩm tử trong thôn chúng ta thế mà 14 tuổi đã sinh hài tử, không phải cũng khỏe mạnh, không có việc gì sao lại nói chăn chăn đây là trước kia chưa sinh hài tử đột nhiên biết mình mang bầu trong lòng sợ hãi cũng là chuyện rất bình thường nhưng chờ qua hai tháng nữa đứa bé trong bụng của nàng biết động đến lúc đó ngươi bảo nàng không cần nàng còn muốn liều mạng với người đó thầy hứa du ninh còn muốn lên tiếng diệp tế muội lại thuyết phục hắn được rồi ngươi là nam nhân những chuyện này nói với ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu ngày khác đến chỗ nhạc phụ ngươi chúng ta thỉnh nhạc phụ ngươi mời một đại phu tốt tới khám cho chăn chăn một chút nếu nàng quả thật mang thai Nàng còn nhỏ thì thôi đi, nhưng ngươi cũng không thể theo nàng làm ẩu được. Hứa Du Ninh cũng đành phải im lặng, mà nói thật, vào lúc biết Diệp Chân Chân có con trong lòng của hắn thực ra cũng là rất cao hứng. Diệp Tế muội lại dặn dò hắn mấy câu, sau đó liền thúc giục hắn mau trở về bồi Diệp Chân Chân. Trong lòng Hứa Du Ninh vẫn luôn nhớ mong Diệp Chân Chân, thế là chào tạm biệt Diệp Tế muội xong, sau đó vội vàng xoay người trở về phòng. Trở vào phòng rồi, chỉ thấy Diệp Tế muội đang ngồi trên ghế ở bên cửa sổ, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì hứa du ninh thấy thế lớn giọng gọi nàng một tiếng chăn chăn liên tiếp kêu hai tiếng mới thấy diệp chăn chăn xoay đầu lại nhìn hắn nụ cười trên mặt vừa nhìn là biết rất miễn cưỡng cũng không biết có phải vì sợ hãi hay không mà lúc này sắc mặt của nàng nhìn có chút tái nhợt hứa du ninh vừa thấy vậy lập tức cảm thấy trái tim tràn đầy đau đớn vội vàng bước nhanh đi tới xoay người nghiêng thân ôm cả người nàng ngồi trong ngực mình chính hắn thì ngồi xuống cái ghế diệp chăn chăn vừa ngồi cúi đầu hôn lên trán của nàng một cái hứa du ninh nhẹ giọng hỏi vừa rồi muội đang nghĩ cái gì vậy diệp chăn chăn không trả lời ngược lại hỏi hắn khi nãy nương gọi huynh qua đó nói cái gì hứa du ninh trầm ngâm không nói hiển nhiên không biết phải trả lời như thế nào diệp chăn chăn thấy vậy thì nở nụ cười nàng biết hứa du ninh là người nói dối mặt không đỏ tim không đập nhưng mà hiện tại hiếm khi hắn ở trước mặt nàng còn có dáng vẻ đắn đo chứ không phải trực tiếp nói dối nàng điều này ít nhất chứng tỏ ở trong mắt hắn nàng không giống người ngoài liền cười nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ chọt chán của hắn một cái, sau đó nói, thì ra hứa đại nhân nhà chúng ta cũng có thời điểm không biết nên nói dối thế nào. Sau khi trêu gẹo xong hứa du ninh, nàng vừa cười vừa nói, được rồi, cho dù huynh không nói ta cũng biết nương đã nói gì với huynh. Nhất định là lo lắng tính trẻ con của muội vì lẽ đó nên muốn bỏ đứa bé trong bụng. Lại thấy trước kia huynh luôn nghe theo muội rất sợ huynh sẽ theo muội hồ nháo, cho nên mới cố ý gọi riêng huynh qua đó dặn dò vài câu, có phải lời này hay không chăn chăn của ta thật thông minh hứa du ninh cười cúi đầu hôn mi tâm của nàng một cái chuyện gì cũng không thể gạt được muội diệp chăn chăn mím môi cười một tiếng huynh cũng đừng tâng bốc muội muội mới không nghe huynh nói mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt này đâu nhưng thật ra nàng vẫn rất thích hứa du ninh nói với nàng những lời này ngẫm lại hứa du ninh ở trước mặt người ngoài không nói tích chữ như vàng nhưng cũng là người quạnh quẽ không dễ tiếp cận chỉ có ở trước mặt nàng một chút dáng vẻ cũng không có nàng nói cái gì chính là cái đó một người như vậy nàng làm sao lại không thích. Hơn nữa thấy nàng sợ hãi, trong lòng của hắn lại thật sự có ý nghĩ không muốn đứa bé này. Đây chính là đứa bé đầu tiên của hắn, Diệp chăn chăn không tin hắn không muốn làm phụ thân. Nói không cảm động vậy khẳng định là giả, còn đứa bé này. Vừa nãy nàng đã nghĩ qua, vì không để cho hứa Du Ninh lo lắng, nàng dứt khoát nói hết tất cả những gì nàng suy nghĩ trong lòng, hết phần 10.